Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 591. Sau khi triệt tiêu được tà lực trong cơ thể, thần chiếu toàn thân đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ông ấy mừng rỡ nói, Ngô thần y quả là cao tay, năng lượng tà ác trong cơ thể tôi đã biến mất rồi. Ngô Bình gật đầu đáp, vấn đề về thần hồn của ông cần phải có đan dược để điều trị. Để tôi viết một đơn thuốc, sau đó ông đi thu thập những loại dược liệu này. Đợi khi dược liệu đầy đủ, hãy tới tìm tôi. Thần chiếu hành lễ tạ ơn Ngô Bình, đa tạ thần y. Thần chiếu vội vã muốn đi tìm thuốc ngay nên lập tức cáo từ Ngô Bình. Lúc này ông Hoa cũng đang ở đó, ông ấy hỏi, cậu làm gì mà vẽ nhiều bà như vậy? Ngô Bình đáp, tà ma đó dám đe dọa tôi, giờ tôi đi giết nó. Ông Hoa trợn tròn mắt lên hỏi, tà ma nào, chuyện này ông Hoa vẫn chưa biết. Ngô Bình liền kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe xong, ông Hoa vội vã kêu lên, cái gì? Cậu định đi giết một tà ma bị phong ấn từ thời Đường mà cả nước phải hợp lực để phong ấn hay sao? Cậu bị điên à? Ngô Bình đáp, kế hoạch như vậy không ổn sao? Ông Hoa, đương nhiên rồi, sức mạnh của tà ma này vô cùng khủng khiếp. Nhỡ đâu xảy ra sơ suất gì thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Ngô Bình đáp, ông Hoa, tôi vô cùng tự tin có thể tiêu diệt tà ma này. Ông Hoa tò mò hỏi, nhưng tại sao cậu cứ nhất quyết phải giết chết nó? Ngô Bình cười lạnh, tôi đã đi tới nơi trấn áp tà ma đó, nó đã đe dọa tôi rằng một khi nó ra ngoài được thì sẽ giết cả tôi và người nhà tôi. Ông Hoa giận dữ mắng, khốn nạn, đáng chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, cho nên tôi mới muốn đi trừ khử tà ma này. Ngày mai cấp trên sẽ phái người tới tìm vị trí chính xác của tà ma đó. Nếu như một trong số đám người đó nghe nó dụ hoặc thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho tôi và người nhà tôi. Ông Hoa cười hi hi đáp, không cần nói nữa, tà ma này nhất định phải chết. Sau đó ông Hoa hỏi tiếp, đống bùa cậu vẽ có linh nghiệm thật không vậy? Ngô Bình đáp, bùa của tôi mặc dù không thể có hiệu lực lớn như bùa của thiên tiên nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. 24 lá bùa này hợp sức, tôi không tin tà ma có thể chịu đựng nổi. Ông Hoa gật đầu, việc không thể chậm trễ, giờ chúng ta hãy đi tiêu diệt tà ma đó. Ngô Bình nhìn đồng hồ đáp, giờ tí chúng ta xuất phát. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình bảo Đào Như Tuyết ở nhà chờ, còn anh đưa theo ông Hoa đi tới ngọn núi nơi tà ma đang bị phong ấn. Rất nhanh sau đó, một người một chim đã đến cái động trong lòng núi và giáp mặt tà ma kia. Tà ma thấy Ngô Bình đã đi rồi lại quay lại liền cười lớn nói, tiểu tử, thay đổi quyết định rồi sao? Ngô Bình thở dài đáp, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy lời tiền bối nói rất có lý. Thà rằng chúng ta trở thành bạn bè còn hơn kết thành kẻ thù. Tiền bối trước đó đã nói rằng sau khi ra được khỏi nơi này thì sẽ cho tôi rất nhiều lợi ích, lời này có thật không? Tà ma kia cười đáp, người yên tâm, ta sẽ khiến người trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ. Ngô Bình mắt sáng như đèn pha, nói tiền bối, vậy giờ tôi sẽ thả tiền bối ra. Hy vọng tiền bối nói lời giữ lấy lời. Nói rồi, anh nhanh chân bước tới trước mặt hòa thượng, lấy ra một lá bùa luyện quỷ dán lên trán hòa thượng. Hòa thượng kia đột nhiên cảm thấy có một nguồn sức mạnh khiến cho tim mình đập nhanh hơn đang lan dần ra toàn cơ thể. Sức mạnh này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tà ma cau mày hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Ngô Bình đáp, tiền bối, muốn phá trận pháp này thì phải dùng thủ đoạn cao minh. Quá trình có thể sẽ khiến tiền bối cảm thấy rất khó chịu, nhưng xin hãy tạm thời chịu đựng. Cùng lắm là 15 phút, tiền bối có thể thoát khỏi nơi này. Tà ma cười đáp, quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh. Vậy cứ thể hiện hết đi, ta có thể chịu đựng được. Tà ma dứt lời, Ngô Bình liền đem lá bùa thứ hai, thứ ba, dán lên khắp người hòa thượng. Khi lá bùa thứ 12 được dán lên, hòa thượng kia kêu lên thảm thiết, từ mắt của hắn bốc ra một làn khói xanh. Hắn rú lên, chuyện gì thế? Tại sao ta cảm thấy như ta đang bị luyện hóa? Ngô Bình tỏ vẻ rất kinh ngạc đáp, tiền bối, vậy thì tốt quá. Điều đó chứng tỏ phương pháp phá trận của tôi là đúng. Xin hãy chịu đựng thêm một lát. Sau đó anh nhanh chóng đem 12 lá bùa còn lại tiếp tục dán lên khắp người hòa thượng kia. Tà ma bắt đầu kêu rên thảm thiết hơn cả ban nãy, toàn cơ thể bắt đầu bốc ra khói đen. Danh con khốn kiếp dám ám hại ta, tà ma giống lên một tiếng vô cùng căm hận. Ngô Bình cười hi hi đáp, tà ma, bây giờ mày mới phát hiện ra sao? 24 lá bùa luyện quỷ này là tao chuẩn bị riêng cho mày. Cho dù mày có tu vi tiên thiên thì cũng không chống chọi được bao lâu đâu. Tà ma giống lên, đáng chết, ta sẽ niệm chú nguyền rủa ngươi không thể nào chết yên ổn.
Ngô Bình cười lạnh, mày tiết kiệm sức lực đi, bùa luyện quỷ của tao sẽ biến mày thành tro. Nói dứt lời, Ngô Bình bắt đầu niệm chú. Chú này có tác dụng tăng thêm sức mạnh cho bùa luyện quỷ. Tà ma lại tiếp tục kêu lên thảm thiết, 5 phút sau hòa thượng kia dùng mình một cái. Từ mỗi lỗ chân lông đều thoát ra một luồng khói đen nhỏ, sau đó cả người hòa thượng rũ xuống như đã hôn mê bất tỉnh. Ngô Bình không dám bất cẩn, tiếp tục niệm chú thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, thấy hòa thượng kia không phản ứng gì mới ngừng lại. Ông Hoa ngoẹo đầu sang nhìn hòa thượng kia rồi nói, Ngô Bình, tà ma này có lẽ đã xong đời rồi. Ngô Bình gật đầu, bùa luyện quỷ này có uy lực rất mạnh, có lẽ tà ma đã bị luyện hóa rồi. Anh vừa dứt lời thì hòa thượng kia đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn Ngô Bình rồi hỏi, là thí chủ đã tiêu diệt tà ma sao? Ngô Bình trợn tròn mắt hỏi, anh là ai? Hòa thượng đáp, bần tăng đạo nhất năm đó đã hy sinh thân thể để phong ấn tà ma, hôm nay mới lại được thấy mặt trời. Đa tạ thí chủ ra tay tương trợ. Ngô Bình sợ đây là do tà ma nhập vai lừa anh nên hỏi, nếu đã là hòa thượng chắc hẳn phải đọc được Kim Cang chú đúng không? Kim Cang chú là chú diệt yêu trừ ma của Phật môn, tà ma chắc chắn không thể niệm loại chú này. Đạo nhất khẽ mỉm cười, sau đó đọc một đoạn Kim Cang chú. Trong lúc đạo nhất niệm chú thì xung quanh tỏa ra vầng hào quang, khí tức vô cùng nghiêm trang. Chắc chắn tà ma không thể nào toát ra khí tức như vậy. Ngô Bình lúc này mới cười đáp, đạo nhất đại sư, chúc mừng đại sư lấy lại được cơ thể. Ngô Bình không dám thất lễ với đạo nhất này bởi vì đối phương có tu vi tương đương địa tiên cấp 5, thậm chí là còn cao hơn. Đạo nhất, đều là nhờ ân điểm của thí chủ. Ngô Bình lập tức rút ra thanh kiếm Hắc Long chém đứt xích sắt và những sợi cước xuyên qua người đạo nhất. Quá trình này vô cùng phức tạp, nếu không phải y thuật của anh cao thâm thì sẽ không thể nào chém đứt được những sợi cước này. Không lâu sau, đạo nhất đi xuống khỏi bệ đồng, chắp tay hành lễ với Ngô Bình, tạ ơn thí chủ. Ngô Bình cười đáp, đạo nhất đại sư có dự định gì chưa? Đạo nhất mỉm cười nói, năm đó khi xả thân phong ấn tà ma, bần tăng từng nói với Phật rằng nếu còn một ngày được nhìn thấy mặt trời thì bần tăng sẽ trở thành một người phàm. Ngô Bình cười đáp, đại sư muốn làm người phàm sao? Đạo nhất gật đầu, đúng vậy, bần tăng chỉ muốn làm một người bình thường. Ngô Bình vui vẻ đáp, nếu đại sư đã muốn làm người phàm thì chị bằng đi cùng tôi sẽ đưa đại sư đi trải nghiệm hết tất cả mọi nơi trên thế gian này. Đạo nhất chắp tay đáp, xin đa tạ. Ngô Bình, xin tự giới thiệu, tôi tên là Ngô Bình. Đạo nhất đại sư, Ngô Bình đệ, tên tục của tôi là Lục Nhiễm Trần. Ngô Bình đáp, vậy sau này tôi xin gọi đại sư là anh Lục. Anh Lục, việc ở đây đã xong, chúng ta ra ngoài thôi. Lục Nhiễm Trần gật đầu, sau đó theo Ngô Bình ra khỏi lòng ngọn núi. Khi lên đến mặt đất, nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng cao tít trên bầu trời, Lục Nhiễm Trần thở dài nói, thế giới vẫn giống như xưa. Ngô Bình đáp, anh Lục, chúng ta về nhà trước rồi từ từ thảo luận thêm nhé. Sau đó, Ngô Bình, Lục Nhiễm Trần và ông Hoa quay trở lại biệt thự. Khi trở lại biệt thự, Lục Nhiễm Trần vội nói, Ngô Bình đệ, ở sát vách có tà ma đến gần. Ngô Bình giật mình hỏi, có tà ma sao? Lục Nhiễm Trần gật đầu đáp, đúng hơn là tà ma từ thế giới khác được triệu hồi tới đây. Chương 592, Huyết Ma. Triệu hồi tà ma, Trương Tây Linh đang muốn làm gì vậy? Ngô Bình lắc đầu đáp, mặc kệ ông ta, nghỉ ngơi trước đã. Anh Lục, anh muốn uống gì nào? Lục Nhiễm Trần đến từ thời đường, trên đường đi đến đây thì vô cùng kinh ngạc, tò mò về tất cả mọi thứ. Ông ấy suy nghĩ một lát rồi đáp, hồi nhỏ tôi từng được uống rượu. Bây giờ tôi muốn uống lại thứ đó. Ngô Bình cười ha ha đáp, rượu thì tôi nhiều lắm, chúng ta hãy thưởng rượu cùng nhau. Ngô Bình cất ở đây khá nhiều rượu, mặc dù không phải là loại rượu quý nhất mà anh có nhưng những loại rượu này cũng rất khó kiếm trên thị trường, thường không dễ dàng mua được. Sau khi mở nắp bình rượu, hương thơm tỏa ra bốn phía. Ngô Bình còn gọi nhà hàng trên phố mang mấy món ăn và mấy món nhậu qua, hai người họ bắt đầu uống rượu cùng nhau. Sau khi uống một chén rượu, Lục Nhiễm Trần khẽ mỉm cười nói, rượu này không tệ, mùi vị rất thanh. Ngô Bình giơ ngón tay cái, nói, anh Lục, xem ra anh có tài thưởng rượu đấy. Không sai, đây là loại rượu nguyên chất, nổi tiếng là có vị rất thanh. Lục Nhiễm Trần cười đáp, sau này tôi sẽ gọi thí chủ là Ngô Bình đệ, chúng ta dựa vào tuổi tác mà xưng hô nhé. Ngô Bình cười đáp, giờ anh Lục đã hoàn tục, vậy chúng ta cứ dân dã một chút, kết làm anh em kết nghĩa thì sao? Lục Nhiễm Trần không hề do dự mà đáp ngay, được chứ?
Ngô Bình thắp một nén hương, sau đó cùng Lục Nhiễm Trần kết bái làm huynh đệ. Lục Nhiễm Trần đã hơn 1000 tuổi nên đương nhiên là huynh, còn Ngô Bình là đệ. Sau khi vái trời đất xong xuôi, hai người họ quay lại cúi đầu hành lễ với nhau. Ngô Bình gọi một tiếng đại ca, Lục Nhiễm Trần cũng đáp lại nhị đệ. Hai người họ mỉm cười nhìn nhau, sau đó tiếp tục cùng uống rượu. Lục Nhiễm Trần không biết thế giới hiện tại ra sao nên Ngô Bình ngồi giải thích cho ông ấy. Lục Nhiễm Trần đa số chỉ ngồi nghe, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài câu hỏi. Sau khi uống hết hai bình rượu, Lục Nhiễm Trần hỏi, rượu cũng đã uống rồi, sư đệ, giờ ta nên làm công việc gì đây? Ngô Bình cười đáp, đại ca, hay là em cho anh cái ghế CEO nhé? Anh có muốn làm không? Lục Nhiễm Trần hỏi, CEO là làm cái gì vậy? Ngô Bình, CEO chính là người làm công việc quản lý một công ty, quản lý rất nhiều người và rất nhiều tiền của. Trước đó Ngô Bình đã bảo Đường Tử Di lập cho anh một công ty mới, sau đó chuyển hết tất cả công ty, cổ phần và tài sản đứng tên anh vào trong đó. Trong tương lai, công ty này sẽ có số vốn lên tới hàng trăm tỷ tệ. Nếu công ty này có cao thủ như Lục Nhiễm Trần quản lý thì thực sự là quá phù hợp. Đương nhiên Lục Nhiễm Trần chỉ cần đứng tên trên danh nghĩa, còn những việc lặt vặt bên dưới sẽ do các giám đốc có chuyên môn đảm nhiệm. Lục Nhiễm Trần cười đáp, được giao lưu nhiều với mọi người cũng không tồi, vậy ta có thể thử. Ngô Bình đáp, đợi sau khi công ty thành lập thì chúng ta qua bên đó xem nhé. Anh cũng không cần mỗi ngày đều phải ở công ty. Chỉ cần khi công ty đưa ra những quyết định quan trọng thì anh ở đó để ra lệnh cho cấp dưới là được. Lục Nhiễm Trần mỉm cười đáp, được, nhưng anh em trong nhà cũng phải rạch ròi chuyện tiền nong, vậy sư đệ định trả lương ta thế nào đây? Ngô Bình ha ha cười lớn đáp, để em cho đại ca 30% cổ phần, như vậy mỗi năm sẽ kiếm được không ít. Lục Nhiễm Trần tò mò hỏi, 30% cổ phần là bao nhiêu? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, em chưa tính toán cụ thể nhưng mỗi năm có thể thu về hàng chục tỷ tệ từ đó. Lục Nhiễm Trần kinh ngạc, không có công thì không thể hưởng lợi. Đột nhiên sư đệ cho ta nhiều tiền như vậy, ta lo sợ mình không tiêu hết. Ngô Bình nghiêm mặt lại đáp, giờ anh đã bôn ba trốn hồng trần này, nếu không có tiền thì không được. Có tiền rồi thì mới có thể giúp đỡ người khác. Lục Nhiễm Trần là đệ tử Phật môn, trong lòng vốn từ bi độ lượng. Nghe nói có thể giúp đỡ những người khác thì lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng đáp, nếu đã như vậy thì ta sẽ không khách sáo với sư đệ nữa. Hai người họ đang uống rượu thì đột nhiên ở phòng bên cạnh có tiếng người kinh hãi kêu lên, sau đó lại có những tiếng rên thảm thiết. Ngô Bình cau mày lại, nói, đại ca, chúng ta đi xem. Hai người họ đi tới trước phòng của Trương Tây Linh, Ngô Bình một cước đá bay cánh cửa, sau đó một mùi máu tanh nồng sộc vào mũi hai người họ. Trên mặt đất toàn là những phần tứ chi và nội tạng còn sót lại, máu chảy thành sông. Trương Tây Linh và đám người kia đang bị một bóng ma màu đỏ như máu truy sát. Huyết ảnh đó cực kỳ nhanh, nó nhanh chóng đuổi kịp một cao thủ tiên thiên, sau đó lao vào ông ta. Cao thủ tiên thiên ban nãy trong giây lát đã trở thành một cái xác khô. Ngô Bình kinh ngạc thốt lên, đại ca, đây là thứ gì vậy? Lục Nhiễm Trần không trả lời. Ông ấy bước lên một bước rồi nhanh chóng tốc biến đến trước mặt huyết ảnh kia, tay phải kết thành ấn rồi ngân nga một đoạn chú. Trong nháy mắt, xung quanh Lục Nhiễm Trần tỏa ra hào quang màu vàng, huyết ảnh kia thì thét lên một tiếng, sau đó toàn thân bắt đầu bốc cháy. Huyết ảnh quằn quại một hồi, sau đó biến thành đống tro tàn. Trong không gian bốc lên mùi hôi thối. Trương Tây Linh và mấy người kia vốn đang vô cùng tuyệt vọng thì nhìn thấy Lục Nhiễm Trần một chiêu đánh chết huyết ảnh, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, bọn họ thi nhau quỳ xuống đất, nói, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Lục Nhiễm Trần không nói gì, Ngô Bình bước vào phòng, cười lạnh, các người đang làm gì vậy? Trương Tây Linh cười khổ đáp, cậu Ngô, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Đây là một con huyết ma. Ngô Bình đưa mắt nhìn hiện trường xung quanh thì phát hiện ở chính giữa phòng có một khối ngọc màu đen trông như thể một đàn tế, xung quanh thì vẽ đầy bùa chú. Ngô Bình sầm mặt lại nói, Trương Tây Linh. Tốt nhất ông hãy cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, tôi sẽ lấy danh nghĩa thần võ ti để bắt giữ ông. Trương Tây Linh vội vã đáp, cậu Ngô, chúng tôi làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Ngô Bình thấy chỗ này bốc mùi hôi thối nên vội nói, ra ngoài đi rồi nói chuyện. Ra đến ngoài sân, Ngô Bình hỏi lại, tại sao các người vẫn còn chưa chịu rời đi? Trương Tây Linh cười khổ, cậu Ngô, chúng tôi đều bị trúng một loại tà chú. Thế nhưng giáo chủ của chúng tôi giờ đã mất tích, tà chú này không có cách nào giải được. Chẳng còn cách nào,
chúng tôi đành tự mình nghĩ cách thử triệu hồi một tà ma mạnh hơn tới giúp chúng tôi giải chú. Nào ngờ lần này lại triệu hồi phải một con huyết ma. Nó vừa xuất hiện đã giết 4 người của chúng tôi, nếu không phải có vị tiền bối này ra tay tương trợ thì tất cả chúng tôi đều đã chết rồi. Nói không chừng huyết ma còn có thể ra ngoài nhân gian hại người. Ngô Bình cười lạnh đáp, kẻ tu luyện tà đạo như các người mà cũng sợ huyết ma ra ngoài giết người sao? Trương Tây Linh, mặc dù chúng tôi không phải quân tử nhưng cũng không phải là người xấu. Ngô Bình, vậy sao? Vậy tự hiến tế vợ con mình cũng không phải là kẻ xấu sao? Trương Tây Linh vội vã đáp, cậu Ngô, việc hiến tế này không phải tất cả mọi người trong Hắc Thiên Giáo đều làm. Ở đó cũng giống như trên đời này vậy, có người tốt thì cũng sẽ có kẻ xấu. Ngô Bình xua tay, được rồi, ông không cần giải thích nữa. Nói cho tôi biết giáo chủ của ông biến mất như thế nào. Trương Tây Linh thở dài, một thời gian trước, giáo chủ đi vào mật thất để tu luyện một mạch 7 ngày không thấy động tĩnh gì. Chúng tôi đều rất tò mò nên đã vào trong kiểm tra, kết quả phát hiện giáo chủ đã mất tích từ bao giờ. Giáo chủ vì muốn kiểm soát chúng tôi mà hạ một loại tà chú lên người chúng tôi. Hiện giờ giáo chủ không có ở đây, tà chú thì đã bắt đầu phát tác. Mọi người đều vô cùng sợ hãi. Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện trên người Trương Tây Linh quả thực có một loại chú lực. Anh hỏi, loại chú lực này các người không thể tự giải được hay sao? Trương Tây Linh cười khổ đáp, nếu như chúng tôi có thể tự giải chú nguyền thì đâu có mạo hiểm triệu hồi một con huyết ma lên làm gì? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, thực ra tôi có thể giúp các người. Trương Tây Linh sáng mắt lên hỏi, cậu Ngô, cậu có thể giải chú giúp chúng tôi thật sao? Ngô Bình nghiêm mặt đáp, ông Trương, mặc dù tôi có thể giải chú nhưng việc giải chú sẽ làm tiêu hao rất nhiều tâm lực của tôi. Trương Tây Linh lập tức hiểu ý, vội vã đáp, cậu Ngô, chỉ cần cậu có thể giúp chúng tôi giải tà chú thì chúng tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Ngô Bình cười đáp, bất cứ giá nào sao? Vậy để tôi làm giáo chủ của các người cũng được phải không? Trương Tây Linh thần người ra một lát, sau đó đột nhiên hai mắt sáng lên đáp, cậu Ngô, nếu cậu có mong muốn này thì chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Chương 593, tham kiến giáo chủ. Ngô Bình kinh ngạc. Anh chỉ thuận miệng nói ra một câu như vậy thôi, vậy mà đám người này lại đồng ý. Có điều anh không có hứng thú làm giáo chủ gì đó của bọn họ nên nói ngay, vụ giáo chủ thì thôi bỏ đi. Hay là thế này, cứ chữa khỏi cho một người là tôi thu 30 đồng tiền bùa. Nếu không có tiền bùa thì thế chấp thứ khác cũng được. Trương Tây Linh cười khổ, 30 đồng tiền bùa không phải số tiền nhỏ. Ông ta cắn răng đáp, cậu Ngô. Thực ra Hắc Thiên Giáo chúng tôi có nhiều báu vật nhưng những báu vật này chỉ giáo chủ mới có thể sử dụng. Nếu cậu có thể trở thành giáo chủ thì những thứ đó sẽ trở thành tài sản cá nhân của cậu. Ngô Bình hừ một cái, đáp Trương Tây Linh, hóa ra ông bảo tôi làm giáo chủ là để tiết kiệm tiền cho ông sao? Nếu trở thành giáo chủ rồi thì nghĩa vụ của tôi là phải giải chú cho các người. Ông tính toán giỏi lắm. Trương Tây Linh cười gượng đáp, tôi không dám nói dối, Hắc Thiên Giáo quả thực cất giữ rất nhiều bảo bối. Ngô Bình, nếu đã nhiều bảo bối như vậy, sao các người không lấy đi? Trương Tây Linh lắc đầu, những món đồ đó chỉ có giáo chủ mới có quyền sử dụng, chúng tôi đâu dám động vào. Nếu manh nha ý đồ đó sẽ bị thần phạt rất nặng. Ngô Bình, thần phạt. Đúng vậy, chính là sự trừng phạt của thần Hắc Thiên, Trương Tây Linh nói tiếp, nên cho dù giáo chủ không có ở đó thì chúng tôi cũng không dám tơ tưởng đến chỗ bảo vật đó. Ngô Bình, ông bảo tôi làm giáo chủ. Lẽ nào các ông có quyền phế giáo chủ cũ để lập giáo chủ mới? Trương Tây Linh vội đáp, quy định của Hắc Thiên Giáo nêu rõ nếu giáo chủ mất, hoặc mất tích quá 7 ngày thì toàn thể trưởng lão có thể lập ra giáo chủ mới. Ngô Bình, nếu đã như vậy, tại sao các người còn chưa chọn người ngồi lên vị trí này? Trương Tây Linh thở dài, các vị trưởng lão không đồng lòng, ai cũng có toan tính riêng. Trước đây chúng tôi đã đề xuất vài người nhưng bị phe đối lập phản đối. Sau đó ông ta nói tiếp. Nhưng cậu thì khác, nếu cậu thực sự có thể giải được tà chú này thì tất cả các vị trưởng lão đều sẽ chấp nhận. Ngô Bình bắt đầu do dự, mình có nên nhận chức giáo chủ này không? Anh nhìn sang Lục Nhiễm Trần hỏi, đại ca, anh nói xem chức giáo chủ này có nên làm không? Lục Nhiễm Trần đáp, nếu sư đệ muốn làm giáo chủ, ta có thể đi cùng đệ tới đó một chuyến. Ngô Bình cười đáp, có đại ca đi cùng thì em quyết sẽ đến đó một phen. Anh nói với Trương Tây Linh, ông Trương. Còn bao lâu nữa thì tà chú đó phát tác? Trương Tây Linh, không có thời gian nhất định, ngắn thì không tới một tháng nữa, còn nếu dài thì nửa năm. Ngô Bình gật đầu, vậy được, nửa tháng sau ông tới tìm tôi,
tôi cùng ông đi tới Hắc Thiên Giáo một chuyến. Trương Tây Linh hiểu rằng Ngô Bình muốn chọn thời điểm mà tà chú chuẩn bị phát tác để đến đó. Chỉ có như vậy mới khiến mọi người thần phục. Trương Tây Linh vội vã vái một cái, nói thuộc hạ Trương Tây Linh tham kiến giáo chủ. Những người đằng sau ông ta cũng thi nhau vái. Ngô Bình đáp, các ông dọn dẹp lại phòng ốc một chút, nửa tháng sau liên hệ lại với tôi. Nói rồi, anh đưa cho Trương Tây Linh một tấm danh thiếp. Quay vào nhà xong, Ngô Bình thấy Lục Nhiễm Trần mặc quần áo của mình không vừa nên nói, đại ca, chúng ta đi dạo phố chút đi. Em sẽ mua cho anh vài món đồ cá nhân. Trên phố Lệ Thủy có nhiều tiệm quần áo, Ngô Bình liền mua mấy bộ quần áo và giày dép cho Lục Nhiễm Trần, nhưng vì đi vội nên không chọn được kỹ. Ngoài ra, anh còn nhờ bạn bè làm giúp Lục Nhiễm Trần căn cước công dân và thẻ SIM điện thoại. Lục Nhiễm Trần rất hứng thú với điện thoại, ông ấy cũng rất thông minh nên chẳng mấy chốc đã biết cách sử dụng rồi. Lại còn lên mạng xã hội kết bạn với mấy cô xinh tươi. Ngô Bình đột nhiên cười quái gở, nói, đại ca, có phải anh làm hòa thượng lâu quá nên giờ rất muốn tìm vài cô? Có cần em đưa anh đến mấy nơi đó đó không? Lục Nhiễm Trần nghiêm mặt đáp, sư đệ, lại nói linh tinh rồi. Sao ta có thể đến những nơi như vậy được cơ chứ? Vừa dứt lời thì ở cửa hàng quần áo đối diện có một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc thời thượng, ngực to, chân dài, body bốc lửa lại còn rất thơm bước ra. Lục Nhiễm Trần nhìn cô gái đó không rời mắt, cô gái kia thì lườm lại một cái rồi đi qua bọn họ. Ngô Bình vỗ vai Lục Nhiễm Trần nói, đại ca, nếu thích thì mau tấn công đi. Lục Nhiễm Trần thân là một đại cao thủ nhưng lúc này lại vô cùng lo lắng đáp, sư đệ, tấn công kiểu gì bây giờ? Ngô Bình đảo mắt chán trường, sau đó ném đống quần áo vừa mua cho Lục Nhiễm Trần rồi nhanh chóng rảo bước về phía cô gái kia. Anh cười gọi, người đẹp. Cô gái kia dừng bước. Nhan sắc cô này 9 điểm rưỡi nhưng body căng đét khét mò này phải được 11 trên 10. Vậy nên đàn ông bị cô ấy thu hút cũng là điều dễ hiểu. Cô gái hỏi, có chuyện gì vậy? Ngô Bình từ khi trở thành nhân tiên thì cả khí chất và giao diện bên ngoài đều được cải thiện đáng kể, cũng có sức thu hút rất lớn với các cô gái. Ngô Bình cười đáp, người đẹp, cô có nhìn thấy người ở phía sau kia không? Cô gái liếc nhìn Lục Nhiễm Trần rồi đáp, tôi có thấy, sao vậy? Ngô Bình hạ giọng nói nhỏ, đó là một tên nhà quê vừa được thừa kế gia sản chục tỷ, giờ đang không biết tiêu tiền như thế nào. Người đẹp, đây là cơ hội ngàn năm có một, người vừa có tiền vừa thật thà như vậy kiếm đâu ra chứ? Cô đừng lãng phí cơ hội tốt như vậy. Cô gái kinh ngạc, gia sản chục tỷ sao? Thật hay giả vậy? Ngô Bình cười đáp, sự thật 100%, mấy trăm nghìn tệ anh ấy sẵn sàng tiêu mà không chớp mắt. Cô gái đột nhiên trở nên cảnh giác, tôi không quen hai người. Xin lỗi tôi đi đây, rõ ràng cô gái này cho rằng Ngô Bình là một tên lừa đảo. Ngô Bình vội vã gọi với theo, người đẹp, không quen cũng không sao, có thể kết bạn trước mà. Tôi thấy hình như cô vẫn chưa có bạn trai phải không? Một đại mỹ nhân giống như vậy thì đáng ra phải có 10 người yêu rồi mới phải. Nhưng thực tế, anh có thể nhận ra cô gái này vẫn còn nguyên vẹn, chắc chắn là chưa có người yêu. Điều đó khiến anh cũng thấy ngạc nhiên. Cô gái kia vẫn lắc đầu, thôi bỏ đi. Bố tôi quản chặt lắm. Bố không cho phép tôi yêu đương nhăng nhít đâu. Ngô Bình trợn tròn mắt hỏi, bố cô cấm yêu đương sao? Cô gái gật đầu, bố tôi phải ưng bạn trai tôi mới được. Ngô Bình đột nhiên bật cười đáp, tôi đảm bảo bố cô sẽ thích anh ấy. Cô gái cảm thấy rất kỳ lạ hỏi, sao anh khẳng định được chắc chắn vậy? Ngô Bình đáp, người đẹp, chúng ta cược đi. Nếu bố cô thích anh ấy thì cô làm bạn gái anh ấy. Thế nào? Cô gái này bắt đầu do dự, thực ra cô ấy cũng muốn có bạn trai nhưng hơn chục người trước đó đều bị bố cô cấm vận khiến cô ấy vô cùng tuyệt vọng. Lời Ngô Bình nói khiến cô ấy có chút lung lay. Lục Nhiễm Trần thực ra cũng rất đẹp trai, có điều ánh mắt như hổ đói có chút dọa người, giống như đám đàn ông mấy năm không được động vào thiếu nữ. Nghĩ ngợi một lát, cô gái kia cắn môi đáp, vậy được. Ngô Bình thở phào một cái, sau đó quay lại vẫy tay với Lục Nhiễm Trần. Lục Nhiễm Trần nhanh chóng bước tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi chân dài của cô gái. Bị nhìn chòng chọc như vậy khiến cô gái cũng gượng gạo, vội vã quay đi chỗ khác. Ngô Bình nói, đại ca, ánh mắt của anh cứ như dã thú vậy, tem tém lại không người ta đánh giá. Lục Nhiễm Trần ho một tiếng, đáp, sư đệ, là ta bị mất hồn. Ngô Bình, người đẹp, giới thiệu một chút, đây là đại ca của tôi, tên Lục Nhiễm Trần. Đúng rồi, cô tên là gì nhỉ? Cô gái, xin chào, hai người có thể gọi tôi là Nạp Lan Khả Khả.
Ngô Bình, tên hay lắm, cô Nạp Lan, chúng ta tìm một quán uống vài ly được không? Nạp Lan đáp, thôi để hôm khác đi, hôm nay muộn rồi, tôi phải về nhà. Ngô Bình hỏi, về nhà sao? Vậy để đại ca tôi đưa cô về. Về đến nhà cứ nói với bố anh ấy là bạn trai cô xem bố cô có thích anh ấy hay không. Nạp Lan khả khả do dự một lát, sau đó gật đầu đáp, nhà tôi ở phía trước. Ngô Bình nói thầm với Lục Nhiễm Trần, đại ca, lúc uống rượu anh đã nói với em anh biết tuyệt kỹ thao túng tâm lý của Phật môn. Lát nữa hay dùng nó để khiến bố cô ấy niềm nở với anh. Lục Nhiễm Trần, sư đệ, như vậy không hay lắm thì phải. Ngô Bình cười lạnh, em hỏi anh có muốn cua cô này hay không? Lục Nhiễm Trần thở dài đáp, cua. Chương 594, bị ám sát. Ngô Bình, thế thì phải nghe lời em. Nạp Lan khả khả hóa ra lại ở cùng khu với họ, đi có vài bước đã về đến cửa nhà. Ngô Bình xách theo mấy túi quần áo định đi về nhà trước, việc còn lại giao cho Lục Nhiễm Trần tự xử lý. Ngô Bình tay xách túi lớn túi bé đi về nhà. Anh đang định mở cửa thì điện thoại báo nhận được một tin nhắn, mau rời khỏi phố Lệ Thủy, có người muốn giết anh. Nhìn thấy dòng tin nhắn này, anh khẽ cau mày, có người muốn giết anh, rồi ai là người nhắn cho anh tin này? Anh còn đang nghi hoặc thì đột nhiên giật mình, sau đó tức tốc lùi về phía sau nhanh như điện xẹt. Cửa đột nhiên bị phá từ phía trong, một lưỡi kiếm lao tới nhằm vào ấn đường của anh. Lưỡi kiếm này lao tới rất nhanh, Ngô Bình chỉ kịp lấy tay đỡ trước trán. Một tiếng tinh vang lên, tay anh trở nên hơi nặng như thể có thứ gì sắc nhọn đâm lên trên. Lúc giơ tay lên đỡ anh đã kịp cầm lấy một lá bùa. Chính là một trong ba lá bùa mà Đông Hoàng đưa cho anh, bùa sát sinh. Thuần dương tiên lực đi vào lá bùa, phát lên một tiếng rít. Lá bùa biến thành một khối năng lượng hình bàn tay màu xanh đen lao về phía đối phương. Cửa bị phá, một kẻ từ bên trong lao ra. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia, kẻ đó mặt hơi biến sắc, thét lên một tiếng. Thanh kiếm trong tay hắn lao vút lên không trung, vẽ một trận đồ gì đó. Trận đồ đó tỏa ra ánh sáng màu lam. Bàn tay kia tấn công trận đồ bên trên khiến trận đồ này tan biến, nhưng bàn tay năng lượng cũng mở đi mấy phần. Sau đó bàn tay tiếp tục lao về phía kẻ kia. Phụt! Đối phương thổ huyết, cả cơ thể như con diều bị đứt dây bay ra xa mấy chục mét, làm thủng một lỗ lớn trên tường nhà Ngô Bình. Ngô Bình lập tức lao tới nhưng khi anh lao tới đó thì đối phương đã biến mất tăm tích, hiện trường chỉ còn lại vết máu. Chạy mất rồi sao, anh nheo mắt lại, không đuổi theo. Đối phương là địa tiên, có đuổi theo cũng rất khó bắt được. Lúc này, Lục Nhiễm Trần cũng về tới cổng, vội vã lao vào hỏi, sư đệ, đệ vừa giao đấu với ai sao? Ngô Bình, đại ca, ban nãy có một địa tiên muốn ám sát đệ nhưng đã bị đệ dùng sát sinh phù đả thương. Lục Nhiễm Trần, đó là kẻ nào vậy? Ngô Bình suy nghĩ rồi đáp, trông lạ lắm. Nhà Ngô Bình trở thành một đống hỗn độn. Anh gọi vài người tới giúp dọn dẹp. Sau đó anh hỏi Lục Nhiễm Trần, đại ca, bố của Nạp Lan khả khả có đồng ý không? Lục Nhiễm Trần đáp, ông ấy bảo tháng sau sẽ cho ta kết hôn với cô ấy. Ngô Bình hú hồn, cái gì? Kết hôn? Lục Nhiễm Trần, ta đã đồng ý rồi. Ngô Bình cười khổ đáp, đại ca, hai người vừa quen nhau, sao mà kết hôn được? Ta và cô ấy có duyên, Lục Nhiễm Trần đáp. Ngô Bình cười lạnh hỏi, là anh thấy cô ấy có body bốc lửa hả? Lục Nhiễm Trần mặt không biến sắc đáp, sư đệ, không được nói linh tinh. Ngô Bình lắc đầu bất lực, thôi bỏ đi, đại ca vui là được rồi. Khi căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ thì đã là đêm muộn. Lục Nhiễm Trần rón rén chạy sang phòng khác để gọi điện tâm sự với Nạp Lan khả khả. Ngô Bình thì lên nóc nhà tu luyện, tập hít thở. Sáng hôm sau, Lâm Bạch tới báo cáo tình hình công việc. Mấy gã người đông doanh đã bị nhốt lại để thẩm vấn. Cấp trên phái xuống vài người hiện đang tìm vị trí của tà ma, có điều vẫn chưa tìm được. Báo cáo xong, Lâm Bạch nói, nhóm trưởng, cấp trên mong anh có thể giao Kyo Sato ra. Kyo Sato giờ đã thành con rối do anh điều khiển, ngày ngày ở nhà bưng trà rót nước phục dịch anh. Ngô Bình hờ hững đáp, bọn họ muốn người thì bảo tự đến gặp tôi. Lâm Bạch, vâng. Sau khi Lâm Bạch đi khỏi, xe của Đào Như Tuyết đỗ ở dưới tầng. Tối qua cô ấy có việc rời khỏi đó, giờ mới quay lại tìm Ngô Bình. Cô ấy cầm một cái hộp từ trên xe xuống. Ngô Bình hỏi, Như Tuyết, em đi đâu vậy? Đào Như Tuyết cười đáp, em lái xe cả đêm về Biên Nam để mang cái này về. Dứt lời, cô ấy mở cái hộp ra. Bên trong là một thứ màu xanh lam dạng keo, một nửa trong suốt, tỏa ra mùi thơm.
Ngô Bình liếc nhìn, sau đó đưa tay sờ rồi ngửi. Sau đó anh ngạc nhiên hỏi, đây là địa chi sao? Địa chi là một loài sinh vật sống trong môi trường hết sức phức tạp, là dạng phức hợp giữa nấm và thực vật. Địa chi hết sức khó tìm, cho dù là ở thời Tiên Quốc thì đây cũng là dược liệu quý, hiện chỉ có thể mua được với giá cắt cổ trong những phiên đấu giá. Địa chi có nhiều ứng dụng, nó chủ yếu được dùng để duy trì sắc đẹp, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Sau khi uống địa chi có thể tăng sức đề kháng, không bị đau ốm. Đào Như Tuyết nói, em không biết nó là cái gì, là người của em thu thập được. Tối qua em xem được tấm ảnh này, cảm thấy đây có vẻ là một thứ rất quý giá nên đích thân về biên Nam, mang nó đến đây tặng anh. Ngô Bình cười đáp, tặng cho anh sao? Đào Như Tuyết đáp, đúng vậy, nhưng cũng không phải cho không. Khi nào có thời gian thì anh nghiên cứu một loại thuốc cho tập đoàn của em đi. Ngô Bình, không vấn đề gì. Đào Như Tuyết nhìn đồng hồ, em phải tới tham gia một cuộc họp, em sẽ đến tìm anh sau. Sau khi tiễn Đào Như Tuyết đi khỏi, Ngô Bình cầm lấy địa chi rồi nói với Lục Nhiễm Trần, đại ca, em phải đi đường môn một chuyến. Anh tạm thời cứ ở lại đây, có chuyện gì thì gọi điện cho em nhé. Lục Nhiễm Trần, sư đệ, có cần ta đi cùng không? Ngô Bình xua tay đáp, không cần, chuyến đi này sẽ rất an toàn. Đại ca, anh có thể mời Nạp Lan Khả Khả đến nhà chơi. Trong tấm thẻ này có vài trăm triệu tệ anh cứ tiêu hết đi. Hết thì dùng chi phiếu. Ngô Bình đặt một xấp chi phiếu lên bàn, sau đó là một tấm thẻ, chìa khóa nhà và xe. Lục Nhiễm Trần, được. Ông Hoa, nhóc con, chúng ta cùng về đường môn. Tôi muốn biết có phải cậu thực sự chữa được cho đường môn canh tổ hay không. Ngô Bình, được, chúng ta cùng về. Trước khi xuất phát, Ngô Bình thông báo trước với đường Băng Vân. Nửa tiếng sau anh lên máy bay, bay về phía trụ sở đường môn. Anh đã rời đường môn chừng nửa tháng rồi. Đường Băng Vân rất nhớ anh, vừa nhìn thấy anh là ào vào lòng nũng nịu, cậu chủ Ngô, cậu chủ ra ngoài sống rất vui sao. Ngô Bình đảo mắt, đáp anh suýt thì toi cái mạng đấy chứ đâu ra mà vui. Đường Băng Vân kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Ngô Bình liền đem chuyện anh giết Ma Đô, đắc tội với Mã Huyền kể lại cho cô ấy nghe. Đường Băng Vân nghe xong thì giận dữ nói, đâu ra cái lý lẽ này. Mã Huyền đó bắt nạt người quá đáng. Đợi canh tổ xuất quan, em sẽ xin người truy sát Mã Huyền. Ngô Bình cười đáp, xem ra em rất tin tưởng vào y thuật của anh. Đường Băng Vân, đương nhiên, anh chắc chắn sẽ chữa được cho canh tổ. Hai người họ đi tới biệt viện của Ngô Bình ở nhà họ Đường thì thấy Đường Huyền và Đường Quý đều đang ở đó. Họ đang giúp Ngô Bình quét sân và nhổ cỏ dại. Nhìn thấy Ngô Bình, Đường Huyền vội vã chạy tới chào, anh Ngô, hay tin anh sắp về nên tôi và Đường Quý tới giúp anh dọn sân một chút. Ngô Bình cười đáp, anh khách sáo quá rồi. Đường Quý vẻ mặt nịnh bợ nói, anh Ngô, sau này có việc gì cứ gọi nhé. Tôi rảnh lắm. Ngô Bình không có ấn tượng tốt về Đường Quý. Anh đáp, không cần qua đây thường xuyên đâu. Đường Quý ngượng ngùng, chỉ đành cười gượng. Ngô Bình hỏi Đường Huyền, cảm giác thế nào rồi? Đường Huyền đáp, không còn ảo giác nữa, hồi phục gần như bình thường rồi. Ngô Bình, thêm nửa tháng nữa là sẽ được như trước kia. Đường Huyền, nếu anh đã nói vậy thì chắc chắn sẽ hồi phục. Họ đi vào trong nhà ngồi nói chuyện. Đường Huyền nói, anh Ngô, tôi đã bàn với mẹ. Sau này chúng tôi sẽ đứng về phía Băng Tiên. Ngô Bình có ơn cứu mạng họ, mà Đường Băng Vân lại là người của anh nên họ lựa chọn như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Chương 595, gieo quẻ. Ngô Bình nói, cảm ơn hai người. Đường Băng Vân cười nói, chồng, anh nghỉ chút đi rồi lát mình đi gặp ông. Đường Thiên Tuyệt biết Ngô Bình đã về nên muốn gặp anh. Ngô Bình gật đầu, sau đó hàn huyên thêm vài câu rồi cùng Đường Băng Vân đi gặp Đường Thiên Tuyệt. Nơi ở của Đường Thiên Tuyệt cách đây không xa, họ đi vài bước là tới. Hai người tới nơi thì thấy Đường Thiên Tuyệt đang tập hít thở trong sân. Ngô Bình vừa nhìn đã biết ông ấy đang tu luyện bài hít thở ngồi. Đường Thiên Tuyệt thu dáng lại rồi cười nói, hai đứa vào đây. Một cô gái khoảng 15 tuổi trông rất thanh tú bê khay trà ra, sau đó rót cho Ngô Bình và Đường Băng Vân. Đường Băng Vân mỉm cười rồi hỏi cô ấy, Băng Hiên, em về lúc nào thế? Cô gái cười đáp chị, em mới về hôm qua. Đường Băng Vân giới thiệu với Ngô Bình, chồng, em ấy là Băng Hiên, con gái của chú Út, trước kia đi du học ở nước ngoài. Băng Hiên chào hỏi, chào anh rể. Ngô Bình gật đầu, chào em. Đường Thiên Tuyệt cũng ngồi xuống rồi nói, Băng Vân, ông chuẩn bị cho Băng Hiên về nước, sau đó để con bé đi theo cháu.
Đường Băng Vân gật đầu ngay, được ạ. Đường Thiên Tuyệt ừm một tiếng rồi nói tiếp, hai chị em đi chơi đi, ông có chuyện muốn nói với Ngô Bình. Đường Băng Vân lập tức dẫn Băng Hiên đi ra chỗ khác. Đường Thiên Tuyệt nhấp một ngụm trà rồi nói, Tiểu Ngô, tối nay chữa cho canh tổ, cháu chắc bao nhiêu phần trăm là chữa khỏi. Ngô Bình, 70% ạ. Thật ra Ngô Bình chỉ khiêm tốn vậy thôi, chứ ít nhất anh chắc chắn đến 90% rồi. Đường Thiên Tuyệt mừng rỡ nói, đúng là ông trời có mắt. Nếu canh tổ mà khỏe lại thì đám yêu ma quỷ quái sẽ bị áp chế hết. Sau đó, ông ấy nghiêm giọng nói, tối nay nhất định sẽ có kẻ không muốn cháu chữa khỏi bệnh cho canh tổ, vì thế chúng ta phải thật cẩn trọng. Ngô Bình, cháu hiểu ạ. Đường Thiên Tuyệt, canh tổ có tu vi cao thâm, nếu cháu chữa khỏi bệnh cho người thì kiểu gì cũng được trọng thưởng, đây cũng sẽ là vận may của cháu. Hai người đang trò chuyện thì Đường Thiên Hạc xin vào gặp. Ông ấy đi thẳng tới ngồi cạnh Ngô Bình rồi nói, cậu Ngô, nghe nói cậu về Đường Gia Bảo rồi nên tôi phải tức tốc đến gặp cậu ngay. Đường Thiên Tuyệt nhìn người em song sinh của mình rồi nói, Thiên Hạc, chú tìm Ngô Bình có việc à? Đường Thiên Hạc gật đầu, vâng, em đến nhắc cậu ấy tạm thời đừng chữa trị cho canh tổ vội. Đường Thiên Tuyệt nổi giận, chú nói sao? Lẽ nào chú không muốn canh tổ hồi phục tu vi à? Đường Thiên Hạc thở dài nói, anh, em hỏi anh nhé. Canh tổ ở cảnh giới nào rồi? Đường Thiên Tuyệt, hình như địa tiên tầng thứ ba. Đường Thiên Hạc gật đầu, đúng, người ở cảnh giới địa tiên tầng thứ ba rồi, còn anh mới ở cảnh giới địa tiên sơ kỳ thôi. Canh tổ có địa vị rất cao, nếu người khỏi bệnh và xuất quan thì kiểu gì cũng sẽ làm môn chủ, vậy anh định tính sao? Đường Thiên Tuyệt hừ nói, nếu có thể mời canh tổ xuất quan thì tôi không làm môn chủ nữa cũng được. Đường Thiên Hạc dựng ngón tay cái anh. Anh một lòng vì Đường môn, em bái phục. Nhưng anh có từng nghĩ một khi canh tổ nắm quyền, việc đầu tiên người sẽ làm là gì không? Đường Thiên Tuyệt ngẩn ra nói, Thiên Hạc, chú nói luôn đi. Đường Thiên Hạc gật đầu nói, được, thế em nói luôn. Hiện giờ, phe của mình là có tầm ảnh hưởng nhất Đường môn, nhưng anh đừng quên, con cháu của canh tổ không hề yếu đâu. Gần 100 năm qua, dòng họ của canh tổ rất phát triển, giờ đã có hơn 300 người rồi. Họ phân bố ở khắp Đường môn. Giờ canh tổ mà hồi phục tu vi thì kiểu gì cũng để bạt con cháu nhà mình. Đến lúc đó, lợi ích của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đấy. Đường Thiên Tuyệt xua tay, Thiên Hạc, chú suy nghĩ thiển cận quá. Chỉ cần Đường môn phát triển vững mạnh, chúng ta hy sinh chút lợi ích thì có làm sao? Đường Thiên Hạc thở dài, anh còn nhớ trường hợp của môn chủ đời thứ bảy không? Nghe thấy thế, Đường Thiên Tuyệt lập tức im bặt. Ngô Bình tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Đường Thiên Hạc, môn chủ đời thứ bảy đã mời một thần y thời đó đến chữa khỏi cho một cao nhân của Đường môn đã bị mất hết tu vi. Nhưng vị cao nhân ấy hồi phục tu vi một cái là trở thành cao thủ số một của Đường môn ngay. Vài năm sau đó, ông ta nhanh chóng bồi dưỡng thế lực của mình, nâng đỡ người của mình thăng chức. Ba năm sau, môn chủ khi ấy đã phải nhường ngôi. Ngô Bình biết câu chuyện vẫn chưa hết nên hỏi tiếp, sau đó thì sao? Đường Thiên Hạc thở dài nói, sau đó, môn chủ đời thứ 9 và người của ông ấy bắt đầu bị chèn ép. Chưa tới nửa năm sau, họ đều chết hoặc rút lui. Thảm thương hơn nữa là cả gia đình của môn chủ đời thứ 7 đều bị tiêu diệt hết. Ngô Bình cau mày, môn chủ kế vị độc ác thế. Đường Thiên Hạc, đấy là một bài học, vì thế tôi mới phải đến tìm đại ca, mong anh ấy suy nghĩ lại. Đường Thiên Tuyệt rơi vào trầm tư rồi nói, canh tổ từng là thiếu tôn. Là người có ý chí nên chắc chắn sẽ không làm vậy đâu. Đường Thiên Hạc nói anh đừng quên canh tổ đã sống hơn 700 năm rồi. Với cảnh giới của người thì cùng lắm chỉ sống thêm vài chục năm nữa thôi, một người sắp chết thì rất dễ làm ra những chuyện điên rồ, ít nhất cũng phải làm lợi cho con cháu đời sau của mình. Đường Thiên Tuyệt trầm giọng nói, đủ rồi. Thiên Hạc, chú về đi, anh tự quyết được. Đường Thiên Hạc lại thở dài một câu rồi chắp tay đi về. Đường Thiên Hạc đi rồi. Ngô Bình bê trà lên uống rồi nói, thật ra ông ấy nói cũng có lý. Đường Thiên Tuyệt nói, Tiểu Ngô, cháu cũng nghĩ vậy à? Ngô Bình cười nói, cháu nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là người của Đường môn nghĩ thế nào. Đường Thiên Tuyệt thở dài một hơi, bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Dòng họ của ông ấy cũng đã có hơn 500 người, ví dụ Đường Thái Canh tuyệt tình thì sẽ không ai sống được. Ngô Bình cười nói, ông ơi, hay cháu gieo cho ông một quẻ nhé? Đường Thiên Tuyệt ngẩn ra, cháu biết gieo quẻ à? Ngô Bình gật đầu, biết một chút thôi ạ. Đường Thiên Tuyệt, ừ, thế cháu gieo đi. Ngô Bình lấy tiền phép ra rồi niệm thần chú,
sau đó tung tiền phép xuống đất. Ngay sau đó, đã có ba sơ đồ hiện ra, anh quan sát cẩn thận rồi cất tiền phép đi. Đường Thiên Tuyệt hỏi, thế nào? Ngô Bình, quẻ cho hay nếu mình cứu canh tổ thì đại lợi cho Đường Môn, ai cũng được lợi ích, mà ông cũng không bị ảnh hưởng gì. Đường Thiên Tuyệt ngạc nhiên, ý của cháu là ông vẫn sẽ là môn chủ ư? Ngô Bình đáp, quẻ bảo thế ạ. Đường Thiên Tuyệt bật cười rồi nói, tiểu Ngô, cháu đúng là kỳ tài. Được, tối nay chúng ta sẽ đi gặp canh tổ. Ngô Bình nói, ông ơi, ông không phát hiện là em thứ ba của ông không muốn chúng ta cứu canh tổ à? Đường Thiên Tuyệt xua tay, kệ ông ấy, ông nghe lời cháu. Ngô Bình mỉm cười, không nói gì nữa. Anh ngồi thêm một lát rồi về nhà mình. Đường Băng Vân và Băng Hiên đang ở đây, Đường Băng Vân hỏi, chồng, Băng Hiên có chuyện muốn nhờ anh. Ngô Bình hỏi, chuyện gì thế? Băng Hiên lấy một viên đá màu tím nhạt như thủy tinh ra, nó to như hạt đào, có 20 mặt cắt. Cô ấy cầm viên đá trong tay rồi hỏi, anh rể, anh có biết thứ này không? Ngô Bình nhìn thấy viên đá thì trố mắt ra, sau đó buột miệng nói, tinh thạch linh hồn. Chương 596, tinh thạch linh hồn. Đường Băng Hiên sáng mắt lên hỏi, anh rể, tên nó là tinh thạch linh hồn ạ. Ngô Bình cầm lấy viên tinh thạch, anh có thể cảm nhận được lực linh hồn ẩn chứa bên trong nó chính xác là tinh thạch linh hồn. Ngô Bình nói, ừ, là tinh thạch linh hồn đấy. Đường Băng Vân hỏi, chồng, nó có giá trị thế nào? Ngô Bình cười nói, nó có nhiều công dụng lắm, hồn lực thiên tiên ở bên trong có thể dùng để luyện chế thiên tiên bổ hồn đan, rất có ích với người bị tổn thương thần hồn. Đường Băng Hiên cười nói, anh rể giỏi thật đấy, em còn tưởng nó chỉ là một viên thủy tinh bình thường. Ngô Bình hỏi, Băng Hiên, em lấy thứ này ở đâu? Đường Băng Hiên cười đáp, mùa hè năm nay, em với mấy đứa bạn đã đến núi Thông Thiên chơi. Khi xuống núi thì thấy một hồ nước, bọn em xuống đấy bơi thì tìm được viên tinh thạch này. Ban đầu, em cứ tưởng nó là thủy tinh nên cũng không để ý lắm. Nhưng về sau, em phát hiện mỗi khi em chạm vào nó là rất có tinh thần, khả năng ghi nhớ cũng tốt hơn. Từ đó, em mới biết nó là vật phi phàm. Ngô Bình hỏi, núi Thông Thiên nào? Đường Băng Hiên, ngay cạnh núi Thanh Thành ạ, đấy là điểm du lịch mới khai phá. Ngô Bình ghi nhớ rồi cười nói, khi nào rảnh, anh sẽ đến xem sao. Ngô Bình ngập ngừng rồi nói tiếp, Băng Hiên, em bán khối tinh thạch này cho anh được không? Đường Băng Hiên cười nói, nếu anh cần thì em tặng anh đấy. Ngô Bình, anh không nhận thế được đâu, anh sẽ luyện chế một lò địa nguyên đan, khi nào xong, anh sẽ cho em một viên nhé. Đường Băng Hiên sáng mắt lên rồi hỏi, anh rể, địa nguyên đan là thuốc gì ạ? Có tác dụng gì hả anh? Ngô Bình, nó giúp kéo dài tuổi thọ, giúp em sống khỏe mạnh không bệnh tật. Điều quan trọng nhất là trước năm 70 tuổi, gương mặt sẽ không bị lão hóa. Còn nữa, uống vào rồi thì da rẻ sẽ đẹp lắm đấy. Đường Băng Hiên suýt nữa hét lên, nhiều công dụng thế ạ. Thích quá, anh nhớ cho em nhé. Đường Băng Vân liếc Đường Băng Hiên một cái rồi hỏi Ngô Bình, có phần của em không đấy? Ngô Bình cười hì hì, có chứ, anh luyện chính cho em mà. Đường Băng Vân vui vẻ hỏi, luyện chế đan dược ấy có khó không anh? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp, cũng không khó lắm, nhưng khó hơn luyện long hổ luyện hình đan. Nói rồi, anh viết những thứ cần chuẩn bị rồi đưa cho Đường Băng Vân. Trong số các dược liệu cần dùng thì có một vị sâm là quý gia thì các vị thuốc khác đều dễ tìm. Khoảng một tiếng sau, Đường Băng Vân đã mang đủ dược liệu về, tổng có 14 vị. Ngô Bình cầm dược liệu rồi đi đến phòng luyện đan của Đường Thiên Hạc để mượn lò của ông ấy. Đường Thiên Hạc mong còn không được nên lập tức đứng bên cạnh học hỏi ngay. Xong, quá trình khống chế ngọn lửa thì ông ấy không thể học mót được, Ngô Bình không nói nên ông ấy chỉ biết xem thôi. Thấy Ngô Bình lấy than long ra, Đường Thiên Hạc chấn động nói, loại than chuyên dùng để luyện đan trong truyền thuyết đây ạ. Ngô Bình đáp, ừm, tên của nó là than long. Ngô Bình làm nóng rồi rửa lò, sau đó bỏ dược liệu vào, thi thoảng anh lại vỗ vào cái lò một cái. Nửa tiếng sau, hai tay anh liên tục đánh vào lò để truyền linh lực ất mộc vào bên trong, giúp đan dược hoàn mỹ hơn. Ngô Bình nhìn xuyên qua lò để quan sát tình hình của đan dược ở bên trong, có một luồng gió bao quanh đan dược, đan lực tập trung hết vào đó. Luồng gió nhỏ dần, cuối cùng biến thành trạng thái nửa dịch thể. Ngô Bình cho lửa bé đi, anh điều chỉnh ở mức hợp lý nhất. 3 phút sau, gian dịch đã kết lại, Ngô Bình thấy ổn rồi nên lại đập vào lò luyện, nắp lò bật ra, một tia sáng chiếu lên. Lúc này, anh thò tay vào bê khối đan dược ra rồi chia nhỏ để vê viên,
nhìn trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại là bước khó nhất. Khi đan dược mới ra lò chỉ có rất ít thời gian để tối ưu tác dụng, nếu chậm trễ thì tác dụng của thuốc sẽ mất, còn sớm quá thì chưa thành phẩm, đan dược sẽ tan ra chứ không kết thành khối được. Lấy đan dược ra rồi còn phải chia nhỏ, bước này cần đến niệm lực, nhãn lực và tay nghề chuyên nghiệp. Sau đó, đã có 7 viên đan dược nằm trong tay Ngô Bình. Thấy thế, Đường Băng Hiên vỗ tay hoan hô, còn Đường Thiên Hạc thì ngạc nhiên nói, quá lợi hại. Tiên sinh, đây là đan dược gì vậy? Ngô Bình, địa nguyên đan được luyện chế bằng địa chi. Anh lấy một viên đan dược đưa cho Đường Băng Hiên rồi nói, em uống rồi về phòng nghỉ đi. Đường Băng Hiên mừng rỡ, sau đó uống luôn rồi chạy về nhà. Đường Thiên Hạc nhìn với vẻ thèm thuồng, đây chắc phải là đan dược nhị phẩm sư phụ nhỉ. Thật ra, ngay khi cầm đan dược, Ngô Bình đã biết nó là cấp nhất phẩm nhưng anh chẳng buồn giải thích, ừ, Đường Thiên Hạc, ông cần phải luyện đan nhiều vào để tăng thêm tay nghề. Vâng, Đường Thiên Hạc nói. Ngô Bình về nhà rồi bảo Đường Băng Vân uống một viên, em uống xong rồi cũng đi nghỉ đi. Đường Băng Vân không uống ngay mà cất đi, sau đó nói, tối nay anh phải chữa trị cho canh tổ, em không yên tâm, em muốn ở cạnh anh. Ngô Bình cười nói, có gì đâu mà không yên tâm, đây là tổng bộ của Đường Môn. Mà ông đã chuẩn bị hết rồi, dù có ai định làm loạn cũng không dám nữa đâu. Đường Băng Vân thở dài nói, chuyện này rất lớn, một khi canh tổ khôi phục thực lực, Đường Môn sẽ tiến vào một giai đoạn mới, thậm chí khéo còn làm chủ địa tiên giới. Ngô Bình, thế càng tốt chứ sao? Em luôn mong Đường Môn ổn định còn gì, giờ canh tổ xuất quan, Đường Môn sẽ phải ổn thôi. Đường Băng Vân, mong là thế. Ngô Bình không nói gì nữa, mà lấy viên tinh thạch linh hồn ra cầm trong tay rồi luyện bài hít thở. Hồn lực tiên thiên tiến vào thần hồn của anh, khiến anh thấy rất thoải mái. Không biết trời đã tối từ bao giờ, trăng cũng đã lên cao. Trăng hôm nay rất sáng và tròn nên chiếu sáng cả mặt đất. Đường Thiên Tuyệt dẫn một tốp cao thủ đến nhà Ngô Bình, sau đó tất cả cùng đi tới nơi mà canh tổ bế quan. Canh tổ ở một nơi bí mật, mọi người phải leo lên một ngọn núi rất cao, khi lên trên đỉnh núi thì mây bay tà tà dưới chân. Đường Thiên Tuyệt đi tới vách núi rồi nhảy xuống, mọi người hoảng hốt, nhưng sau đó lại phát hiện có một gờ đá ở ngay bên dưới. Ngô Bình nhảy xuống theo rồi đáp đất, gờ đá này khá nhỏ, nối liền với một ngọn núi khác. Mọi người men theo gờ đá ấy rồi đi tới một hang động cao 2 mét, hang động trách xuống dưới nên hơi khó đi. Họ phải đi hơn 100 mét mới thấy một cửa đá đang đóng kín. Đường Thiên Tuyệt đi tới gần rồi hắng giọng nói, hộ pháp quan, tôi dẫn Ngô Bình tới rồi, hôm nay là đêm trăng tròn, để Ngô Bình chữa trị cho canh tổ được không? Chương 597, ký sinh trùng. Một lát sau, cánh cửa dịch sang một bên. Một ông lão cao khoảng 1,5 mét bước ra, râu của ông lão đã bạc trắng và rậm, thắt được một bím dài buộc dây đỏ dài đến rốn. Ông ấy mặc một bộ quần áo nhàu nhĩ màu đen, chân không đi giày, tứ chi thô kệch, mắt to, lông mày trắng vểnh lên trông rất oai phong. Vào đi, ông ấy lên tiếng, giọng như tiếng chuông ngân. Ngô Bình chắp tay rồi xách hòm thuốc đi vào, ông lão đóng cửa lại, đến Đường Thiên Tuyệt cũng phải chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy ông lão đó, Đường Băng Vân hỏi, ông ơi, đó có phải là quan trùng sơn người đã giết cả 100 tu sĩ của Đông Doanh không ạ? Đường Thiên Tuyệt gật đầu, ừ, sau trận đánh ấy, quan trùng sơn đã bị thương, sau đó nhận lệnh trông nom cho canh tổ ở đây. Đường Băng Vân cảm thán, năm xưa, ông ấy đã là võ thánh rồi, không biết giờ tu vi ở cảnh giới nào rồi nhỉ? Đường Thiên Tuyệt, ông ấy khổ tu bao năm, lại được canh tổ chỉ dẫn nên đương nhiên sẽ tiến bộ nhiều rồi. Về phía Ngô Bình, anh đi theo quan trùng sơn vào trong thì thấy khí tức của ông ấy rất khủng khiếp, hơn nữa còn là người thông tuệ, lẽ nào ông ấy từng là võ thánh ư? Quan trùng sơn nói, canh tổ đang ngâm thuốc, không thể di chuyển được nên khi điều trị, cậu phải để ý, quan trùng sơn dặn dò với giọng khá khách sáo. Ngô Bình, ông cứ yên tâm, tôi là bác sĩ chuyên nghiệp. Hai người đi hết một con đường rồi tiến vào sâu bên trong, nơi này không rộng lắm, ở đây có một hồ nước tự nhiên chứa đầy nước thuốc màu trắng ở bên trong. Có một ông lão đang ngồi xếp bằng trong hồ, mặt lão đầy nếp nhăn, da rẻ từ phần đầu trở xuống lở loét, mắt nhắm như đang ngủ say. Quan trùng sơn cung kính đi tới cạnh ông lão rồi nhỏ giọng nói, canh tổ, Ngô Bình đến rồi ạ. Ông lão mở mắt rồi nói, tôi đã ngâm mình ở đây hơn 700 năm rồi, có không dưới 50 thần y từng tới, nhưng chưa một ai chữa khỏi bệnh cho tôi cả. Quan trùng sơn nói, canh tổ, nghe Đường Thiên Tuyệt nói,
y thuật của thần y Ngô rất giỏi, biết đâu lại có cách chữa trị cho người. Canh tổ ừm một tiếng rồi nói, để cậu ấy thử đi, sau đó, ông lão không nói gì với Ngô Bình cả. Quan Trùng Sơn quay lại nhìn Ngô Bình rồi nói, thần y Ngô, mời. Ngô Bình coi như không thấy vẻ ngạo mạn của canh tổ, lão từng là thiếu tôn của Đường Môn nên có địa vị cùng thực lực hơn người, vì thế có kiêu căng một chút cũng là bình thường. Anh nói, canh tổ, phiền người rời khỏi hồ thuốc một lát. Canh tổ cau mày nói, giờ tôi không thể rời khỏi hồ thuốc này được. Ngô Bình đành phải quan sát tình trạng của ông ấy qua nước thuốc, trong người canh tổ có các con trùng màu trắng rất mảnh, chúng sống trong da của ông ấy, sau đó đẻ trứng trong nội tạng. Nhìn thấy con trùng này, Ngô Bình cau mày nói, ký sinh trùng. Canh tổ mở mắt ra nói, nhóc, cậu cũng tinh mắt đấy, phát hiện ra được loại dị trùng này. Ngô Bình hỏi, sao ngày xưa, canh tổ lại nhiễm phải loại ký sinh trùng này? Canh tổ không còn thái độ khinh thường như trước nữa, mà nói, ngày xưa, tôi có thủ với một người thuộc cổ đạo. Tôi đã giết cả nhà người đó, ông ta không phải đối thủ của tôi, vì thế đã đi khắp nơi để tìm cổ trùng, sau đó nuôi dưỡng thành ký sinh trùng trong truyền thuyết. Về sau, tôi đã đấu kiếm với một kiếm tiên, dù thắng, nhưng đã bị thương nặng. Trên đường về Đường Môn, tôi đã bị người đó ngấm ngầm thả trùng vào người. Tôi vốn đang bị thương nặng, mà con ký sinh trùng ấy lại rất mạnh. Từ đó trở đi, tôi luôn phải ngâm người trong nước thuốc, như vậy mới có thể ngăn loại trùng kia sinh sôi nảy nở. Ngô Bình gật đầu nói, ngâm thuốc đúng là cách hữu dụng nhất khi đó. Đường Thái Canh, nhóc, cậu chữa được bệnh này không? Ngô Bình, ký sinh trùng mạnh là bởi nó đã phát triển cùng với thần kinh và máu thịt của ông chỉ là vật chủ cung cấp nguồn dinh dưỡng cho chúng thôi. Loại bỏ chúng chẳng khác nào phải giết ông. Đường Thái Canh thở dài, đúng vậy, cho nên bao năm qua, tôi có làm gì được chúng đâu. Quan Trùng Sơn trầm giọng nói, Ngô Bình, nói vậy là đến cậu cũng bó tay ư. Ngô Bình đáp, tôi nói mình bó tay khi nào. Quan Trùng Sơn và canh tổ cùng sáng mắt lên rồi nhìn anh. Ngô Bình chậm rãi lấy một con dao găm ra rồi nói, canh tổ, phiền ông giơ tay phải lên. Lần này, canh tổ rất phối hợp, lập tức làm theo. Da thịt trên cánh tay của lão gần như không thấy nữa, thay vào đó là lớp da nhuốm máu nhão nhoẹt. Các con trùng nhỏ và mảnh đang thò đầu ra rồi lại chui vào trong ở đó. Ngô Bình dùng dao găm cắt một miếng thịt bé như móng tay trên cánh tay của canh tổ, nhưng đã có vài chục con trùng ở đó. Anh bổ miếng thịt ấy vào trong một hộp ngọc, sau đó nói với Quan Trùng Sơn, tôi sẽ kê một đơn thuốc, ông mau đi đưa cho Đường Thiên Tuyệt, để ông ấy cho người đi lấy. Ngô Bình lấy giấy bút ra rồi viết nhanh một đơn thuốc, sau đó đưa cho Quan Trùng Sơn để ông ấy mang ra ngoài cho Đường Thiên Tuyệt. Đây là một việc hệ trọng, Đường Môn đã huy động mọi lực lượng nên chỉ mất chưa đến một tiếng đã có thể gom đủ tất cả dược liệu mà Ngô Bình cần. Trong lúc chờ thuốc về, Ngô Bình mới nói, xem ra lời đồn bên ngoài sai rồi, canh tổ đã là cao thủ cảnh giới địa tiên tầng thứ tư từ lâu, hơn nữa còn sắp đột phá lên tầng thứ năm rồi, chỉ còn một bước nữa thôi. Đường Thái Canh mỉm cười nói, cậu tinh mặt thật đấy, y thuật cũng giỏi hơn các thần y trước rất nhiều. Quan Trùng Sơn nói, nếu ngày xưa không bị thương thì canh tổ đã tiến vào cảnh giới thiên tiên rồi. Ngô Bình không tiếp lời ông ấy, mà nói, tôi đang lo dù có chữa khỏi bệnh cho canh tổ thì lão cũng không sống được bao lâu nữa, nhưng giờ thì khỏi phải lo rồi, cảnh giới địa tiên tầng thứ tư ít cũng phải sống được hơn nghìn tuổi. Đường Thái Canh thở dài một hơi, vài năm trăm nay, tôi sống không bằng chết. Chỉ cần xử lý được đám trùng này, tôi giảm vài năm tuổi thọ cũng không hề gì. Sau đó, ông lão hỏi Ngô Bình, nhóc, cậu đính xử lý đám trùng ấy kiểu gì? Ngô Bình, ký sinh trùng rất nhạy cảm với môi trường, khi môi trường trong cơ thể vật chủ không thích hợp cho chúng sinh sống nữa thì chúng sẽ tự bỏ đi, để tìm nơi khác. Đường Thái Canh, nên cậu mới bảo Đường Thiên Tuyệt đi lấy thuốc rồi sắc cho tôi uống à? Ngô Bình cười nói, những dược liệu ấy là tôi cần, chứ không liên quan đến canh tổ. Quan Trùng Sơn nổi giận rồi nghiêm giọng nói, này, cậu đang giỡn mặt với chúng tôi đấy à? Ngô Bình nói, đừng nóng vội, ông sẽ biết lý do ngay thôi. Nói rồi, anh lấy kim châm cứu ra rồi cắm vào miếng thịt lấy trên cánh tay của canh tổ, sau đó truyền thiên lực thuần dương vào. Chân lực thuần dương cực căng cực dương nên ký sinh trùng rất sợ, chúng lập tức chạy hết ra ngoài. Loáng cái, chúng đã tập trung ra một chỗ khác trong hộp ngọc. Lúc này, Ngô Bình lấy một cây địa chi bé siêu ra rồi ném vào. Đám trùng như vớ được vàng, lập tức chui vào ngay. Ngay sau đó, đám trùng ở miếng thịt đã chuyển hết sang cây địa chi.
Thấy thế, Đường Thái Canh lập tức hiểu ý của Ngô Bình rồi mừng rỡ nói, nhóc, cậu giỏi đấy. Đúng lúc này, Đường Thiên Tuyệt chợt gọi với vào, Quan Trùng Sơn vội vàng chạy ra. Vài phút sau, ông ấy đã đen mặt quay lại rồi nói, canh tổ, Đường Thiên Tuyệt cho người đi lấy thuốc, nhưng giữa đường đã bị kẻ khác cướp mất thuốc. Không chỉ thế, các nước đang lùng sục mua hết những dược liệu mà chúng ta cần, Đường Thiên Tuyệt sai người khác đi mua thì không còn gì để mua nữa. Canh tổ ngẩn ra rồi bật cười nói với Ngô Bình, nhóc, cậu cũng quỷ quái lắm đấy. Ngô Bình nói, bên ngoài có rất nhiều người không muốn canh tổ khỏi bệnh, nếu không cho họ chút việc gì đó để làm thì họ sẽ vào đây gây rối. Nói rồi, anh lại viết một đơn thuốc khác đưa cho Quan Trùng Sơn rồi nói, ông bảo Đường Thiên Tuyệt chuyển sang mua đơn này. Chương 598, chữa khỏi bệnh. Quan Trùng Sơn đã biết Ngô Bình định làm gì nên không còn tranh luận với anh nữa, mà lập tức ra tìm Đường Thiên Tuyệt ngay, để ông ấy đi chuẩn bị thuốc. Đường Thái Canh hỏi Ngô Bình, nhóc, dùng cách của cậu có thể loại bỏ hết ký sinh trùng trong người tôi à? Ngô Bình gật đầu, vâng. Đường Thái Canh hít sâu một hơi rồi nói, được, vậy phiền cậu giúp cho. Ngô Bình nói, quá trình tiếp theo sẽ rất đau đớn, canh tổ cố chịu một chút ạ. Đường Thái Canh cười phá lên nói, tôi đã chịu khổ cực mấy trăm năm nay nên chẳng còn sợ đau đớn gì nữa, cậu cứ làm đi, tôi sẽ không cau mày đâu. Ngô Bình gật đầu rồi lấy ngũ hành tiên châm ra, sau đó cắm lên các huyệt vị của canh tổ. Mỗi khi cắm một mũi châm vào, anh lại truyền thêm tiên lực thuần dương vào kinh lạc của canh tổ. Không lâu sau, kinh lạc trên toàn thân của Đường Thái Canh đã được lấp kín bằng tiên lực thuần dương. Ký sinh trùng trong người ông lão bị kích động, làm người ông ấy vừa đau vừa ngứa. Ngay sau đó, đã có một lượng lớn sinh trùng bò ra ngoài rồi chui vào nước. Nước thuốc có tác dụng ngăn chúng sinh trưởng nên vừa tiếp xúc với nước một cái là chúng bơi nhanh vào bờ ngay. Ngô Bình ném một miếng địa chi xuống nước, đám trùng nhao về phía ấy ngay rồi liều mạng chui vào trong. Chục phút sau, tất cả sinh trùng đều chui ra khỏi người của Đường Thái Canh, Ngô Bình lập tức bảo lão rời khỏi hồ thuốc. Anh lấy một loại thuốc mỡ trong hòm thuốc của mình ra, đây là thuốc do anh điều chế, nó có tác dụng rất tốt với vết thương ngoài da. Anh lập tức thoa thuốc khắp người cho canh tổ. Canh tổ, ông có thể nghỉ ngơi được rồi. Chờ ra ông lành lại, tôi sẽ chữa trị cho ông tiếp. Đường Thái Canh có thể cảm thấy không còn một con ký sinh trùng nào ở trong người mình nữa, nhưng ông lão vẫn thấy người mình là lạ nên hỏi, nhóc, cậu từng bảo ký sinh trùng đã sinh trưởng trong người tôi, giờ chúng bỏ đi rồi, tôi có bị di chứng gì không? Ngô Bình gật đầu, có chứ, một phần gen của chúng vẫn lưu trong người ông, nó sẽ khiến thể chất của ông khác trước, nhưng đây chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Đường Thái Canh gật đầu, vậy thì tốt. Ông lão ngồi xếp bằng xuống điều hòa hơi thở, lực sinh mạng của cường giả cảnh giới địa tiên tầng thứ tư rất mạnh, trời chưa sáng thì thuốc bôi ngoài da đã khô hết rồi. Ngô Bình gỡ các mảng thuốc xuống, để lộ ra lớp da mới của Đường Thái Canh. Ngô Bình gật đầu nói, không đến nỗi nào, canh tổ, ông hãy uống viên địa nguyên đan này, có nó hỗ trợ thêm thì ông sẽ khôi phục tu vi nhanh thôi. Đường Thái Canh mừng rỡ rồi vội nói tốt. Tài năng của cậu thật khiến người ta bất ngờ, Đường môn thu nhận được một kỳ tài như cậu cũng là điều may mắn nhất đời. Uống đan dược xong, Đường Thái Canh tiếp tục tĩnh dưỡng, còn Ngô Bình và Quan Trùng Sơn thì ngồi sang một bên. Hiện giờ, Quan Trùng Sơn đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Ngô Bình, ông ấy kinh nể hỏi, tiểu Ngô, viên đan dược ấy trông được đấy, cậu lấy đâu ra vậy? Ngô Bình không hề giấu giếm, là tôi tự luyện chế. Quan Trùng Sơn trợn tròn mắt, cậu còn biết luyện đan ư? Giỏi quá! Ngô Bình cười nói, hộ pháp tả, tu vi của ông rất cao, lẽ nào từng là võ thánh? Quan Trùng Sơn gật đầu, tôi may mắn ăn được quả ngộ đạo nên lĩnh ngộ được thánh tâm, vì vậy mới trở thành võ thánh, nhưng nhiều năm đã trôi qua, nhờ có chỉ dẫn của canh tổ mà tôi mới chỉ đột phá lên cảnh giới địa tiên tầng thứ hai thôi, đúng là hổ thẹn. Ngô Bình nói, ông đừng khiêm tốn, có thể tu luyện đến cảnh giới thuần dương là quá giỏi rồi. Ngày xưa, Triệu Vương Tôn cũng chỉ đột phá lên cảnh giới này thôi, Quan Trùng Sơn đã ở cảnh giới này khá lâu nên có thể đột phá lên bất cứ lúc nào. Quan Trùng Sơn thở dài nói, tu luyện ra sao chỉ có người tu hành là rõ nhất. Hai người trò chuyện thêm một lúc, kiến thức uyên bác của Ngô Bình khiến Quan Trùng Sơn vô cùng nể phục. Thậm chí anh còn chỉ dẫn cho ông ấy thêm về cách tu luyện, khiến ông ấy như được khai sáng. Đến trưa thì Đường Thái Canh đã mở mắt ra. Quan Trùng Sơn mừng rỡ rồi hỏi, canh tổ, người thấy thế nào rồi ạ? Đường Thái Canh đáp, dù vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, nhưng thực lực của tôi đã khôi phục nhiều rồi. Nói rồi,
ông lão đứng dậy vái Ngô Bình, anh nhanh chóng đỡ ông lão dậy, canh tổ chớ làm vậy, vãn bối không dám nhận. Đường Thái Canh nghiêm túc nói, cậu đã cứu tôi khỏi nỗi đau đớn dày vò, tôi sẽ nhớ mãi công ơn này. Tôi bái lại cậu cũng là chuyện bình thường. Sau đó, ông lão nói tiếp, Tiểu Ngô, cậu là quan tiên ra ngoài trước đi. Nếu có ai hỏi tôi đã khôi phục lại thực lực như cũ chưa thì cứ bảo chữa trị đã thất bại. Ngô Bình ngẩn ra, canh tổ làm vậy là sao ạ? Đường Thái Canh nói, đường môn đã hoạt động rất lâu rồi nên không còn được như xưa nữa, tôi phải tìm hiểu lại về môn phái rồi mới có cái nhìn chính xác được. Hơn nữa, giờ đường Thiên Tuyệt là môn chủ, cùng lắm tôi chỉ làm trợ thủ cho ông ấy thôi, chứ không thể cướp hào quang được. Đường Thái Canh có quyết định như vậy khiến Ngô Bình rất bất ngờ, anh cố ý hỏi, canh tổ tự quản lý môn phải chẳng tốt hơn sao? Đường Thái Canh xua tay, tôi không có hứng thú với đường môn, so với quản lý môn phái thì tôi thích tự do tự tại hơn. Dứt lời, ông lão cười nói, Tiểu Ngô, cậu có ơn với tôi nên tôi sẽ tặng cậu một thứ. Ông ấy lấy một chiếc túi bách bảo ra đưa cho Ngô Bình, anh nhận lấy thì thấy có 7 lá bùa chú ở bên trong, tất cả đều là bùa sát sinh. Đường Thái Canh nói, đây là 7 lá bùa mà tôi từng luyện chế, mỗi lá đều có 7 cấm chế trở lên, cậu tha hồ mà dùng. Ngô Bình mừng quính, anh biết sự lợi hại của loại bùa này, uy lực của nó đủ để giết tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 và đe dọa được tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 4. Loại bùa này rất khó luyện chế nên anh cảm ơn Đường Thái Canh ngay. Ông lão nói, hai người ra ngoài trước đi. Vâng, Ngô Bình và Quan Trùng Sơn đi ra ngoài, nhưng không thấy đường Thiên Tuyệt đâu, mà chỉ có nhóm đường Băng Vân. Ngô Bình hỏi, Băng Vân, môn chủ đâu? Đường Băng Vân đáp, chồng, có kẻ địch tấn công đường môn, ông dẫn người đi đối phó rồi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, lâu chưa? Đường Băng Vân, mọi người đi từ lúc tờ mờ sáng. Ngô Bình vội nói, dẫn anh đi. Cả đoàn người vội vàng trở lại đường môn, chưa đến nơi đã có thể nhìn thấy hai bóng người đang giao đấu trên không trung, một người trong số đó là đường Thiên Tuyệt, người còn lại thì không rõ là ai. Quan Trùng Sơn hừ lạnh một tiếng rồi bay vút lên cao, đứng cạnh đường Thiên Tuyệt. Đối thủ của đường Thiên Tuyệt hoảng hốt rồi nói, Quan Trùng Sơn, ông chưa chết cơ à? Người đó biết Quan Trùng Sơn, nhưng Quan Trùng Sơn thì lại không biết nên hỏi, họ tên là gì? Đường Thiên Tuyệt nói, hộ pháp tả, đó là tán tu của Thục Sơn, tên là Chu Sĩ Quần. Ông ta đã nhận một lô đệ tử rồi làm sằng làm bậy ở Thục, ngoài ra còn nhiều lần xung đột với chúng ta, lần này không biết tại sao dám đánh đến tận đây. Quan Trùng Sơn lạnh lùng nói, một là biến, hai là chết. Chu Sĩ Quần hừ nói, Quan Trùng Sơn, ngày xưa ông là võ thánh thiên hạ vô địch. Nhưng bây giờ, tôi và ông cùng ở cảnh giới địa tiên, tôi mà phải sợ ông à? Quan Trùng Sơn, không đi chứ gì, vậy thì ở lại. Dứt lời, ông ấy lấy một cái búa ra rồi tấn công Chu Sĩ Quần. Chương 599, tìm tinh thạch linh hồn. Một nhát búa nện xuống người Chu Sĩ Quần, ông ta vội tránh sang một bên, nhưng đường búa ấy quá nhanh, hơn nữa còn chuyển hướng bất ngờ nên vẫn đập trúng người ông ta. Chu Sĩ Quần cả kinh, vòng tay ôm người rồi hét lớn, không gian trước mặt ông ta như bị nén thành một tấm lá chắn. Quỳnh! Búa của Quan Trùng Sơn đập vào tấm lá chắn ấy làm nó nứt ra, sau đó tiếp tục đập vào người Chu Sĩ Quần, ông ta hét lên rồi ngã lùi lại. Chu Sĩ Quần hộc máu rồi bay ra xa, loáng cái đã biến mất. Ở phía xa hơn cũng có không ít bóng người, xem ra chuyến này không chỉ có một thế lực tấn công đường môn. Sự xuất hiện của Quan Trùng Sơn khiến các thế lực này phải sợ hãi rồi lùi đi hết. Đường Thiên Tuyệt mừng rỡ rồi chắp tay nói với Quan Trùng Sơn, hộ pháp tả, may mà ông đến kịp thời. Quan Trùng Sơn, một lũ chuột cống thôi mà, kệ đi. Đường Thiên Tuyệt vội hỏi, Ngô Bình, canh tổ sao rồi? Ngô Bình, canh tổ vẫn thế, bọn cháu không chờ được thuốc nên ra ngoài trước. Đường Thiên Tuyệt thở dài nói, trong một đêm mà dược liệu đã bị mua hết sạch, ông vẫn đang nghĩ cách. Ngô Bình nói, ông đừng lo, cháu đã ức chế bệnh cho canh tổ rồi, tạm thời không nguy hiểm gì nữa. Môn chủ, giờ cháu thấy hơi mệt, cháu về nghỉ trước đây ạ. Đường Thiên Tuyệt gật đầu, Ngô Bình hỏi Quan Trùng Sơn, ông Quan, đến chỗ tôi uống trà nhé. Quan Trùng Sơn cười nói, được thôi. Sau đó, Quan Trùng Sơn cùng Ngô Bình đi về nhà của anh dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Đường Băng Vân đã chuẩn bị đồ ăn từ trước. Một lát sau, Đường Huyền và Lam Thủy Nguyệt cũng tới, lẽ ra họ không có cơ hội ngồi cùng với Quan Trùng Sơn, nhưng được như giờ là nhờ Ngô Bình. Một lát sau, Đường Hy và Đường Hồng Y cũng đến.
họ đều là nhân vật chủ chốt của Đường Môn. Quan Trùng Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, lâu rồi ông ấy không uống rượu nên uống rất say sưa. Ngô Bình hỏi, ông Quan, đường búa mà ông vừa tung ra là gì thế? Quan Trùng Sơn cười đáp, đó là tuyệt kỹ độc môn của tôi, tên là Phách Sơn Phủ, gồm có 24 thức, tôi mới học được 7 thức thôi. Tiểu Ngô, nếu cậu muốn học thì tôi sẽ dạy cho. Ngô Bình cười nói, được, khi nào rảnh tôi sẽ đến thỉnh giáo ông. Đường Hy cười nói, cậu Ngô giỏi thật, đến ông Quan còn phải khen ngợi. Ngô Bình nói, Đường Hy trưởng lão, môn phi đao của ông cũng ghê mà, tôi rất nể đấy. Đường Hy xua tay, tài năng của tôi có hạn, chỉ có chút ít vậy thôi, để cậu chê cười rồi. Ngô Bình hỏi, ý ông là kỹ năng phi đao của ông mới là bài nhập môn ư? Đường Hy gật đầu, tôi học được kỹ năng này từ một nhật vật lớn của thời Thiên Quốc, trước khi người ấy phi thăng đã từng chém chết rồng bằng một đao, lợi hại lắm. Tuy Ngô Bình cũng có nhiều thủ đoạn ám khí, nhưng vẫn thấy hào hứng với chuyện mà Đường Hy kể, xem ra đây không chỉ đơn thuần là thuật phi đao rồi. Đường Hy gật đầu, thuật phi đao nổi ngang với phi kiếm, vị tiền bối ấy từng áp chế được cả các kiếm tiên nên Đường gọi là đao đế. Ông ấy kể tiếp, cảnh giới đầu tiên mà tôi luyện thì cần đến đao, nhưng đến cảnh giới thứ hai thì không cần nữa, mà dùng vật gì cũng có thể thành đao được. Tới năm cảnh giới tiếp theo thì còn mạnh hơn, nhưng tôi chưa nắm được. Ngô Bình khen ngợi, lợi hại. Đường Hy cười nói, hiện tôi đang có 3 cảnh giới, nếu cậu Ngô thích thì tôi sẽ truyền cho. Ngô Bình cười nói, vậy cảm ơn trưởng lão. Mọi người ngồi ăn uống đến tận khuya rồi mới giải tán, Đường Băng Vân chuẩn bị phòng cho Quan Trùng Sơn. Chờ mọi người về cả rồi, Ngô Bình mới nói với Đường Băng Vân, Băng Vân, canh tổ đã khỏi rồi, nhưng muốn ở ẩn thêm một thời gian. Đường Băng Vân mừng rỡ, canh tổ khỏi rồi ư, tốt quá rồi. Ngô Bình, canh tổ không định quản lý Đường Môn đâu nên ông không phải lo nữa rồi. Đường Băng Vân thở phào một hơi, nhẹ cả người. Ngô Bình cười nói, coi như giải quyết được một chuyện của Đường Môn. Đường Băng Vân nghe thấy thế thì biết Ngô Bình định rời đi nên hỏi, anh lại đi à? Ngô Bình gật đầu, ngày mau, anh sẽ đến núi Thông Thiên, sau đó sang Đông Doanh, người nhà anh vẫn ở bên đó, anh phải sang đón mọi người về. Đường Băng Vân thở dài nói, cứ tưởng anh sẽ đón Tết ở đây. Chỉ còn chục ngày nữa là Tết rồi. Ngô Bình cười nói, bọn mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi. À em mau uống địa nguyên đan đi. Đường Băng Vân uống đan dược rồi đi luyện hóa dược lực. Ngô Bình về phòng nghỉ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy ngủ, nhưng anh vẫn hấp thu tiên lực thuần dương và linh lực ất mộc theo cách hít thở. Ngày hôm sau, Ngô Bình chào mọi người rồi lên xe đến núi Thông Thiên. Ngọn núi này nằm cạnh núi Thanh Thành, là một điểm du lịch mới khai phá nên đường xá vẫn chưa hoàn thành. Ngô Bình đến chân núi thì gặp vài tốp khách du lịch. Họ đều là người ở nơi khác tới, anh cùng họ leo lên trên. Đến giữa núi, anh gặp một ông lão bản địa, anh hỏi thăm, ông ơi, cháu nghe nói gần đây có một đầm nước, ông có biết không ạ? Ông lão suy nghĩ rồi chỉ về một hướng, có, nhưng hơi xa đấy, cậu phải leo sang bên kia mới thấy được. Chúng tôi gọi nó là đầm quỷ khiếu, ở đấy nguy hiểm lắm nên cậu đừng đi một mình. Ngô Bình cười nói, cháu cảm ơn. Sau khi hỏi rõ đường đi, anh lập tức tăng tốc độ. Đường ở đây chưa sửa xong nên hơi khó đi. 10 phút sau, Ngô Bình đã băng qua núi, sau đó đi xuống dưới. Đi thêm một lúc thì anh đã nhìn thấy một đầm nước, xung quanh đầy bụi gai, khó mà đi vào được. Ngô Bình lần mò tới gần đầm nước thì thấy nó không lớn lắm, nhưng rất sâu. Anh nhìn trái ngó phải thấy không có ai thì mới cởi đồ rồi nhảy tùm xuống. Đầm này phải sâu 7 mét, Ngô Bình bơi xuống đáy tìm tinh thạch linh hồn, nhưng chẳng thấy gì cả. Lẽ nào chỉ có một viên ấy thôi, Ngô Bình lẩm bẩm, nhưng không từ bỏ, mà khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để nhìn xuyên qua đáy. 1 mét, 2 mét, khi tầm nhìn của anh xuyên xuống dưới 10 mét thì anh lập tức trợn tròn mắt. Vì ở đó có một khối tinh thạch rỗng rất to, bên trong chính là tinh thạch linh hồn. Khối này dài hơn 2 mét, rộng 1 mét rưỡi, ở giữa có một viên đá to như hạt đào màu đỏ. Thấy thế, Ngô Bình ngẩn ra, vì anh cũng đang giữ một viên tương tự. Anh không nghĩ nhiều mà bắt đầu đào bùn để lấy viên tinh thạch đó. Nửa tiếng sau, cuối cùng Ngô Bình đã bê được tảng đá ấy lên mặt nước, sau đó bỏ vào trong nhẫn chữ đồ. Xong xuôi, anh chợt nghe thấy có giọng nói vang lên. Mau, có người đến trước chúng ta rồi. Chương 600, Pháp khí quỷ. Ngô Bình ngẩng đầu lên thì thấy ở eo núi có 4 người đang nhìn về phía này.
họ gồm 3 nam 1 nữ, nhưng anh không biết ai cả. Anh nhanh chóng mặc đồ lên rồi lau khô tóc, sau đó quay về đường cũ. Còn 4 người kia thì nhanh chóng băng qua bụi gai rồi chạy đến hồ nước. Trong số họ có một ông lão, một người đàn ông trung niên và một nam một nữ trẻ tuổi. Người thanh niên cao gầy, môi mỏng mày rậm. Hắn liếc nhìn xuống hồ nước đầu ngầu rồi hỏi Ngô Bình, này, làm gì thế hả? Ngô Bình nghe giọng điệu có vẻ xúc phạm của hắn thì thờ ơ đáp, tôi làm gì thì liên quan gì đến anh, nói rồi, anh quay đầu bỏ đi. Đứng lại, người thanh niên giơ tay ra túm vai Ngô Bình, móng tay hắn sắc như dao cau, rõ ràng đã luyện ưng chảo công. Ngô Bình như mọc mắt ở sau gáy nên nhanh chóng lách người, sau đó trở tay nhéo tai tên đó, động tác của anh vừa nhanh vừa chuẩn nên hắn không né được. Tên đó hét lên đau đớn vì bị Ngô Bình nhéo tai, sau đó gập người xuống rồi lệch mặt sang một bên, đau đến mức chảy nước mắt. Ngô Bình lạnh giọng nói, bố mẹ anh không dạy anh cách nói chuyện lịch sự à? Ông lão ở cạnh đó biến sắc mặt rồi nói, này cậu bạn, cậu hơi quá rồi đấy, thả cháu tôi ra. Ngô Bình liếc nhìn ông ta thì thấy đó là một ông lão rất có tinh thần, dáng người cao lớn, tay và xương cốt thô hơn người bình thường, tu vi chắc ở cảnh giới tiên thiên luyện hình. Anh hừ lạnh một tiếng rồi nói, bảo sao mà cháu không biết lễ phép là gì, vì ông cũng có ra cái thể thống gì đâu. Ông lão nổi giận, nhưng cố nhịn rồi nói, cậu bạn, tôi nhắc lại, thả cháu tôi ra. Ngô Bình lại càng mạnh tay hơn rồi nói, nếu tôi không thả thì sao? Người thanh niên kêu như con lợn bị chọc tiết, tay bắt đầu rách ra rồi rỉ máu. Ông lão vừa định ra tay thì người đàn ông trung niên bên cạnh chợt vái lại Ngô Bình, tham kiến võ vương. Cái gì? Ông lão hoảng hốt rồi vô thức lùi lại. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ, anh quan sát người đàn ông trung niên rồi nói, ông cũng tinh mắt đấy. Người đàn ông trung niên vội nói, không dám, do khí chất của tiên sinh quá phi phàm thôi. Ngô Bình thả lỏng tay, người thanh niên ngã vật ra đất, nhưng sau khi biết anh là tu sĩ cảnh giới võ vương thì không dám ho he gì nữa. Ông lão có vẻ lúng túng rồi chắp tay, tiên sinh, ban nãy chúng tôi mạo phạm, mong tiên sinh tha tội. Ngô Bình cười lạnh hỏi, các người đến đây làm gì? Ông lão và người đàn ông trung niên nhìn nhau, ông lão đáp, thưa tiên sinh, trước đây tôi tình ngờ biết được ở đầm quỷ khiếu này sẽ có tiếng quỷ khóc vào mỗi đêm trăng sáng, tôi nghi ở đây có bảo bối thu hút quỷ đến nên mới đến xem sao. Ngô Bình bình thản nói, ở đây không có bảo bối gì đâu, tôi vừa mò ở dưới đấy mãi mà không có thu hoạch gì cả. Ông lão vội nói, vâng, chắc bảo bối đã bị người khác lấy mất rồi. Dẫu sao đầm quỷ khiếu này cũng tồn tại lâu rồi. Sau đó, ông lão tự giới thiệu, tôi là Lý Trường Thanh, là người ở tỉnh bên cạnh. Nếu tiên sinh rảnh thì mời tới nhà tôi uống trà. Ngô Bình đang bận nên không có thời gian đến nhà người lạ chơi, anh đang định thì chối thì chợt sững người. Vì anh nhìn thấy ông lão đang đeo một cái vòng đồng kỳ lạ trên cổ tay, mặt ngoài của nó có khắc thần chú thần bí. Thấy Ngô Bình nhìn chằm chằm vào vòng tay của mình, ông lão tháo ngay ra rồi nói, đây là đồ gia truyền của nhà tôi, tiên sinh có biết lai lịch của nó không? Ngô Bình cầm lấy rồi quan sát, đây là pháp khí quỷ, chuyên chứa ác linh. Ông lão biến sắc mặt rồi nói, pháp khí quỷ ư? Ngô Bình gật đầu, đúng, tốt nhất đừng đeo trên người, khéo có thứ đáng sợ bên trong đấy. Ông lão hoảng hồn rồi nói, tiên sinh, nhà tôi có khá nhiều đồ cổ, không biết tiên sinh có thể về xem qua được không? Ngô Bình cười nói, sao? Nhà ông vẫn còn đồ cổ à? Ông lão, khi xưa thiên hạ đại loạn, tổ tiên nhà tôi là hộ giàu ở Thục nên đã mua được nhiều món đồ quý. Đến đời tôi thì không còn nhiều nữa, nhưng những thứ như pháp khí quỷ này thì nhiều lắm. Ngô Bình, được, dẫn tôi về xem nào. Ngô Bình đi theo gia đình đó băng qua núi rồi tới bãi đậu xe, ông lão và Ngô Bình lên một xe, những người còn lại lên xe khác. Xe của ông lão đi trước. Cậu thanh niên ngồi trên xe phía sau vẫn đang ôm tai. Cô gái liếc hắn rồi nói, đáng đời chưa? Người thanh niên quát, im đi. Người đàn ông trung niên lái xe rồi lạnh lùng nói, đừng cãi nhau nữa, chưa đủ mất mặt hay sao? Người thanh niên, bố, anh ta là tu sĩ nhân tiên thật à? Người đàn ông, ban nãy, ông còn cố ý phóng cương khí tiên thiên ra, nhưng cậu ta thấy xong chỉ có vẻ coi thường, vì thế bố mới đoán cậu ta ở cảnh giới nhân tiên rồi. Thế thì cũng chưa chắc chắn tuyệt đối. Người thanh niên không phục, nó ít tuổi hơn con, nếu ở cảnh giới nhân tiên thì là thiên tài chắc. Người đàn ông không nói gì, còn cô gái lên tiếng, anh không cảm thấy gì à? Người thanh niên ngẩn ra hỏi, cảm thấy gì? Cô gái, khí chất vương giả ý.
Người đàn ông gật đầu, Châu Nhi nói đúng đấy, nếu con có đủ kinh nghiệm sống thì sẽ cảm nhận được sự phi phàm của cậu ấy. Tốt nhất, con hãy hiền phận, đừng chọc vào người ta. Người thanh niên hừ một tiếng rồi im lặng. Ngô Bình và ông lão đang ngồi trong chiếc xe sang trọng ở đằng trước. Ông lão, xin hỏi quý danh của tiên sinh. Ngô Bình, tôi họ Ngô. Ông lão ngẩn ra rồi chợt nghĩ tới điều gì đó, tôi nghe nói Đường Môn mới thu nhận một kỳ tài tên là Ngô Bình, lẽ nào chính là tiên sinh? Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, tin tức truyền nhanh vậy à? Anh gật đầu, đúng là tôi, sao ông biết tôi? Ông lão cười nói, trưởng lão Đường Hy của Đường Môn là anh họ của tôi, chúng tôi thường xuyên gọi cho nhau nên tôi có nghe ông ấy kể. Ngô Bình không ngờ ông lão này lại là em họ của Đường Hy, trái đất tròn thật. Anh gật gù nói, tôi cũng khá thân với trưởng lão Đường Hy. Ông lão, vâng, ông ấy có kể cho tôi nghe rồi ạ. Ngô Bình, chúng ta coi như không đánh không quen biết rồi. Ông lão liên tục đáp lời, quan hệ hai bên thắt chặt hơn một chút. Nhà của Lý Trường Thanh ở huyện Ninh Lạc, là một hộ biệt lập ở đây, nhà họ cũng khá có tầm ảnh hưởng ở khu vực. Nền kinh tế ở huyện Ninh Lạc chưa phát triển lắm nên người dân vẫn thuần phát. Thường xuyên có thể thấy dân địa phương mặc trang phục dân tộc đi ngoài đường. Không lâu sau, chiếc xe đã tiến vào một rừng trúc, bên trong có rất nhiều các ngôi nhà trúc. Sau cùng, chiếc xe dừng trước một căn nhà trúc 5 tầng to nhất, được làm bằng trúc hoàn toàn. Ngô Bình ngắm nhìn đến ngây người rồi hỏi, ông Lý, căn nhà này của ông được đấy, xây dựng từ bao giờ thế? Lý Trường Thanh cười đáp, từ hồi tôi còn nhỏ xíu, khi ấy gia đình tôi toàn chọn những cây trúc tốt nhất để xây. Trước khi xây còn ngâm dầu rồi phơi nắng, cứ làm thế 10 lần rồi mới lấy ra thi công. Ngô Bình rất thích ngôi nhà này, sau này anh cũng muốn dựng một cái. Hai người đi vào phòng khách, sàn nhà cũng bằng trúc, mặt sàn bóng loáng, mùi thơm ngào ngạt. Lý Trường Thanh sau người pha trà rồi nói, cậu Ngô, nhà tôi có khá nhiều đồ cổ, mời cậu xem. Ngô Bình, được. Lý Trường Thanh đứng dậy đi vào một căn phòng khác, một lát sau, ông ấy đã xách một cái hòm ra rồi mở. Bên trong có mười mấy món đồ đồng to nhỏ khác nhau. Chương 601, truyền nhân Mao Sơn. Ngô Bình quét mắt nhìn, những món đồ này là đồ ma quỷ, hầu hết chúng đều có hồn ma được phong ấn bên trong. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, anh hỏi, ông Lý à, số đồ này có từ đâu vậy? Lý Trường Thanh đáp, tất cả đều được ông nội tôi truyền lại. Xuất xứ cụ thể của chúng thì tôi thật sự không rõ. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm, ông mời tôi đến đây không chỉ vì muốn tôi nhìn đồ của ông đâu nhỉ. Lý Trường Thanh ôm quyền, anh Ngô, đúng là tôi có chuyện cần nhờ vả. Ngô Bình hỏi, có phải có ma quỷ phá phách trong nhà ông không? Lý Trường Thanh cười khổ, anh Ngô quả là lợi hại. Tôi còn chưa nói mà anh đã biết rồi. Ngô Bình nói, chuyện này đâu cần phải đoán. Nhiều đồ vật ma quỷ trong nhà như vậy, không bị ma ám mới lạ. Lý Trường Thanh thở dài, trước đây chúng chỉ phá trong phạm vi nhỏ thôi, giờ thì lộng hành hơn, cả ban ngày cũng phá. Ngô Bình bảo, ma chỉ là cách gọi của dân gian, người tu hành chúng tôi gọi chúng là âm linh. Nơi ông ở có âm khí quá nặng, chắc chắn không chỉ bị ma quỷ phá phách ngày một ngày hai. Lý Trường Thanh gật đầu, phải. Lúc tôi còn bé thỉnh thoảng sẽ bị ma ám, nhưng bây giờ chúng ghê gớm hơn xưa nhiều. Ngô Bình hỏi, tình hình nghiêm trọng như vậy mà ông không nhờ cao nhân nào đến giúp sao? Lý Trường Thanh cười khổ, tôi từng mời cao nhân khắp nơi rồi ấy chứ. Anh họ Đường Hy của tôi cũng biết chuyện này, tôi còn nhờ ông ấy mời một vị Pháp sư Xiêm La đến giúp. Kết quả, người đó không chỉ không trị được bọn ma quỷ mà còn bị chúng làm cho phát điên. Ngô Bình nhìn ông ta, hôm nay ông đến đầm quỷ khiếu cũng vì chuyện này nhỉ? Lý Trường Thanh đáp, phải. Tôi nghe nói nơi tập trung nhiều ma quỷ chắc chắn có bảo vật. Tôi cũng chỉ muốn thử vận may, xem có tìm được bảo vật trấn ma nào không. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi bảo, ông chuẩn bị một căn phòng thật yên ắng để tôi vẽ vài lá bùa trước. Lý Trường Thanh cảm mừng, bèn mời Ngô Bình đến một nhà trúc riêng biệt. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Sắp xếp xong xuôi, cô gái kia mới hỏi, ông nội ơi, vẽ bùa có hữu dụng không ạ? Lý Trường Thanh trừng mắt với cháu gái, cháu thì biết cái gì. Khoan nói đến chuyện anh Ngô là nhân tiên, riêng việc anh ấy biết vẽ bùa đã là rất đáng gờm rồi. Ông ta là người dày dạn kinh nghiệm giang hồ, biết rằng bùa không phải là thứ mà ai cũng vẽ được. Chỉ có những người có truyền thừa chính tông mới biết vẽ bùa. Vẽ bùa giống như luyện đan, cần thiên phú và truyền thừa. Thầy vẽ bùa thật sự cũng hiếm có như thầy luyện đan vậy.
Những loại bùa đang lưu hành trên thị trường hầu hết đều là loại kém chất lượng, không có tác dụng mấy. Bùa tiên thật sự có thể chế ngự thần và giết ma quỷ, uy lực khủng khiếp. Lúc này, có một người làm vội vã chạy đến, thưa ông chủ, đại sư Cát, Cát Quảng Minh của Mao Sơn đến rồi ạ. Lý Trường Thanh ngẩn ra, đoạn vỗ trán, chết thật. Quên mất chuyện này, mau mời khách vào. Người trung niên hỏi, bố ạ, anh Ngô đang ở đây, đại sư Cát cũng đã đến. Chúng ta mời hai người đến cùng lúc, e là hơi thất lễ. Lý Trường Thanh cười khổ, tình cờ thôi mà, đây cũng là chuyện bất khả kháng. Đi, ra tiếp khách với bố. Bây giờ Ngô Bình đang đứng trước bàn làm việc, tay cầm bút điểm lòng, lòng thanh tịnh. Đạo diệp trong đan điền của anh đang run lên, phóng ra một tia sáng. Tia sáng này và chân khí thuần dương cùng truyền vào bút điểm lon rồi hạ xuống tờ giấy bùa. Vẽ xong một lá bùa, anh bỗng thấy hơi mệt, lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn thấy tiên vận của lá bùa tiên do mình vẽ ra đang lưu chuyển, quang minh chính đại, anh đã thấy rất hài lòng. Bùa thuần dương này tốt thật, ít nhất phải là bùa bậc 2, anh tự nhủ. Vẽ bùa cũng có cấp bậc, chia thành bùa không thành phẩm và bùa thành phẩm. Bùa thành phẩm kém nhất là bậc 7, tốt nhất là bậc 1. Anh có thể vẽ ra bùa bậc 2 đã rất đáng quý rồi. Nghỉ ngơi một lúc, anh lại dùng bàn tay, mượn lực của nó để vẽ 4 lá bùa thiên vương trảm quỷ. Bùa thiên vương trảm quỷ chỉ có bậc 4 nhưng uy lực rất mạnh. Sau đó anh vẽ thêm 2 lá bùa thuần dương, cầm 7 lá bùa trong tay, anh cảm thấy đủ dùng rồi, bèn đẩy cửa bước ra. Vừa ra khỏi phòng, anh đã nhìn thấy bố con Lý Trường Thanh đang đi cùng một thanh niên chưa đầy 30 tuổi ở cách đó không xa. Có đến 4 người theo sau thanh niên ấy, gồm 2 nam 2 nữ, tuổi chỉ tầm 15, 16. Nhắc thấy Ngô Bình, Lý Trường Thanh nhanh chóng tiến lại gần, cười nói, anh Ngô, trùng hợp quá. Đại sư Cát, Cát Quảng Minh của Mao Sơn cũng đến đây để giúp tôi trừ ma. Ngô Bình hơi bất ngờ. Mao Sơn rất nổi tiếng, thời cổ đại từng xuất hiện Tam Mao Chân Quân. Mà người có thể được gọi là Chân Quân, ít nhất phải là cao thủ địa tiên cảnh giới 6. Anh cũng không để bụng. Ôm quyền chào Cát Quảng Minh, đại sư Cát, hân hạnh. Cát Quảng Minh liếc nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt không mấy thiện chí, hờ hững bảo, Lý Trường Thanh, ông không tin tôi nên mời thêm người khác ư. Lý Trường Thanh giật thót, cuống quýt đáp, đại sư Cát hiểu lầm rồi. Anh Ngô chỉ tình cờ đi ngang, tiện thể vào xem giúp tôi. Lý Trường Thanh này vô cùng kính trọng đại sư, tuyệt đối không có ý khinh thường. Cát Quảng Minh hừ giọng, nếu đã vậy thì bảo người này tránh xa một chút. Đừng để ảnh hưởng đến chuyện làm phép của tôi. Ngô Bình nể mặt Mao Sơn, vốn muốn tỏ thái độ khách sáo với Cát Quảng Minh. Nào ngờ kẻ này lại ngông cuồng và bất lịch sự đến vậy. Thế là anh cười ha ha, Lý Trường Thanh, một chuyện không thể nhờ hai người. Chuyện nhà ông muốn nhờ tôi giúp hay nhờ người này, ông quyết định đi. Lý Trường Thanh lập tức khó xử. Ngô Bình là nhân tài đường môn, ngay cả Đường Hy còn kính trọng. Một nhân vật còn con ở huyện nhỏ bé như ông ta tất nhiên không dám mạo phạm. Cát Quảng Minh là người của Mao Sơn vang danh khắp thiên hạ, không thua kém chùa Đại Thiên. Ông ta cũng không dám đắc tội thế lực này. Cát Quảng Minh đang thấy khó chịu lắm, thầm nghĩ tên này là ai mà dám đối chọi với người bắt ma chuyên nghiệp như gã. Gã cười khẩy, bỗng đổi ý, xem ra cậu bạn này cũng biết trừ ma. Hay là chúng ta ai làm việc nấy, không ảnh hưởng đến nhau, cậu thấy thế nào? Ngô Bình đáp, cũng được, tôi cũng muốn xem đệ tử của Mao Sơn lừng danh có biết bắt ma thật không. Gương mặt Cát Quảng Minh tối sầm lại, Mao Sơn có biết bắt ma hay không, cậu sẽ biết ngay thôi. Nhưng cậu, e là còn chưa nhìn thấy ma bao giờ đâu nhỉ. Tôi khuyên cậu nên cẩn thận một chút, đừng để âm linh ám vào người, vì tôi chắc chắn sẽ không cứu cậu đâu. Ngô Bình nói, anh cứ yên tâm, nếu anh bị âm linh nhập, tôi nhất định sẽ cứu anh. Hừm. Cả hai trừng mắt với nhau, rồi đi theo hai hướng khác nhau. Lý Trường Thanh cười khổ, vội vàng bảo con trai đi theo Ngô Bình, còn ông ta đi theo Cát Quảng Minh. Người trung niên đi theo Ngô Bình là Lý Bảo Khôn con trai Lý Trường Thanh. Ông cười nói, anh Ngô định bắt đầu từ đâu? Ngô Bình đáp, tất nhiên là tìm ma trước. Nói đoạn, anh sử dụng năng lực nhìn thấu vạn vật. Khu vườn trúc rộng lớn này có rất nhiều âm khí, có một số nơi âm khí hội tụ. Âm khí như thực thể vậy, đã tạo thành âm sát. Anh nhìn chằm chằm vào nơi có âm khí nặng nhất, đó là một căn nhà bỏ hoang, cỏ mọc tùm cả trong lẫn ngoài, cỏ dại mọc cao bằng một người. Rừng trúc có diện tích vài trăm mẫu nên có rất nhiều căn nhà như thế. Mà đây là căn nhà cổ xưa, có
có vẻ theo lối kiến trúc nhà Thanh. Thấy Ngô Bình dừng lại trước căn nhà này, gương mặt Lý Bảo Khôn hơi tái đi, anh Ngô à, chúng ta sang nơi khác được không? Ngô Bình nhìn căn nhà một lúc mới hỏi, sao, ông sợ à? Lý Bảo Khôn cười khổ, căn nhà này khá lâu đời, chính là nơi bị ma ám sớm nhất. Không giấu gì anh, đã có 3 người tài giỏi chết trong đó, còn có 2 người phát điên. Ngô Bình gật đầu, yên tâm đi, tôi đã dám đến đây thì không sợ thứ bên trong. Dứt lời, anh đã rảo bước đến trước cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cổ ra. Cửa đã mục từ lâu, anh vừa đẩy nhẹ, nó đã đổ ầm xuống đất, khiến đàn chim bay tán loạn. Chương 602, biến thành cho bụi. Ở phía sau, Lý Bảo Khôn rất lo lắng, vội vàng nói, mong anh Ngô cẩn thận. Ông nói vậy nhưng lại không dám đi theo, chỉ đứng cách cửa 10 mét, nét mặt căng thẳng vô cùng. Ngô Bình quan sát căn nhà mọc cỏ tùm ấy một lúc rồi nhấc chân bước vào trong. Cương khí trong người anh chấn động, những nơi anh đi qua, cỏ cây đều tự động tách ra và để lộ mặt đất. Nhờ năng lực nhìn thấu vạn vật, anh thấy âm khí ở đây như thực thể vậy, đã ngưng tụ thành âm sát. Hiệu quả của âm sát không thua kém sát lực bạch cốt mà anh từng gặp trước đây, nó có tính ăn mòn rất mạnh. Vậy nên mọi thứ trong căn nhà này đều mục cả. Phiến đá trên mặt đất vừa dẫm đã vỡ nát, bể cá vàng kia vừa bóp đã biến thành bột mịn. Không khí nhấp nháp và ẩm ướt, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Đột nhiên, tà khí xung quanh cuộn trào, một màn xương đen ngòm che khuất tầm nhìn. Đứng ngoài cửa, Lý Bảo Khôn bàng hoàng thốt lên, anh Ngô, mau ra đây. Nhưng Ngô Bình dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi vào trong. Anh bước lên bậc thềm, tiến vào đại sảnh. Mọi thứ trong sảnh đều mục nát, khung cửa vừa chạm đã hỏng, sơn bong ra, mùi ẩm mốc sộc tới khiến Ngô Bình phải nín thở. Không ngờ còn có dây leo mọc trong phòng khách, phủ kín đồ nội thất. Thân rễ của dây leo màu đen, bề mặt còn mọc gai nhọn. Bước vào phòng khách liền tiếng cười u ám vang lên trong đầu Ngô Bình. Tiếng cười như phát ra từ 9 tầng địa ngục, văng vẳng khắp nơi, lạnh lẽo thê lương. Ngô Bình cười khẩy, thứ âm linh còn con mà cũng dám lộng hành trước mặt bổn thiên. Mau chóng hiện thân đi, bằng không tao sẽ khiến mày hồn siêu phách tán. Tiếng cười ấy biến mất, xương dày cuộn trào, ngưng tụ thành hình dạng cô gái, tiến về phía Ngô Bình, tà khí xung quanh vô cùng khủng khiếp. Ngô Bình cười lạnh lùng, lấy chuỗi 36 hạt châu ra, truyền chân khí vào đó. Ngay lập tức, hạt châu phát ra ánh sáng, khí của âm sát xung quanh dần tiêu tan. Tà khí hình người ấy hét lên rồi lập tức biến mất. Ngô Bình giận dữ nói, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Anh phất tay, một lá bùa thuần dương bay ra, đóng cột vào nóc phòng. Bùa thuần dương phát ra tiên quang 9 màu, nhờ nó chiếu rọi, cả căn phòng lập tức ấm áp như mùa xuân, mọi khí âm sát đều bị quét sạch. Lúc này, một giọng nữ vẳng lên trong đầu Ngô Bình, chống lại ta sẽ giết ngươi. Giọng nói ấy vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, Ngô Bình chỉ đáp, được thôi, tao đang chờ đây. Dứt lời, anh lại đến căn phòng thứ hai, vung tay, ném lá bùa thuần dương thứ hai. Cứ như vậy, 3 căn phòng của gian nhà chính đều được anh đóng đinh một lá bùa thuần dương. Tiên lực thuần dương chậm chậm tỏa ra, tà khí trong phòng đã biến mất. Giọng nói kia ngày một giận dữ, chết tiệt, danh con, ta phải giết ngươi. Căn phòng này là nơi ẩn mình của âm linh ấy, nay lại bị bùa thuần dương chiếu soi và sưởi ấm. Âm linh như bị thiêu trên lửa, khó chịu vô cùng. Ngô Bình hờ hững nói, tao đã cho cơ hội mà mày không quý trọng. Bây giờ dù mày có cầu xin tao thì cũng muộn rồi. Nói đoạn, anh cong tay lại, bắt đầu niệm một đoạn chú quỷ tiên. Đoạn chú này được ghi chép trong phiến ngọc, có nguồn gốc từ phái thiên quỷ thời tiên quốc, khi kích hoạt có thể khắc chế âm linh. Ngay lập tức, cả căn nhà vang vọng giọng nói như tiếng chuông rền của Ngô Bình. Một cái bóng xám méo mó chui lên từ mặt đất, đào đất khắp nơi như một con chuột hồng lẩn trốn khỏi đoạn chú kia. Nhưng vô ích, chú của Ngô Bình văng vẳng khắp mọi nơi. Nó không trốn được, đột nhiên gào lên rồi nhào về phía anh. Ngô Bình đã sớm có chuẩn bị, vung bùa thiên vương trảm quỷ ra. Một luồng sáng vàng đập vào cái bóng xám ấy, hai vật va chạm nhau rồi nổ tung giữa không trung. Bóng xám phát ra tiếng kêu thê thảm rồi bị nổ thành cho bụi. Bụi bay mù mịt dập trời, song ánh mắt của Ngô Bình lại ghim chặt vào mặt đất. Ở vị trí cái bóng xám ấy chui lên, cách mặt đất khoảng 1 mét. Có chôn một cái lọ. Trong lọ đặt một hình người nhỏ khắc bằng ngọc, dài chừng 30 cm. Âm linh ở đây có liên quan đến người ngọc ấy. Loại ngọc này gọi là ngọc ma, có thể ôn dưỡng âm linh.
âm linh yếu ớt khi chui vào nó có thể mạnh lên rất nhanh. Anh lấy kiếm hắc long ra, chỉ vài phát đã đào được cái lọ. Mở nắp ra, ngoài người ngọc, anh còn tìm được một ít lá vàng, nặng hơn 25 ký. Tất nhiên Ngô Bình không khách sáo, thu thập toàn bộ vào nhẫn. Lúc này, tà khí trong căn nhà đã tiêu tan sạch sẽ. Anh thu lại ba lá bùa thuần dương rồi ra khỏi nơi này. Bên trong kinh thiên động địa là thế nhưng Lý Bảo Khôn đứng bên ngoài không hề nghe thấy gì. Thấy anh bước ra, ông vội vàng hỏi, anh Ngô có phát hiện gì không? Ngô Bình đáp nhẹ, âm linh trong nhà đã bị tôi giết chết. Ông có thể vào xem. Lý Bảo Khôn nuốt nước bọt, anh Ngô à, trong nhà có an toàn không? Anh trả lời, yên tâm đi, bây giờ nó chỉ là một căn nhà bình thường thôi. Lý Bảo Khôn đánh bạo bước vào trong, căn nhà không còn vẻ u ám như trước, còn ấm áp vô cùng. Ông mừng rỡ nói, tốt quá, ở đây không còn ma nữa. Ngô Bình bảo, đi thôi, sang nơi khác. Âm khí ở vườn trúc này không chỉ ngưng tụ ở một nơi. Anh muốn đi xem một vòng, ở đâu có ma quỷ thì diệt sạch. Đúng lúc này, có một tiếng động rất lớn nghe như tiếng sấm vang rền ở phía sau. Ngô Bình hơi cau mày, bùa sấm. Sau đó có một bóng người chạy nhanh về phía anh, là Lý Trường Thanh. Lúc này Lý Trường Thanh đang rất hoảng sợ, kêu lên, anh Ngô à, anh mau đi xem giúp tôi với, Cát Quảng Minh bị nhập rồi. Ngô Bình kinh ngạc, Cát Quảng Minh là đệ tử Mao Sơn mà cũng bị nhập ư. Anh đừng im, lạnh lùng nói, Cát Quảng Minh bị nhập thì liên quan gì đến tôi? Lý Trường Thanh cuống quýt, anh Ngô à, bây giờ không phải là lúc so đo với Cát Quảng Minh. Nếu anh đến muộn thêm chút nữa thì Cát Quảng Minh xong đời. Sau khi bị âm linh nhập, 5 phút đầu tiên chính là thời gian vàng. Một khi 5 phút trôi qua, người đó sẽ biến thành con rối của âm linh, thần linh cũng khó cứu. Dù sao Ngô Bình cũng không phải kẻ ác độc, tuy anh rất khó chịu với Cát Quảng Minh nhưng vẫn quyết định cứu mạng gã, dẫn đường. Cả hai vội vàng đến hiện trường. Đây là nhà thờ họ Lý, một nhà thờ tổ rất lâu đời. Trước nhà thờ tổ, gương mặt Cát Quảng Minh đã ngập tràn khí đen, đôi mắt trắng dã, đang phát ra tiếng cười như tiếng cú đêm. Các ngươi đều phải chết, gã cười quái dị, đoạn bổ nhào về cô bé mà gã dẫn theo. Cô bé ấy giật thót, còn chưa tránh kịp đã bị gã vồ ngã xuống đất. Cô bé sợ hãi hét lên, còn tưởng mình sắp chết rồi. Đúng lúc này, có một bàn tay bóp cổ Cát Quảng Minh từ phía sau. Cát Quảng Minh nổi giận, bèn quay người trưởng một cái. Song trưởng này đập vào người đối phương hệt như đập vào đá tảng vậy. Người ra tay tất nhiên là Ngô Bình. Anh cười lạnh lùng, tao đếm đến ba, rời khỏi cơ thể này, nếu không tao sẽ khiến mày biến thành cho bụi. Âm linh này nào biết sợ anh. Nó kêu lên một tiếng quái dị, đấm đá lung tung, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngô Bình. Ngô Bình cười khẩy, không biết thân biết phận, chết đi. Tay còn lại của anh dán một lá bùa thuần dương lên trán Cát Quảng Minh. Tiên lực thuần dương truyền vào, toàn thân gã bốc khói, phát ra tiếng la hét thảm thương. Chưa đầy 3 giây, âm linh đã không chịu nổi, đành phải rời khỏi cơ thể gã, biến thành một cái bóng xám lao vào nhà thờ tổ. Toàn thân run rẩy, Cát Quảng Minh dần tỉnh táo lại. Bây giờ gã rất yếu ớt, nước mắt và nước mũi đều chảy ròng ròng. Ngô Bình đặt gã xuống đất, chân khí thuần dương tuần hoàn trong cơ thể. Anh bảo, nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh xoay người tiến vào nhà thờ tổ. Cát Quảng Minh rất xấu hổ. Trước đó gã còn xem thường Ngô Bình, ban nãy nếu không nhờ người ta cứu giúp thì gã xong đời rồi. Thế là gã hét lên, anh Ngô, hãy cẩn thận. Ngô Bình không trả lời. Chẳng mấy chốc, nhà thờ tổ đã vọng ra một tiếng hét, sau đó là một tiếng động cực lớn. Chương 603, Yêu Tiên. Lúc này, Ngô Bình đang nhìn chằm chằm vào bức tượng tà thần. Không biết bức tượng này đã được đặt trong nhà thờ tổ bao lâu, ít nhất phải có mười mấy âm linh ám vào nó rồi. Âm linh trong bức tượng này đã bị anh dùng bùa thuần dương giết chết. Nhưng anh cảm thấy bức tượng tà thần này vẫn còn thứ dơ bẩn, mà đối phương còn thuộc hạng yêu tà. Hiển nhiên, tu vi của đối phương rất cao, yêu khí gần như bằng không. Phiến ngọc có ghi chép, yêu quái có thể loại bỏ hoàn toàn yêu khí chính là yêu tiên. Thực lực của yêu tiên còn đáng sợ hơn quỷ tiên rất nhiều. Kẻ trở thành yêu luôn cần cơ duyên rất lớn, dù sao thì linh trí của động vật kém xa con người, tu hành khó hơn loài người gấp trăm nghìn lần. Yêu quái trong bức tượng này, hãy mau hiện thân để tránh khỏi thương vong, anh lạnh lùng nói, đồng thời lấy bùa luyện yêu ra. Bùa luyện yêu này được anh lấy từ mai rùa, uy lực khủng khiếp. Bùa vừa lấy ra,
bức tượng đã phát ra ánh sáng xanh, một giọng nói cứng rắn cất lên, thượng tiên tha mạng. Ngô Bình cười khẩy, người hãy hiện thân ngay lập tức. Vâng. Sau đó, một con chuột lớn lông trắng cao hơn nửa mét nhảy ra từ phía sau bức tượng và quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, chắp tay vái chào anh như con người vậy. Ngô Bình tò mò nhìn con chuột, khi nó đứng lên sẽ cao đến 1m3, 1m4, thật sự rất to. Anh hỏi, yêu quái, vì sao lại ở đây hại người? Con chuột lớn vội đáp, thượng tiên, tiểu yêu không hại người, chỉ mượn tượng thần này lấy chút hương khói. Ngô Bình hỏi, người bảo ngươi không hại người, vậy âm linh trước đó không phải do ngươi sai khiến? Con chuột vội vã lắc đầu, thượng tiên, những âm linh ấy không liên quan đến tôi. Có một dương pháp khí quỷ được chôn cách mặt đất 10 mét. Chúng chính là âm linh sống trong pháp khí quỷ. Tôi còn khuyên chúng đừng hại người, nhưng chúng không có linh trí, không nghe lời tôi. Trước đây tôi còn từng giết vài âm linh, sau này thì chẳng buồn để tâm nữa. Hôm nay bọn chúng chọc phải thượng tiên, chết cũng đáng kiếp. Ngô Bình bèn hỏi, người tu luyện ở đây bao lâu rồi? Con chuột đáp, thưa thượng tiên, đã hơn 100 năm. Ngô Bình quét mắt nhìn vài lần. Con chuột lớn này đã luyện ra nguyên thần, năng lực có thể so với địa tiên thuộc cảnh giới chân nhân. Anh nói, niệm tình ngươi tu hành không dễ dàng, hôm nay ta tha mạng cho ngươi. Con chuột lớn vô cùng cảm kích, rối rít vái lạy, cảm ơn thượng tiên đã tha bổng. Ngô Bình thấy nó có nhân tính, bèn bảo, cách tu hành của con chuột nhà ngươi e là còn sai sót. Hai ta gặp nhau cũng là một cái duyên, thôi vậy, ta sẽ truyền một bộ phương pháp hít thở cho ngươi. Nhớ kỹ đấy. Con chuột mừng rỡ khôn xiết, cảm ơn thượng tiên, tiểu yêu đang thiếu một bộ phương pháp hít thở. Ngô Bình truyền một bộ phương pháp hít thở trung thừa cho nó ngay tại đây. Bộ phương pháp hít thở này không có gì đặc biệt, nhưng cực kỳ hợp với loài yêu. Con chuột lớn học một lần đã hiểu ngay, lại vái anh ba cái, đại ân đại đức của thượng tiên, cả đời tiểu yêu cũng không quên. Ngô Bình đáp, đi đi. Con chuột lớn lập tức nhảy ra khỏi nhà thờ tổ, khi rời đi còn nhìn Cát Quảng Minh một cái. Sau đó tung người biến mất. Cát Quảng Minh tái mặt, kinh ngạc hô lên, yêu tiên. Ra khỏi nhà thờ tổ, Ngô Bình nói với Lý Trường Thanh vẫn đang sợ hãi, bên dưới nhà thờ tổ này chôn rất nhiều pháp khí quỷ, ông mau sai người đào lên đi. Được, được, Lý Trường Thanh vội vã gọi người vào. Cát Quảng Minh cũng tiến lại, ái ngại chắp tay với anh, cảm ơn anh Ngô đã cứu mạng tôi. Ngô Bình lạnh lùng đáp, anh là đệ tử Mao Sơn. Tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không dám nhận đại lễ này. Cát Quảng Minh hoảng hốt nói, anh Ngô xin đừng nói vậy, tôi đã xấu hổ lắm rồi. Ngô Bình hỏi gã, rõ ràng ban nãy anh đã dùng bùa ngũ lôi, tại sao vẫn không thể giết chết âm linh? Cát Quảng Minh cười khổ, tôi dùng bùa sấm giết chết hai âm linh, nào ngờ còn có một âm linh lợi hại hơn đánh lén tôi. Thế là tôi bất cẩn để nó nhập vào người. Hay, để anh Ngô chê cười rồi. Ngô Bình nói nhẹ tênh, đúng là anh rất kém cỏi. Thế mà Cát Quảng Minh lại không phản bác, chỉ bảo rằng, so với anh Ngô, quả thật tôi còn kém xa. Ban nãy con yêu kia suýt chút nữa đã lột da rút gân tôi rồi. Ngô Bình đáp, yêu tiên kia thấu hiểu nhân tính, tôi đã tha cho nó một mạng. Cát Quảng Minh vội vàng nói, anh Ngô, trước đó tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Anh khoan dung độ lượng không chấp nhất kẻ tiểu nhân này, xin đừng để bụng. Ngô Bình không phải là người hẹp hòi, chỉ trả lời, nói hay lắm. Lý Trường Thanh cười bảo, hai vị vất vả rồi, tôi lập tức sai người chuẩn bị rượu thịt, đền đáp hai vị thật chu đáo. Ngô Bình đáp, không vội, vườn trúc vẫn còn vài nơi âm khí rất nặng, tôi đi xem trước đã. Sau đó anh lại đi kiểm tra thêm vài nơi, quả nhiên vẫn còn âm khí tiềm ẩn. Nguyên nhân đều liên quan đến pháp khí quỷ cả, anh sai người làm đào lên không ít pháp khí quỷ. Đến giữa trưa, một đống pháp khí quỷ chất trước nhà, đủ kiểu đủ loại. Cát Quảng Minh cũng kinh ngạc vô cùng, anh Ngô, không ngờ lại đào được nhiều pháp khí quỷ như vậy. Chuyện này thật bất thường. Ngô Bình gật đầu, đoạn nhìn sang Lý Trường Thanh, ông Lý, tốt nhất là ông nên nói thật. Nét mặt Lý Trường Thanh rất rối rắm. Vài giây sau, ông ta mới thở dài, đây vốn là bí mật nhà họ Lý. Nếu anh Ngô đã hỏi, tôi đành nói vậy. Ngay sau đó, ông ta kể cho Ngô Bình và Cát Quảng Minh về lịch sự của tổ tiên nhà họ Lý. Cuối thời nhà Thanh, quân Thái Bình tiến vào Giang Nam. Tổ tiên của họ Lý chính là Lý Tú Thành thuộc quân Thái Bình nổi dậy vào giai đoạn sau. Lý Tú Thành học quỷ đạo, sau này trở thành trụ cột của quân Thái Bình, tận dụng cơ hội tu luyện quỷ đạo, chế tạo ra pháp khí quỷ. Giữa biển máu sắc người,
quỷ thuật của Lý Tú Thành càng ngày càng lợi hại, nuôi dưỡng ra một lượng lớn hung linh ác quỷ, thuận lợi vô cùng. Rồi sau đó có cao nhân ra tay giết chết Lý Tú Thành. Một người vợ lẽ của Lý Tú Thành lúc ấy đang có thai, bèn dẫn theo tôi tớ, thu dọn vài dương đồ rồi bỏ trốn, cuối cùng dừng chân ở huyện Ninh Lạc. Về sau, người vợ lẽ này hạ sinh con trai, chính là ông nội của Lý Trường Thanh. Lúc bỏ trốn, họ đã mang theo rất nhiều pháp khí quỷ. Người vợ lẽ ấy biết cách điều khiển ma quỷ, nhờ vậy mà nhà họ Lý đã nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc ở huyện Ninh Lạc. Quỷ đạo hại thân, người vợ lẽ mới 40 mấy tuổi đã qua đời. Ông nội của Lý Trường Thanh còn nhỏ tuổi, chưa học được toàn bộ truyền thừa. Đến đời Lý Trường Thanh thì học càng ít hơn. Biết được nguồn gốc của số pháp khí quỷ này rồi, Ngô Bình nói, những pháp khí quỷ này vô cùng cổ xưa, chắc chắn năm ấy Lý Tú Thành từng đi vào một nơi nào đó. Lý Trường Thanh hỏi, anh Ngô à, vậy phải xử lý mấy món đồ này như thế nào? Ngô Bình đáp, vẫn có vài món pháp khí quỷ còn phong ấn âm linh, để lại chỉ gây họa. Thế này đi, tôi và Cát Quảng Minh sẽ giúp ông tiêu hủy một phần, và mang đi một phần. Ông thấy sao? Bây giờ Lý Trường Thanh chẳng còn trông đợi gì vào số pháp khí quỷ này nữa, vội vàng đồng ý. Sau đó, ông ta mở tiệc chiêu đãi Ngô Bình và Cát Quảng Minh. Trên bàn rượu, Cát Quảng Minh vô cùng cung kính và khách sáo với Ngô Bình. Tuy Cát Quảng Minh cao ngạo, nhưng một khi đã có lòng kết giao với người khác thì cũng là người giàu tình cảm. Ngô Bình khá xem trọng gã. Lúc trò chuyện, Ngô Bình mới biết Mao Sơn cũng có đạo trường ở địa tiên giới, còn có một vị chân quân chấn giữ. Bên ngoài phái Mao Sơn có hai vị chân nhân, một trong hai chính là ông nội của Cát Quảng Minh Cát Thiên Thuận. Đệ tử Mao Sơn trải khắp thiên hạ, trong triều cũng có rất nhiều đệ tử phái Mao Sơn. Uống được vài ly rượu, Cát Quảng Minh nói, anh Ngô à, nếu có thời gian, anh nhất định phải ghé thăm phái Mao Sơn chúng tôi. Ngô Bình cười đáp, được, qua năm mới, tôi nhất định sẽ đến. Bây giờ Cát Quảng Minh có cảm giác mình và Ngô Bình gặp nhau quá muộn, rất muốn ở cùng anh thêm vài ngày nữa. Song Ngô Bình còn có việc, đã rời đi ngay trong chiều hôm đó. 5 giờ chiều, anh lên máy bay chở khách, bay đến Đông Doanh với tư cách du khách. Anh là người của thần Võ Ti, vì vậy phải dùng bí danh Ngô Nhàn, thân phận là bác sĩ. Sau khi máy bay cất cánh, Ngô Bình nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, máy bay gặp phải luồng không khí mạnh, anh mở bừng mắt. Ngô Bình ngồi ở khoang phổ thông, cửa sổ ở bên phải. Lúc này anh nhìn ra ngoài, thấy máy bay đang bay giữa tầng mây. Chương 604, gia đình đoàn tụ. Có một cô gái khoảng 20 tuổi ngồi bên trái Ngô Bình, cô ấy trông khá ưa nhìn, ăn mặc thì giản dị. Từ lúc lên máy bay, cô ấy chỉ lặng lẽ đọc sách, giờ gặp phải luồng khí lưu thì cô ấy mới gập sách lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngô Bình mỉm cười rồi lấy một túi nho khô trong túi ra đưa cho cô ấy, cô ăn không? Cô gái xua tay, tôi không ăn đâu, cảm ơn anh. Ngô Bình cũng không khách sáo mà ngồi ăn một mình luôn. Đây là đồ do Đường Băng Vân chuẩn bị, tất cả đều là những món ăn vặt bổ dưỡng, ví dụ như nho khô này được làm từ những quả nho ngọt nhất, cả mẫu chỉ cho ra được vài cân. Cô gái chợt nói, anh đến Đông Doanh du lịch à? Ngô Bình gật đầu, còn cô? Cô gái, tôi đi làm, một người bạn của tôi ở bên đó đã giới thiệu một công việc cho tôi. Lương ở Đông Doanh đúng là cao hơn lương trong nước. Một tháng có thể kiếm được hơn 20.000. Ngô Bình, cô trẻ thế này chắc mới tốt nghiệp hả? Cô gái cười đáp, tôi 19 tuổi, giờ đang trong kỳ nghỉ đông nên tôi tranh thủ ra nước ngoài làm việc. Ngô Bình biết Đông Doanh cũng chẳng phải nơi tốt lành gì nên nói, một mình cô đến đấy thì phải cẩn thận đấy. Cô gái nói, tôi biết rồi. Trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình biết cô gái tên là Dương Bình Bình, sinh viên trường Đại học Vân Kinh. Khi nhắc đến Vân Kinh thì hai người lại có chung chủ đề bàn luận. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, Ngô Bình và Dương Bình Bình trao đổi số điện thoại với nhau. Ra ngoài sảnh, Ngô Bình đã nhìn thấy Lạc Mộng Trần đang vẫy tay với mình. Anh nói với cô ấy, Mộng Trần, ông Lạc đâu? Lạc Mộng Trần cười nói, ông cố bận nên không tới được, vì thế bảo em đến đón anh. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe rồi rời khỏi sân bay. Đây là lần đầu Ngô Bình đến Đông Doanh, anh hỏi, Mộng Trần, người nhà anh đâu? Lạc Mộng Trần, mọi người ở nhà em, lẽ ra hôm nay sẽ đi lên phía Bắc chơi, nhưng vì anh đến nên mọi người muốn chờ anh. Ngô Bình cười nói, thế thì cũng đi. Diện tích của Đông Doanh rất nhỏ, dân sống trong nội thành nhiều nên mật độ xe cộ rất cao, đi một lúc là lại tắc đường.
Ngô Bình nhìn dòng xe qua lại rồi nghĩ đến một chuyện, nói, Mộng Trần, xí nghiệp xe hơi của tập đoàn Tam Hữu sao rồi? Lạc Mộng Trần cười đáp, em mới thành lập một công ty, đang thu mua 3 xí nghiệp xe khác, chắc sang tháng là xong. Sau đó, công ty mới sẽ chuyển đến Viêm Long. Ngô Bình nói, đông doanh nhỏ quá, diện tích đất thành thị có hạn. Nhưng nước mình thì khác, đất rộng, thoải mái mà làm. Lạc Mộng Trần, 3 xí nghiệp mà em thu mua đều có thế mạnh riêng, tính năng của dòng xe Việt dã rất mạnh, lượng tiêu thụ rất ổn. Ngô Bình, tiếp theo chúng ta cần đẩy mạnh tiêu thụ hãng xe mới, 5 đến 10 năm nữa, nhất định sẽ thống trị ngành xe hơi. Lạc Mộng Trần, anh Ngô, em thử tính toán rồi, nếu mình làm hãng xe mới thì 3 năm đầu sẽ phải đầu tư ít nhất 100 tỷ, sau đó còn cần nhiều vốn hơn. Ngô Bình cười nói, làm càng to thì càng cần nhiều vốn, anh đang có 80 tỷ rồi. Lạc Mộng Trần sáng mắt lên, thế thì quá tốt rồi, có tiền thì sang năm là mình có thể cho ra mắt xe mới luôn. Một tiếng sau, chiếc xe tiến dừng trước một căn biệt thự sang trọng. Vừa xuống xe, Ngô Bình đã nhìn thấy Ngô Mi và Trương Lệ đứng chờ sẵn ở cổng. Ngô Mi chạy tới cười nói, anh đến rồi à? Ngô Bình hỏi cô bé, chơi có vui không? Ngô Mi, có ạ, ngày mai mình lên phía bắc tắm suối nước nóng nhé. Ngô Bình, Trương Lệ nói, Tiểu Bình, chúng ta chơi mấy hôm nữa rồi về thôi, sắp Tết rồi. Ngô Bình, vội gì mẹ, qua Tết mình về cũng được. Lúc này, ông bà ngoại Ngô Bình cũng đi ra, sau đó cả nhà cười nói vui vẻ cùng đi vào phòng khách. Ngô Bình nói, ông bà ơi, cháu mang đào nước mình sang cho mọi người ăn này. Nói rồi, anh lấy một quả đào tiên ra, sau đó dùng dao bổ đôi chia cho hai ông bà. Ông ngoại anh thấy quả đào hơi nhỏ, nhưng rất thơm nên cắn luôn một miếng. Bà ngoại cũng nhanh chóng nếm thử rồi không tiếc lời khen. Hai ông bà tuổi tác đã cao, mỗi người ăn nửa quả như vậy cũng đủ để kéo dài tuổi thọ đến 100 tuổi cũng không bệnh tật gì. Ngô Bình lại lấy địa nguyên đan ra rồi đưa cho Trương Lệ, Ngô Mi và Lạc Mộng Trần. Uống đan dược xong, Ngô Bình dặn họ đi nghỉ. Ngô Bình ngồi một lúc trong phòng sách của Lạc Mộng Trần thì có người gõ cửa sổ, không cần nhìn thì anh cũng biết là Lạc Trường Sinh nên nói, vào đi. Lạc Trường Sinh mở cửa sổ đi vào rồi nói, chủ nhân, để tránh bị phát hiện nên tôi không đến sân bay đón cậu được. Ngô Bình cười nói, có gì đâu, thời gian qua ông vất vả rồi, tôi thấy tu vi của ông cũng tăng lên rồi đấy, đã khai thông được thêm 2 linh khiếu rồi. Lạc Trường Sinh nói, chủ nhân, tư chất của tôi bình thường, trước kia đã đả thông được 4 linh khiếu rồi, nhưng lần này cùng lắm chỉ đả thông được 5 thôi. Ngô Bình xua tay, 5 thì ít qua, linh khiếu luyện hình, đả thông càng nhiều thì thể chất càng mạnh. Hiện giờ, tôi đã khai thông được 2 linh khiếu nên nhiều nhất chỉ hỗ trợ ông được 2 linh khiếu thôi. Lạc Trường Sinh ngạc nhiên nói, chủ nhân có thể giúp tôi đả thông linh khiếu ư? Ngô Bình gật đầu, tuy linh khiếu của mỗi người là khác nhau, nhưng về bản chất thì tương tự, linh khiếu mà tôi đã đả thông có thể giúp ông. Vì thế, anh lấy ngũ hành tiên châm ra, sau đó chuyển chân lực thuần dương vào rồi đả thông linh khiếu cho Lạc Trường Sinh. 10 phút sau, chân lực thuần dương đã tích được nhiều, một tiếng động vang lên, Lạc Trường Sinh đã đả thông được linh khiếu thứ 3. Sau đó, ông ta lập tức cảm thấy linh khí thuần dương trong cơ thể mình. Ngô Bình cười nói, thế là thuận lợi rồi, ông củng cố tu vi đi. Lạc Trường Sinh cảm ơn rồi ngồi xếp bằng xuống hấp thu tiên lực thuần dương. Ngô Bình có thể giúp người khác đả thông linh khiếu, chủ yếu là nhờ khả năng nhìn xuyên thấu của mình. Nếu không có khả năng này thì y thuật của anh có giỏi đến mấy cũng không làm được. Hơn nữa, bây giờ anh chỉ có thể giúp người khác đả thông linh khiếu tương tự với anh thôi, nhiều hơn nữa thì bó tay. Lạc Trường Sinh tiếp tục tu luyện, còn Ngô Bình thì đi ra ngoài sân. Giờ mới hơn 3 giờ chiều, Lạc Mộng Trần tới tìm anh, cô ấy đã hấp thu xong đan dược nên trông gương mặt càng sáng ngời rạng rỡ hơn. Cô ấy hào hứng nói, anh Ngô, đan dược này thật kỳ diệu, em cảm thấy tuổi thọ của mình tăng lên nhiều lắm. Ngô Bình nói, đương nhiên, anh dùng địa chi để luyện chế đấy, có thể giữ gìn nhan sắc trẻ trung. Lạc Mộng Trần sờ mặt rồi nói, đúng là mịn màng hơn thật, anh Ngô nhà em có suối nước nóng, hôm qua có tuyết, chúng mình đi tắm suối nước nóng đi. Ngô Bình đồng ý, sau đó cùng Lạc Mộng Trần lên suối nước nóng Lộ Thiên. Nó nằm ở một nơi riêng biệt, khói bốc lên nghi ngút. Lạc Mộng Trần cởi đồ giúp Ngô Bình, sau đó cả hai cùng ngâm mình. Nước ấm khoảng 40 độ, rất vừa vặn. Chương 605, kiếm phù giết địch. Ngô Bình ngồi xuống, Lạc Mộng Trần xoa bóp cho anh rồi hỏi, anh Ngô Bình,
ông Cố đến gặp anh rồi à? Ngô Bình, ừm, anh vừa đả thông một linh khiếu giúp ông ấy, giờ ông ấy đang củng cố tu vi. Lạc Mộng Trần kinh ngạc nói, anh giỏi thế, cái gì cũng làm được. Sau này, nếu em đột phá lên cảnh giới tiên nhân, anh cũng đả thông linh khiếu cho em nhé. Ngô Bình, đương nhiên. Lạc Mộng Trần đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên nhờ Ngô Bình giúp, việc đột phá lên nhân tiên chỉ là thời gian thôi. Thấy Ngô Bình đồng ý giúp mình, cô ấy không nhịn được mà thơm lên má anh. Ngô Bình cười nói, Mộng Trần, em đổi tên Viêm Long Khắc đi. Lạc Mộng Trần ngẩn ra, tại sao ạ? Ngô Bình, anh có ông anh kết nghĩa tên là Lục Nhiễm Trần, na ná tên em đấy. Lạc Mộng Trần, vâng, tên này là do ông Cố đặt cho em, hay anh đặt tên khác cho em đi? Ngô Bình, em dùng tạm tên Đông Doanh là Hanami Tsukihime đi. Lạc Mộng Trần, vâng. Trong lúc được cô ấy massage cho, tay Ngô Bình bắt đầu không an phận. Một lát sau, Hanami Tsukihime đã ngồi xuống người anh với vẻ thẹn thùng. Ngô Bình đang hưởng thụ được người đẹp phục vụ thì bên ngoài vang lên giọng nói của một cô gái. Cô chủ. Ngô Bình nghe thấy là giọng của Hoshi, anh hắng giọng nói, ra ngoài chờ đi. Nào ngờ Hoshi lại nói, chủ nhân ạ, chủ nhân, có chuyện gấp, Hoshi có chuyện gấp cần bẩm báo. Hanami Tsukihime sắp lên cao trào, không muốn rời khỏi cơ thể Ngô Bình nên vẫn ngồi trên người anh rồi nói, Hoshi và Mio đều là người của em, sớm muộn họ cũng phải phục vụ anh nên cứ cho họ vào đi. Ngô Bình vẫn chưa quen nên với lấy cái khăn tắm rồi che phần dưới của hai người lại, nói, vào đi. Hai cô gái đẩy cửa vào, đó chính là Hoshi và Mio, thấy Ngô Bình và Hanami Tsukihime đang quấn lấy nhau, hai cô gái đỏ mặt rồi quay đi. Hanami Tsukihime, Hoshi, có chuyện gì mà gấp thế? Hoshi đáp, cô chủ, đột nhiên có một tốp cao thủ xuất hiện ở gần đây, chúng ta đã bị bao vây rồi ạ. Hanami Tsukihime ngạc nhiên nói, cái gì? Hoshi, chắc là kẻ thù của lão gia, không biết tại sao họ lại biết lão gia ở đây, lão gia mà cô ta nhắc đến là Lạc Trường Sinh. Hanami Tsukihime biến sắc mặt, sau đó vội vàng định đứng dậy, nhưng lại bị Ngô Bình ấn xuống. Anh nói, em sợ gì chứ? Hanami Tsukihime, anh và mọi người mau rời khỏi đây đi. Ngô Bình nói, kẻ thù tự mò tới, xử lý họ luôn không phải tốt hơn à? Hanami Tsukihime ngẩn ra, xử lý họ luôn ư? Ngô Bình hỏi Hoshi, đã điều tra về họ chưa? Có tu sĩ địa tiên nào không? Hoshi, thưa chủ nhân, có hai tốp người đến do một tu sĩ địa tiên dẫn đầu ạ. Bên ngoài còn có bốn tu sĩ nhân tiên và vài cao thủ thiên tiên. Ngô Bình hơi ngạc nhiên vì có khá nhiều cao thủ, xem ra kẻ thù của Lạc Trường Sinh có thể lực không nhỏ. Mio nói, chủ nhân, hai tốp người này thuộc phái Chizu và phái Gensera. Ngày xưa, khi mới tới Đông Doanh, lão gia đã có xung đột với họ rồi giết trưởng môn của họ. Ngô Bình cười nói, ông Lạc nóng tính thế, hèn chi người ta tới trả thù. Hai cô lui đi, tiếp tục điều tra xem ai làm lộ tin tức. Vâng, Hoshi và Mio đi ra ngoài. Hanami Tsukihime, Ngô Bình, không lẽ mình có gian tế à? Ngô Bình gật đầu, kẻ thù đến rất đúng lúc, khi cả anh và ông Lạc đều ở đây, chắc chắn đã có người báo tin. Hanami Tsukihime nhíu mày, nếu bắt được, em sẽ cho người đó sống không bằng chết. Nửa tiếng sau, hai người mới thỏa mãn rồi mặc đồ vào, rời khỏi suối nước nóng. Lạc Trường Sinh đã chờ sẵn ngoài phòng khách rồi. Chủ nhân, có kẻ thù tới, ông ta nói. Ngô Bình tò mò hỏi, ông Lạc, sao trông ông chẳng lo lắng gì thế? Lạc Trường Sinh cười nói, có chủ nhân ở đây thì tôi sợ gì nữa? Ngô Bình, ông tin tôi thế à? Ban nãy, tôi còn định chạy trốn đấy. Lạc Trường Sinh, dù chủ nhân không ở đây, tôi cũng có cách xử bọn này, ông ta sống đã lâu, nên thừa kinh nghiệm rồi. Ngô Bình xua tay, ông vẫn chưa khôi phục tu vi, lát tôi sẽ tặng ông một đòn sát thủ. Đường Thái Canh cho Ngô Bình 7 kiếm phù, uy lực của chúng rất mạnh, đủ để giết chân nhân. Lạc Trường Sinh, cảm ơn chủ nhân, nhưng phái Gensera và phái Chizu đều là môn phái đã truyền thừa nhiều năm, hơn nữa còn có liên quan tới nhẫn giới nên không thể coi thường được. Ngô Bình, dù họ truyền thừa bao nhiêu năm thì cũng vậy thôi. Nói rồi, anh lấy 3 lá kiếm phù ra rồi nói, chuyện của ông thì ông tự giải quyết, 3 lá bùa này chắc đủ rồi. Lạc Trường Sinh sáng mắt lên nói, sát khí của mấy lá bùa này rất mạnh, chủ nhân lấy ở đâu vậy ạ? Ngô Bình, ông có biết đường Thái Canh của đường môn không? Ông ấy cho tôi đấy.
Lạc Trường Sinh hoảng hốt, Đường Thái Canh còn sống ư? Ngô Bình, không những còn sống mà đã ở cảnh giới địa tiên tầng thứ tư rồi, sau này khéo còn đột phá lên tầng thứ năm đấy. Lạc Trường Sinh ngưỡng mộ nói, quá đỉnh, ngày xưa, tôi cố lắm cũng chỉ đến cảnh giới địa tiên tầng thứ ba, muốn đột phá tiếp gần như là không thể. Ngô Bình, ông yên tâm, tôi đảm bảo tu vi của ông sẽ vượt Đường Thái Canh. Lạc Trường Sinh mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình, được rồi, đừng nhiều lời nữa, đi giết địch đi. Lạc Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, lập tức có cả tốp cao thủ bao vây ông ta. Tu sĩ ở cảnh giới nào cũng có, thậm chí còn có cả nhân tiên. Họ đều là người được Lạc Trường Sinh bồi dưỡng, cũng là thế lực giúp Hanami Tsukihime đứng vững ở Đông Doanh. Ngô Bình hỏi, Hanami, anh rất tò mò sao ông Lạc chỉ tin mỗi mình em. Lạc Trường Sinh không chỉ có một người con trai, ông ta có rất nhiều con cháu, nhưng lại chỉ tin mỗi Hanami Tsukihime, lạ thật. Hanami Tsukihime, năm lên ba em mới được gặp ông cố, vừa gặp em ông cố đã vui lắm. Trước đó, bố em không có địa vị gì trong gia tộc cả, nhưng nhờ em mà bố đã được mọi người tín nhiệm hơn. Đến mẹ, ông nội và chú em cũng được trọng dụng. Về sau, ông cố càng tập trung bồi dưỡng em hơn. Hoshi và Miyo cũng là vệ sĩ do ông cố chọn cho em đấy. Ban đầu, em không biết vì sao, cho đến năm 15 tuổi thì ông cố mới nói cho em hay. Ngô Bình tò mò, nói gì? Hanami Tsukihime, ông cố bảo người không còn hy vọng gì trên con đường tu hành nữa rồi, nhưng em có thể thay đổi số mệnh của người. Ông cố bồi dưỡng em là để cảm ơn em sẽ giúp ông trong tương lai. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, ông Lạc giỏi gieo quẻ, xem ra đã biết mọi chuyện từ lâu, đúng là cáo thật. Lúc này, Lạc Trường Sinh đã dẫn mọi người ra nghênh chiến, Hanami Tsukihime cũng muốn đi nhưng bị Ngô Bình cản lại, đừng lo, xong ngay giờ ấy mà. Đúng như Ngô Bình đoán, trận đấu ở bên ngoài vừa bắt đầu, Lạc Trường Sinh đã dùng kiếm phủ tấn công kẻ địch, không chừa một ai. Sau khi ông ta tung kiếm phủ ra, sát khí nổi lên khắp nơi, đến Ngô Bình còn cảm nhận được làn sóng kịch liệt. Chưa tới 10 phút, Lạc Trường Sinh đã dẫn người về, người ông ta dính đầy máu, đám thuộc hạ cũng thế, xem ra đã giết không ít người. Ngô Bình hỏi, sao rồi? Lạc Trường Sinh cười nói, chủ nhân, tôi dùng kiếm phủ giết tu sĩ địa tiên của phái Gensera, họ sợ quá đầu hàng luôn. Tu sĩ địa tiên của phái Chizu cũng chạy mất dép, đứa nào lơ ngơ là bị xử luôn. Sau trận này, phái Gensera coi như xong, còn phái Chizu cũng tổn thất lớn. Ngày mai, tôi sẽ dẫn người đi chiếm địa bàn của phái Gensera, đồng thời bắt phái Chizu phải nhường một phần lợi nhuận. Chương 606, mở rộng kế hoạch. Ngô Bình cười nói, địa bàn của hai môn phái này ở đâu? Lạc Trường Sinh, phái Gensera khống chế hai quận, phái Chizu khống chế ba quận. Đông Doanh khác với Viêm Long, địa bàn giữa các thế lực phân chia rạch ròi. Hôm nay, tôi đã diệt phái Gensera thì địa bàn của họ sẽ thuộc về tôi. Ngô Bình, nếu thế sao ông không diệt luôn phái Chizu đi để chiếm nốt ba quận kia? Lạc Trường Sinh lắc đầu, hôm nay là họ chủ động tấn công tôi tiêu diệt họ là điều đương nhiên. Nhưng nếu tôi chủ động tấn công họ thì sẽ làm kinh động tới mấy lão quái vật ở đây, thế thì lại phiền lắm. Ngô Bình, gia tộc của ông cũng khống chế nhiều quận thành rồi phải không? Lạc Trường Sinh, vâng. Con cháu của tôi đã khống chế được hai quận, nhưng mấy năm trở lại đây lại chuyển hướng sang kinh doanh rồi. Hanami Tsukihime, hai quận đấy ở gần đây nên khu vực này là đại bản doanh của chúng ta. Phái Gensera ở Quan Đông, thủ đô nằm ở đó nên rất đông dân và kinh tế cũng phát triển. Mình lấy được quận Saitama và Gunma rồi thì địa bàn của mình sẽ rộng hơn. Nghe thấy thế, Ngô Bình nói, ông Lạc, ông từng nói sẽ chuyển tài sản về Viêm Long, tôi thấy cứ từ từ đã. Lạc Trường Sinh, ý của chủ nhân là tiếp tục mở rộng địa bàn ở Đông Doanh ư? Ngô Bình gật đầu, gốc rễ của ông ở đây mà không tận dụng để phát triển thì quá phí. Chỉ cần chuyển xí nghiệp xe hơi về Viêm Long là được rồi, còn lại thì cứ để lại đây đi. Lạc Trường Sinh gật đầu, vâng. Ngô Bình nói với Hanami Tsukihime, em lấy bản đồ ra đây. Cô ấy về phòng sách rồi cầm một tấm bản đồ tới, bên trên là phạm vi của các thế lực tu chân ở Đông Doanh. Có thể thấy 47 quận của Đông Doanh đã bị hơn 100 thế lực chiếm đóng, các thế lực nhỏ thì chỉ chiếm vài xã, thị trấn hoặc thôn. Thế lực lớn thì chiếm cả quận hay vài quận, như Lạc Trường Sinh đã chiếm vài quận, vậy có thể được coi là thế lực khá lớn rồi. Lạc Trường Sinh chỉ vào bản đồ rồi nói, chủ nhân, hai quận này là phạm vi của chúng ta, có 3 triệu dân,
nền công nghiệp rất phát triển. Ngô Bình nhìn thấy hai quận mà Lạc Trường Sinh chiếm đóng lại Yamanashi và Nagano. Một nơi có dân số chưa đến 1 triệu, một nơi thì đã có hơn 2 triệu dân. Cạnh hai quận này là Saitama và Gunma, hai nơi này hay xung đột cũng vì quá gần nhau. Ngô Bình nói, chiếm được Saitama và Gunma rồi thì tranh thủ xử nốt Kanagawa và Tokyo đi, hai nơi này đang do thế lực nào quản lý. Lạc Trường Sinh, hai thế lực mạnh nhất đông doanh là Kogazu và Iga. Thật ra đứng sau phái Zensera chính là Iga đang nắm giữ Kanagawa. Ngô Bình, vậy là nếu mình muốn chiếm Saitama và Gunma thì phải qua được cửa của Iga trước. Lạc Trường Sinh, đúng thế, Iga là thế lực thuộc nhẫn giới nên rất mạnh. Nhưng cũng chẳng sao, phái Zensera chiếm được hai nơi kia cũng là dựa hơi môn phái này. Chỉ cần chúng ta đồng ý trao đổi chút lợi ích là họ sẽ gật đầu ngay thôi. Ngô Bình, giờ thế này rồi thì kiểu gì Iga cũng cho ông một trận, không thì còn gì là uy nghiêm của họ nữa. Lạc Trường Sinh cười lạnh, tôi không ngại giết thêm vài đứa đâu. Ngô Bình nhớ tới quận Lạc Trường Sinh từng bị người ta truy sát rồi hỏi, Odea Tamura từng muốn giết ông thuộc thế lực nào? Lạc Trường Sinh chỉ vào một vị trí, lão già đó nắm giữ Shizuoka và Aichi. Ngô Bình gật đầu, lần này, tôi đến Đông Doanh sẽ giúp ông xử người này. Lạc Trường Sinh mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân, vậy chúng ta thành công chắc rồi. Ngô Bình, lần trước, ông đã giết kiếm thánh và nhẫn thánh, ngoài ra còn đắc tội với tu sĩ của nhẫn giới và kiếm đạo giới. Giờ ông về đây, kiểu gì họ chẳng tới trả thù, cho nên ông hãy mau cải trang thành cao thủ cảnh giới địa tiên đi. Lạc Trường Sinh, chủ nhân, với tu vi của tôi thì cải trang thành cảnh giới địa tiên không khó. Nhưng nhớ có cường giả mạnh tới tìm thì tôi phải có đòn đánh trả chứ. Ngô Bình cười nói, chuyện này đơn giản. Nói rồi, anh lại lấy một lá kiếm phù ra, cùng với đó là bùa giam cầm và bùa chém quỷ mà Đông Hoàng từng trao đổi với anh, tất cả đưa hết cho Lạc Trường Sinh. Ông ấy cất đi rồi nói, con cháu của tôi nhiều lắm, nhưng hầu hết đều không tu luyện nên tôi định chuyển hết về Viêm Long. Giờ mà muốn phát triển ở quê nhà thì phải xem xét lại. Ngô Bình không hiểu về gia tộc của Lạc Trường Sinh lắm, giờ hỏi mới biết Lạc Trường Sinh có 3 con trai và 1 con gái. Sau đó, ông ta đã có thêm 12 người cháu trai và 7 cô cháu gái, 1 cháu trai và 2 cháu gái đằng ngoại nữa. Cháu của ông ta lại sinh thêm 35 đứa chắt trai, 17 chắt gái, 3 chắt trai và 1 chắt gái bên ngoại. Hanami Tsukihime là một trong 17 cô chắt gái. Tính cả dâu lẫn rể nữa thì quân số của nhà họ Lạc đã hơn 100 người. Ngày xưa, Lạc Trường Sinh đã ra quy định, mọi việc trong gia tộc sẽ do gia chủ quyết định nên gia chủ sẽ có quyền cao nhất. Gia chủ đầu tiên đương nhiên là ông ta, sau đó là con trai trưởng, cháu trưởng và chắt trưởng. Chắt trưởng hiện giờ của Lạc Trường Sinh là Hanami Sawago, gần 50 tuổi, là con trai của con thứ nên khi lên làm gia chủ đã trọng dụng người trong chi nhà mình hơn. Hanami Tsukihime ở chi thứ 3. Vì được Lạc Trường Sinh coi trọng nên có địa vị đặc biệt trong gia tộc, quyền lực chỉ sau gia chủ. Có một thời gian, nhà họ Lạc tưởng Lạc Trường Sinh đã chết, gia chủ đã liên thủ với một số người để lật đổ Hanami Tsukihime. May mà Lạc Trường Sinh đã dùng tầm ảnh hưởng của mình để củng cố địa vị cho cô ấy, dù thế nhưng Hanami Tsukihime và gia chủ vẫn có mâu thuẫn lớn. Khác với Hanami Tsukihime, Hanami Sawago đã coi mình là người đông doanh. Từ suy nghĩ đến hành động của ông ta đã hệt như người đông doanh rồi. Hanami Tsukihime thì khác, từ nhỏ cô ấy đã được ông cố bồi dưỡng nên còn nói sõi tiếng Viêm Long hơn đông doanh, chữ quốc ngữ cũng viết thông thạo và am hiểu nhiều thơ ca. Vì suy nghĩ khác nhau nên rất khó để Hanami Tsukihime và Hanami Sawago chấm dứt mâu thuẫn. Sau khi hiểu rõ tình hình, Ngô Bình hỏi, ông Lạc, ông định làm thế nào? Lạc Trường Sinh, giờ là lúc để Tsukihime lên nắm quyền. Ngô Bình, ông định phế gia chủ hiện tại à? Lạc Trường Sinh gật đầu, tôi sẽ cho họ một khoản tiền, để chúng nó sống đủ đầy đến hết đời. Ngô Bình, họ đều là con cháu của ông làm thế không sợ họ buồn à? Lạc Trường Sinh hừ nói, tôi sống lại có liên quan gì đến chúng nó đâu, và lại tôi đã cho chúng nó những thứ mà chúng nó cần rồi. Hanami Tsukihime, ông cố, gia chủ nắm mọi quyền hành về việc làm ăn, đã thế chỉ dùng người của mình, giờ ông làm thế khéo loạn mất. Lạc Trường Sinh, loạn thì loạn, cháu cứ lo việc của gia tộc đi, giữ được gì thì giữ, không thì bán hết. Chúng ta sẽ đi một con đường khác. Hanami Tsukihime hiểu ý của ông cố, việc kinh doanh của gia tộc sẽ giảm dần rồi dừng hẳn.
nói trắng ra là họ sẽ xây dựng gia tộc thành một thế lực tu hành. Chương 607, âm dương song hồn. Lạc Trường Sinh có thể cất lời hùng hồn như vậy cũng là nhờ niềm tin vào Ngô Bình. Anh học rộng hiểu nhiều, tinh thông luyện đan, có anh giúp đỡ thì chắc chắn Lạc Trường Sinh sẽ có chỗ đứng vững chãi trong giới tu hành. Ngô Bình cười nói, đây là chuyện riêng nhà ông nên tôi không xen vào đâu. Ngày mai, tôi sẽ đi chơi với người nhà tôi, ngày kia thì đi xử lý Odea Tamura, ông nhớ chuẩn bị trước đi. Lạc Trường Sinh nói, vâng. Hai người trò chuyện thêm một lát thì tới giờ cơm trưa, Lạc Trường Sinh đi sắp xếp, chuẩn bị yến tiệc để tiếp gia đình Ngô Bình. Lúc này, chợt có người làm chạy vào thông báo, báo, có cô An xin gặp ạ. Hanami Tsukihime lập tức tỏ vẻ chán nản, sao cô ấy lại đến đây? Ngô Bình, ai thế? Hanami Tsukihime, cháu gái của bà họ em, cũng là chắt gái bên ngoại của ông cố, tên là An Ogura, kém em 2 tuổi, hai đứa em thân nhau lắm. Con nhóc này rất hay gây họa, giờ tự nhiên chạy đến đây, chắc lại gây chuyện rồi. Cô ấy còn chưa nói hết câu thì đã có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc váy ngắn chạy vào, cô ấy rất xinh, nhưng ăn mặc hơi thiếu vải. Vừa vào nhà đã ôm chầm lấy Hanami Tsukihime rồi nói chị, em nhớ chị quá đi mất. Hanami Tsukihime chán nản nói, An, tự nhiên em đến tìm chị thế này, lại gây ra chuyện gì rồi đúng không? An Ogura không trả lời, mà dí sát mặt vào người Hanami Tsukihime, sau đó hít hít ngửi ngửi, tiếp theo mỉm cười một cách bí hiểm. Hanami Tsukihime cau mày hỏi, em ngửi gì thế hả? An Ogura chóp chớp mắt nói, chị họ, chị vừa ấy ấy đúng không? Hanami Tsukihime vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, sao con nhóc này thính thế? Rõ ràng cô ấy đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà. An Ogura trông thấy vẻ mặt này của Hanami Tsukihime thì càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn, cô nhóc cười hì hì rồi nói, eo, không ngờ chị mình buông thả thế đấy, em còn tưởng chị không có bạn trai cơ. Nói rồi, cô nhóc liếc về phía Ngô Bình. Anh rể em đấy à, cô nhóc hỏi. Ngô Bình cười nói, anh là Ngô Bình. An Ogura mỉm cười chào hỏi, chào anh rể, em là An Ogura, anh cứ gọi em là An. Ngô Bình, chào An. Hanami Tsukihime, này, em đến tìm chị là có chuyện rồi đúng không? An Ogura thở dài rồi nói chị, dạo này bà em lại cắt phí sinh hoạt của em rồi, em hết tiền. Hanami Tsukihime, bà họ cắt tiền tiêu vặt của em ư? Em gây chuyện gì rồi đúng không? An Ogura cúi đầu xuống, có gì đâu. Em chỉ tống một người vào đống xi măng để đắp tượng thôi mà. Hanami Tsukihime cạn lời, em giết người à? An Ogura, là một tên rác rưởi, dám bắt nạt chị em của em, đương nhiên em phải xử hắn. Hanami Tsukihime hỏi, người đó có thân phận thế nào? An Ogura lại cúi đầu xuống, là con trai của Mao Denda ở Tokyo. Hanami Tsukihime giơ tay vỗ trán rồi lắc đầu thở dài. An Ogura, chị không biết hắn xấu xa thế nào đâu, chị em của em đều bị hắn bắt nạt khổ lắm. Thôi đi, Hanami Tsukihime lạnh mặt nói, đó là con trai của Mao Denda, sao em dám xuống tay hả? Giờ đến bà họ cũng không bảo vệ được em đâu. An Ogura không dám ho he một câu, sau đó nhìn sang Ngô Bình với ánh mắt cầu xin. Ngô Bình coi như không nhìn thấy rồi quay đi uống trà. Hanami Tsukihime của trách cô nhóc một hồi rồi nói, tạm thời em hãy ở lại đây. An Ogura mừng rỡ, cảm ơn chị mình. An Ogura chẳng ngồi yên được lâu, một lát sau đã chạy sang phòng khác để nói chuyện điện thoại với ai đó. Hanami Tsukihime thở dài bất lực rồi nói, con nhóc không bao giờ làm em thất vọng, chuyện gì nó gây ra cũng khiếp hồn cả. Ngô Bình nói, Hanami, em bớt qua lại với cô nhóc đi. Hanami Tsukihime ngẩn ra, tại sao vậy anh? Anh không thích An à? Ngô Bình lắc đầu, vừa gặp thì thích với không thích gì chứ. Nhưng anh xem tướng cho cô nhóc thì thấy số mệnh của cô nhóc rất lạ, gọi là mệnh thiên sát. Những người này đi đến đâu là gieo họa đến đấy. Nếu em thân cận với cô nhóc thì dễ bị ảnh hưởng lắm, ví dụ như sát chồng, sát bạn, sát thân, sát con cái. Tóm lại, cô nhóc là hiểm họa, tránh càng xa càng tốt. Hanami Tsukihime ngẩn ra, An lại có vận mệnh vậy ư? Anh có cách nào giúp cô nhóc không? Ngô Bình thở dài, có thì có, nhưng cô nhóc sẽ phải trả giá. Hanami Tsukihime hỏi, cách gì ạ? Ngô Bình, xuất gia và tu hành một mình. Hanami Tsukihime cười khổ, An là một đứa hoạt bát, sao nó chịu xuất gia chứ? Ngô Bình, để cô nhóc tự chọn đi, giờ chọn vẫn chưa muộn, nhưng thêm một,
hai năm nữa là thôi xong đấy. Hanami Tsukihime, tại sao ạ? Ngô Bình, 1 đến 2 năm nữa, người thân, bạn bè bên cạnh cô nhóc sẽ bắt đầu mất mạng vì nhiều lý do, táng ra bại sản. Hanami Tsukihime run lên, sau đó cắn răng nói, để em đi nói chuyện với An. Ngô Bình không ngăn cản, nếu cô nhóc nghi ngờ thì bảo đến gặp anh. Hanami Tsukihime, vâng. Nửa tiếng sau, An Ogura đã chạy vào phòng Ngô Bình với vẻ mặt đằng đằng sát khí, tại sao anh lại lừa chị em rằng em là mệnh thiên sát? Anh có âm mưu gì hả? Ngô Bình cười nói, em cứ ngồi đi đã. Trong phòng chỉ có hai người, An Ogura ngồi xuống đối diện Ngô Bình rồi lạnh lùng nhìn anh. Ngô Bình rót trà rồi nhấp một ngụm, nói, em vừa vào anh đã biết em có hai linh hồn rồi. Một linh hồn là của cô gái vô lo vô nghĩ, linh hồn còn lại thì là một người từng trải có nhiều tâm tư, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Anh nói có đúng không? Thì ra An Ogura vừa vào thì Ngô Bình đã phát hiện ra điều lạ thường của cô nhóc. Người bình thường chỉ có một linh hồn, nhưng cô nhóc lại có hai, một mạnh một yếu. Linh hồn yếu thì như người bình thường, còn linh hồn mạnh thì đã tu luyện đến cảnh giới nguyên thần rồi. Anh đoán cùng lắm là nửa năm nữa, linh hồn mạnh sẽ đánh bật linh hồn yếu và chiếm luôn cơ thể của An Ogura. Rõ ràng, một người không thể có hai linh hồn. Song, trên thế giới có rất nhiều người, trường hợp như An Ogura không phải hy hữu. Đối với trường hợp này, y học hiện tại gọi là chứng tâm thần phân liệt, người có hai linh hồn rất đặc biệt, nhưng trường hợp của An Ogura còn lạ hơn nữa, vì hai linh hồn trong người cô nhóc là một âm một dương, hay còn gọi là âm dương song hồn. Âm dương song hồn là một trong những cái căn cốt nhất của tu hành, tốc độ tu luyện của loại linh hồn này nhanh hơn thiên tài bình thường 10 lần, đến người có tư chân như Hồng Lăng cũng không bì kịp. Nghe thấy thế, An Ogura ngạc nhiên hỏi, sao anh biết? Ngô Bình, anh còn biết một linh hồn của em đang rất mạnh, còn lại thì cực yếu. Linh hồn mạnh đang muốn cắn nuốt linh hồn yếu đúng không? An Ogura hít sâu một hơi rồi nói, đúng, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai tin lời em nói cả, mọi người đều đưa em đi viện. Sau đó, ai cũng coi em như một đứa bị tâm thần, vì thế em đã quyết định phải giết chết một ý thức, để làm người bình thường. Ngô Bình lắc đầu, anh không nói sau với chị em đâu, nếu em tiêu diệt một ý thức, em sẽ biến thành người có mệnh thiên sát, phải sống cô đơn suốt đời. An Ogura nổi giận, anh nói bừa, em không tin vào số mệnh. Ngô Bình hừ nói, anh biết em rất mạnh, sắp ngưng luyện được nguyên thần rồi. Nhưng anh nói cho em biết, nếu em có thể kết hợp với ý thức còn lại rồi cùng tu luyện thì sẽ tiến bộ thần tốc. An Ogura cười lạnh nói, sao em tin anh được? Ngô Bình, tùy em thôi. Lúc này, Hanami Tsukihime đã đi vào rồi cười nói, ăn cơm thôi, An, em ăn luôn nhé. An Ogura đứng dậy rồi nói, em không đói, em đi nghỉ đây. Thấy An Ogura bỏ đi, Hanami Tsukihime lắc đầu nói, anh nói gì với nó thế? Ngô Bình, cô nhóc biết số mệnh của mình rồi nên không vui ấy mà. Hanami Tsukihime thở dài một hơi, nó không tin em, thôi cứ để từ từ anh ạ. Loáng cái, mọi người đã tập trung lại rồi ăn uống linh đình. Hanami Tsukihime sai người bê thùng rượu từ đời Minh đến, nó đã có lịch sử mấy trăm năm, ngon hơn cả rượu của Diệp Huyền. Ngô Bình, rượu ngon, ông Lạc, rượu của ông à. Lạc Trường Sinh, tôi cất đi từ lâu lắm rồi, nhưng sau đó cũng đã bỏ ra uống khá nhiều, giờ chỉ còn vài chục vò thôi. Nếu chủ nhân thích thì tôi sẽ sai người mang về Viêm Long. Ngô Bình không khách sáo, được. Ăn uống xong, Ngô Mi rủ Hoshi và Mio đi chơi, sau một thời gian tiếp xúc, họ đã chơi thân với nhau. Buổi chiều, Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu Vạn Thắng Thần Châu. Cuốn sách này có 7 bộ, anh đang giữ 3 bộ là Tiên, Dị và Tạp. Bộ Tiên ghi chép về cảm ngộ tu hành, công pháp tự tạo và võ kỹ nghịch thiên cùng chú thuật có uy lực lớn của các nhân vật lớn trong giới tu hành, ngoài ra còn có nhiều truyền thuyết và tranh vẽ. Bộ Dị thì nói về yêu ma quỷ quái, dị vật, hiện tượng lạ, tranh ảnh và chữ cũng rất nhiều. Bộ Tạp thì có nội dung khá tạp nham, gồm y thuật, quẻ bói, sao, Ngô Bình cũng mở mang ra nhiều kiến thức mới. Trước đó, anh chỉ tu luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết trong miếng ngọc bội, sau mới thấy hứng thú với bộ tạp khi nghiên cứu sang 3 bộ sách này. Hiện giờ, thực lực của anh là cảnh giới nhân tiên, anh đã có thể tu luyện vài võ kỹ nghịch thiên và chú thuật trong bộ tiên. Trong bộ này có một võ kỹ tên là Thiên Long Trưởng rất phù hợp với tu sĩ cảnh giới nhân tiên. Thiên Long Trưởng có 20 thức, trong đó 17 thức thuộc tuyệt kỹ, 3 thức thuộc võ kỹ tất sát.
nắm bắt của nó về sức mạnh và thiên cơ đã đạt đến trình độ thượng thừa. Ngô Bình tập trung tu luyện Thiên Long Trưởng đến tân đêm khuya, sau đó mới về phòng nghỉ, nhưng đã thấy có người đứng lấp ló ở cửa. Anh nói, An Ogura, muộn rồi sao em không đi nghỉ đi? Đó chính là An Ogura, cô nhóc nhìn anh đăm đăm rồi hỏi, anh muốn thế nào? Ngô Bình cười nói, em tin anh rồi hả? An Ogura, anh nói rất chuẩn, đến chị họ em cũng không biết gì. Ngô Bình, nếu em muốn biết thì anh nói luôn, em có âm dương song hồn, là một kỳ tài tu hành, anh muốn nhận em làm đệ tử. An Ogura trợn tròn mắt, anh muốn nhận em làm đệ tử á? Ngô Bình gật đầu, đúng, nhưng em phải giữ bí mật, không được kể cho bất kỳ ai biết. Còn nữa, anh muốn em âm thầm bảo vệ Hanami Tsukihime. An Ogura, em với chị thân nhau lắm, nếu chị gặp nguy hiểm, đương nhiên em sẽ bảo vệ. Nhưng tu vi của em không cao, chị e không giúp được gì. Ngô Bình, đó là vì em chưa được sư phụ chỉ dạy, công pháp tu hành cũng có vấn đề. Nếu để anh dạy em thì trong 3 tháng thôi, em sẽ đột phá lên cảnh giới nhân tiên. Nửa năm thôi, chắc chắn sẽ trở thành tu sĩ địa tiên. An Ogura kinh ngạc, nửa năm mà thành tu sĩ địa tiên ư. Ngô Bình, em đang tu luyện công pháp quỷ đạo, chỉ luyện hồn, thần hồn mạnh sẽ có lợi với việc tu hành. An Ogura thoáng do dự rồi quỳ xuống, An Ogura tham kiến sư phụ. Ngô Bình gật đầu, đứng dậy đi, tối nay anh sẽ truyền cho em một bộ công pháp tên là Âm Dương Chí Thánh Kinh. Đây chính là một công pháp trong bộ tiên. Công pháp này chỉ có người âm dương song hồn mới tu luyện được, không thì khó mà tiến bộ nổi. Người có âm dương song hồn mà tu luyện thì sẽ tiến bộ thần tốc, đạt thành tích cao trong thời gian ngắn. Thật ra, người sáng tạo ra bộ công pháp này chính là một tu sĩ thiên tiên có âm dương song hồn. Người đã ngẫm lại những chuyện mình từng trải qua, cảm thấy bước đầu tu luyện của mình là sai lầm, không thì đã có thành tựu lớn hơn rồi. Vì thế, ông ấy đã dành ra 10 năm để sáng tạo ra bộ công pháp này bằng kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của mình. Nhưng sau ông ấy thì không còn ai tu luyện công pháp này nữa, vì rất ít người có âm dương song hồn. Dù có thì cũng chưa chắc đã tiếp cận được với công pháp của ông ấy. An Ogura mừng rỡ nói, cảm ơn sư phụ. Ngô Bình bảo cô nhóc vào phòng, quỳ xuống. An Ogura làm theo ngay. Ngô Bình nói, ra hết đi. An Ogura có 2 linh hồn. Nhưng mới chỉ có một cái bái sư. Cô nhóc gật đầu rồi nói, chào sư phụ, tôi là một An khác. Ngô Bình nói, tôi sẽ đặt tên lại cho cả 2, không thì khó mà phân biệt được. Giờ thế này, cô yếu hơn thì tôi gọi cô là Tiểu Hương, còn lại là Tiểu Hạnh. An Ogura ngẩn ra rồi vội nói, sư phụ, thật ra bọn em có tên riêng của mình. Ngô Bình, có tên riêng ư? Cô nhóc gật đầu, cô ấy là Tử Vận, còn em là Ngọc Tử. Ngô Bình, được rồi, Ngọc Tử, em có đồng ý bái sư không? Ngọc Tử nói, có ạ, nếu không có sư phụ, sớm muộn Tử Vận cũng xử lý Ngọc Tử. Ngay sau đó, Tử Vận cười lạnh nói, loại vô dụng như cô sống làm gì chứ? Ngô Bình cau mày nói, Tử Vận, em phải hiểu là cả 2 là 1, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nếu không hiểu được điều đó thì không tiến bộ trên con đường tu hành được đâu. Tử Vận trầm mặc rồi nói, vâng ạ. Ngô Bình gật đầu, đã làm đệ tử của anh thì phải tuân thủ quy tắc. 2 đứa sẽ tiến bộ vượt bậc trên con đường tu luyện, vì thế khi thành danh rồi phải dốc sức hỗ trợ sư phụ, rõ chưa? Tử Vận, vâng ạ. Ngô Bình, một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy, 2 đứa phải nhớ lấy. Sau đó, anh bắt đầu truyền bộ thứ nhất của Âm Dương Chí Thánh Kinh cho An Ogura, 2 cô gái vừa tập đã tiến bộ nhanh chóng ngay. Cơ thể của An Ogura vốn đã có tu vi ở cảnh giới luyện khí. Giờ có thêm sự chỉ dẫn của Ngô Bình nên chỉ một đêm thôi, cô nhóc đã đột phá lên cảnh giới thần. Khi trời sáng, An Ogura mới về, bấy giờ Ngô Bình mới đi ngủ. Không lâu sau, anh bị Ngô Mi gọi dậy để đi chơi. Cứ thế, cả nhà Ngô Bình đã được Hoshi và Miyo hộ tống đi chơi. Thật ra, Ngô Bình không muốn đi, anh chỉ tập trung ngắm nhìn thân hình của Hoshi và Miyo thôi. 2 cô gái tập bài luyện thể của anh xong thì đã tiến bộ nhanh chóng. Giờ đang ở cảnh giới thiên tiên, nhưng sẽ đột phá nhanh thôi. 2 cô gái ngồi cạnh Ngô Bình trong suối nước nóng, người bóp vai, người nắn chân. Ngô Bình nhắm mắt lại nói, Hoshi, Miyo, mấy hôm nữa, tôi sẽ dạy cho 2 cô thuật ám sát thật sự. Chương 608, kẻ thù của nhà họ Diệp. Hoshi và Miyo chớp mắt nói, chủ nhân, thuật ám sát thật sự là gì ạ? Ngô Bình, học rồi biết.
Trong bộ tạp có một môn ám sát kinh, chuyên huấn luyện thuật ám sát. Ngô Bình đọc xong thì thấy nó là công pháp ám sát lợi hại nhất trên đời. Học xong, Hoshi và Mio có thể dễ dàng đột phá, chờ họ thành cao thủ tiên thiên rồi, sẽ hỗ trợ Hanami Tsukihime làm được nhiều việc hơn. Mio nói, chủ nhân, thầy của chúng tôi muốn được gặp chủ nhân. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, thầy của các cô là ai? Hoshi, thầy của chúng tôi là Kamemori Tsuruki của nhẫn đạo. Ngô Bình, sao ông ấy lại muốn gặp tôi? Hoshi, thấy tu vi của chúng tôi tăng nhanh nên thầy đã hỏi công pháp mà chúng tôi tu luyện. Chúng tôi đã nhắc đến chỉ dẫn của chủ nhân, thầy rất khâm phục nên muốn được gặp chủ nhân một lần để thỉnh giáo. Ngô Bình không muốn gặp người lạ, nhưng thấy vẻ mong chờ của hai cô gái nên đành gật đầu nói, được, các cô sắp xếp thời gian đi. Hai cô gái mừng rỡ. Lúc này, Ngô Mi chợt đi tới nên Hoshi nhường chỗ ngay. Ngô Mi, anh ơi, anh đang hưởng thụ kiểu vừa thê vừa thiếp đấy à? Ngô Bình lừ mắt, nói linh tinh. Ngô Mi cười hì hì, có điểm thi cuối kỳ rồi đấy, đố anh em được bao nhiêu điểm? Ngô Bình, đứng đầu toàn thành phố. Ngô Mi bĩu môi, đoán thế thì đoán làm gì, em bảo anh đoán điểm cơ mà. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, em từng thi được 750 điểm rồi, không lẽ giờ lại thấp hơn à? Ngô Mi bực dọc nói, trường em chỉ có 3 người trên 700 điểm thôi, em được 745 điểm. Ngô Bình, đâu mất 5 điểm rồi. Ngô Mi, tại đề có thêm 3 câu, 2 câu trong đó là câu hỏi chủ quan. Thành tích của em là khá lắm rồi đấy, người đứng thứ 2 chỉ có 715 điểm thôi, em hơn bạn ấy những 35 điểm còn gì. Ngô Bình cười nói, ừ, cố gắng phấn đấu. Ngô Mi, trước kỳ nghỉ, thầy hiệu trưởng đã gọi cho em. Bảo là Đại học Thiên Kinh ngỏ ý muốn chọn em đấy, đã thế còn tặng học bổng toàn phần nữa. Ngô Bình hỏi, em định thế nào? Ngô Mi, em chưa muốn học đại học ngay, mà muốn đi thi giống các bạn. Thế nào cũng được, em cứ quyết đi, Ngô Bình cười nói. Tắm nước nóng xong, cả nhà Ngô Bình lại đi ăn, đồ ăn của Đông Doanh khá đặc sắc, nhưng mùi vị bình thường và khá nhạt nhẽo nên Ngô Bình không thích lắm. Vì thế... Hanami Tsukihime đã mời đầu bếp của Viêm Long đến chuẩn bị cơm nước cho cả nhà anh. Bọn họ đi chơi cả một ngày, khi về thì đã tối muộn. Ngô Bình gọi Hoshi và Mio vào phòng rồi truyền cho hai cô ấy ám sát kinh. Nhưng trước khi truyền thụ, anh đã giúp hai cô ấy đột phá lên cảnh giới tiên thiên trước. Tối nay, Hoshi và Mio đã học được cách hít thở hoàn chỉnh và ám sát kinh mạnh mẽ. Sáng sớm hôm sau, khi Ngô Bình tỉnh dậy thì thấy Lạc Trường Sinh đang ngồi trong phòng khách chờ mình. Chủ nhân, Lạc Trường Sinh hành lễ. Ngô Bình ngáp dài rồi hỏi, ông Lạc, đã thông linh khiếu thứ 3 xong, ông thấy sao? Lạc Trường Sinh cười nói, nhờ chủ nhân giúp mở tiên lực cao cấp nên tôi thấy thoải mái lắm. Ngô Bình, mấy hôm nữa, tôi sẽ giúp ông đã thông linh khiếu thứ 4. À, chuẩn bị đi rồi đến gặp Oda Tamura. Lạc Trường Sinh, chủ nhân. Tôi nghe nói Oda Tamura đang đột phá lên cảnh giới địa tiên. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, lão ta tu luyện tà công nên khó đột phá hơn tu sĩ bình thường nhiều. Nhưng một khi đột phá thì thực lực sẽ mạnh hơn tu sĩ địa tiên bình thường nhiều đấy. Lạc Trường Sinh, chủ nhân, chúng ta trực tiếp tấn công đến nhà lão luôn ạ. Ngô Bình, đánh nhanh rút gọn. Lạc Trường Sinh gật đầu, hôm nay là ngày kết hôn của Oda Tamura, chúng ta đến tiễn lão lên đường luôn. Ngô Bình, lão già này vẫn lấy vợ tiếp à? Lạc Trường Sinh nói, không chỉ lấy vợ, mà vợ lão còn trẻ măng ấy. Ngô Bình lạnh giọng nói, ngày xưa, lão đã sát hại bao bách tính của Viêm Long, hôm nay tôi lấy mạng lão coi như trả thù cho các oan hồn đã mất. Nói đến đây, Ngô Bình chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhắn tin cho Diệp Huyền, hỏi tên người Đông Doanh đã sát hại bố mẹ anh ta. Diệp Huyền nhắn lại ngay, tiền bối, người hỏi làm gì ạ? Ngô Bình, tôi đang ở Đông Doanh nên muốn nghe ngóng thử. Diệp Huyền, hai người đó đều là nhẫn thánh, một người là Mitsuru, người còn lại là Sosuke. Ngô Bình hỏi Lạc Trường Sinh, ông có biết hai người này không? Lạc Trường Sinh lắc đầu, chắc toàn người trẻ tuổi nên tôi không rõ. Ngô Bình gọi Hoshi, Hoshi, thầy của các cô là một nhẫn vương, các cô có biết Mitsuru và Sosuke không? Hoshi ngẩn ra rồi đáp, Mitsuru là sư phụ của thầy tôi. Còn Sosuke là sư thúc của thầy tôi. Ngô Bình nói, trùng hợp thế à? Anh nói tiếp, Hoshi, bảo với thầy cô là tôi rất muốn gặp hai người kia. Hoshi nói, vâng, tôi sẽ báo cho thầy ngay. Hoshi lui xuống,
Lạc Trường Sinh nói, chủ nhân, người định giết hai người đó ư? Ngô Bình, họ đã giết con trai và con dâu của sư huynh tôi. Lạc Trường Sinh gật đầu, nếu là hai nhẫn vương thì tôi sẽ đi cùng chủ nhân để xử lý. Ngô Bình, không cần đâu, có hai võ thần thì nhằm nhè gì. Sau đó, Ngô Bình và Lạc Trường Sinh lên xe đến quận Ai Chi. Đây là quận đứng top 3 về kinh tế ở Đông Doanh, nhân khẩu hơn 7 triệu dân, ở đây có rất nhiều xí nghiệp nổi tiếng. Oda Tamura chiếm được quận này đủ thấy thực lực mạnh cỡ nào. Xe đi giữa chừng thì Ngô Bình hỏi, ông Lạc, giết Oda Tamura rồi, ông có thể chiếm được Ai Chi và Shizuoka không? Lạc Trường Sinh, đứng sau Oda Tamura có nhiều thế lực mạnh lắm, dù giết được lão rồi thì cùng lắm tôi chỉ thâm nhập được chút thôi, chứ chưa chiếm hoàn toàn được. Ông ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, nhưng chắc có thể lấy được một phần Ai Chi. Ngô Bình gật đầu, thế đừng bỏ lỡ cơ hội, chiếm nhiều vào. Lạc Trường Sinh, vâng. Lúc này, có một căn nhà rất lớn ở vùng quê của Ai Chi, hiện đang có rất nhiều khách khứa ở đây. Căn nhà này là của Oda Tamura, gia tộc nhà lão mạnh nhất ở đây, nhưng phất lên nhờ làm ruộng, vì thế vẫn giữ nhà cũ lại. Mỗi dịp lễ Tết, lão lại về đây. Hiện giờ, Oda Tamura đang ngồi ở phòng khách, năm nay lão đã 109 tuổi, nhưng trông chỉ như hơn 40, ngồi cạnh lão là 7 người đàn ông cũng đã trên 100 tuổi. Chương 609, giết Oda Tamura. Những người này đều là chiến hữu của Oda Tamura, năm xưa họ cùng nhau xâm chiếm Viêm Long, giết người phóng hỏa. Lúc này, họ đang hàn huyên về chuyện ở Viêm Long năm nào. Một ông lão cười nói, tôi nhớ ngày xưa quá, Oda. Ông có nhớ cuộc thi lần đó không? Có 100 cô gái Viêm Long bị lột sạch đồ rồi đứng trước mặt chúng ta. Trong cuộc thi năm đó, chúng ta đã thi xem ai có thể ngủ với nhiều cô gái nhất, cuối cùng ông đã thắng vì chiến được với 13 cô một lúc. Oda Tamura cười lớn nói, trí nhớ của ông tốt thật đấy, tôi gần như quên rồi. Một ông lão khác lại nói, còn cuộc thi chém đầu người nữa, tôi chém được 53 người là mỏi hết tay rồi, thế mà ông Oda chém được những 309 người. Oda Tamura nói, người Viêm Long đông như thế, giết bớt đi cho đỡ chật đất. Lúc này, Ngô Bình và Lạc Trường Sinh đã xuất hiện ở bên ngoài, có người hỏi, hai vị là khách ạ? Lạc Trường Sinh nói, vào thông báo với ông Oda là có bạn cũ tới chúc mừng. Người đó vội vàng chạy vào thông báo, Oda Tamura nhanh chóng đi ra, khi nhìn thấy là Lạc Trường Sinh thì ngẩn ra. Lạc Trường Sinh đã thay đổi diện mạo trông trẻ hơn nên lão ta không nhận ra. Ngô Bình quan sát Oda Tamura, lão ta cao 1m55, người Đông Doanh thường lùn tịt. Lão ta để đầu chọc, mặt rất gầy, hỏi, hai vị biết tôi à? Ngô Bình lớn giọng nói, biết chứ, ông là Oda Tamura, đã phạm rất nhiều tội ác ở Viêm Long. Tiếc là ông trời chưa gọi ông về nên nay tôi đến giúp đây. Oda Tamura nổi giận, hỗn láo. Mấy lão già khác cũng xông ra. Họ đều từng sống ở Viêm Long một thời gian nên có thể nghe hiểu được tiếng Viêm Long. Một ông lão trợn mắt nói, ngông quá nhỉ, dám chạy đến Đông Doanh làm loạn, tôi đã giết cả triệu người Viêm Long rồi, giờ thêm một hai người cũng không hề hấn gì đâu. Lão già ấy lôi một con dao găm ra rồi tấn công Ngô Bình. Nghe thấy lão cũng từng phạm tội ác ở Viêm Long, Ngô Bình lập tức đá bay lão. Lão già này đã hơn 100 tuổi nên nội tạng lập tức vỡ nát sau cú đạp của Ngô Bình. Xương cũng gãy khá nhiều, lão bị đá bay lên cao rồi ngã mạnh xuống đất. Oda Tamura phẫn nộ, phóng tà lực bạch cốt ra tấn công Ngô Bình. Ngô Bình tung một quyền đánh trả, anh đã dồn hết sức vào quyền này, có bao tay, thần phù, thiên tinh sát quyền và tiên lực thuần dương hỗ trợ nên gần như đã tung ra được quyền ý viên mãn. Có thể nói đòn này của Ngô Bình đã tung ra uy lực mạnh chưa từng có, nó xé sách không gian rồi đánh vào cánh tay của Oda Tamura. Một tiếng động lớn vang lên, thần lực mạnh mẽ đã khiến xương cánh tay của Oda Tamura vỡ nát, máu thịt văng lên. Sau đó, quyền pháp đã đánh vào người của lão ta. Oda Tamura như viên đạn lên nòng, mấy lão già ở phía sau có 5 người chết và một người bị thương nặng. Oda Tamura bay xa cả chục mét rồi đập người vào thân cây, lão ta chưa kịp phản ứng lại thì Ngô Bình đã tiến tới gần rồi xách cổ lão lên. Oda Tamura chảy máu khắp các lỗ. Sau đó run giọng hỏi, cậu là ai? Sao có thể mạnh như vậy? Lẽ nào là tu sĩ địa tiên? Ngô Bình cười lạnh nói, tôi không phải tu sĩ địa tiên, nhưng vẫn thừa sức để giết ông. Oda Tamura, năm nữa ông đã hại biết bao người,
giờ sắp chết rồi, ông có gì muốn nói không? Oda Tamura cắn răng nói, sư phụ của tôi sẽ không tha cho cậu đâu, nhất định người sẽ trả thù cho tôi. Ngô Bình hỏi, sư phụ ông là ai? Nói đi, bao giờ rảnh tôi giết luôn một thể. Oda Tamura đáp, sư phụ tôi là võ thánh Yamamoto Takeshi. Ngô Bình, tôi nhớ rồi, ông chết được rồi đấy. Rắc. Ngô Bình bẽ gãy cổ lão ta, sau đó phát hiện trên người lão có một chiếc túi, anh tiện tay lấy luôn rồi bỏ đi. Nhà Oda loạn như cào cào, mọi người la hét rồi báo cảnh sát. Khoảng 10 phút sau, Ngô Bình đã giết nốt mấy lão già từng gây tội ác ở Viêm Long năm xưa, bấy giờ anh mới thấy tâm trạng tốt hơn. Lạc Trường Sinh thấy vô cùng chấn động vì đòn tấn công ban nãy của Ngô Bình, thực lực của Oda Tamura sắp tiến vào cảnh giới địa tiên rồi, tà lực bạch cốt cũng rất khủng khiếp, vậy mà vẫn bị chủ nhân hạ bằng một chiêu. Chủ nhân, thực lực của cậu phải ngang với võ quân, Lạc Trường Sinh khen ngợi. Cảnh giới nhân tiên có 6 tầng, 2 tầng đầu là cảnh giới vương, 2 tầng tiếp theo là cảnh giới thánh, 2 tầng cuối là cảnh giới huyền, tu sĩ ở cảnh giới huyền sẽ được gọi là võ quân. Võ quân, hay còn gọi là cảnh giới nhân tiên tầng thứ 5. Lần lượt theo các tầng của cảnh giới này, mọi người thường gọi với các tên như võ vương, võ thần, thiên sư, võ quân và thần quân. Đạt đến trình độ võ quân thì gần như sắp viên mãn trong cảnh giới nhân tiên. Võ quân có thể giết chết tu sĩ địa tiên dễ dàng. Dù gặp chân nhân trong cảnh giới này thì cũng có thể đấu ngang cơ. Nếu trở thành thần quân, thậm chí còn có thể giết chết cao thủ cảnh giới chân nhân, và đấu ngang cơ với các chân quân trong truyền thuyết. Nhưng rất ít người đạt đến trình độ võ quân, vì võ thánh thôi cũng đã hiếm lắm rồi. Do môi trường hiện nay đã khác trước nên con người khó có thể đột phá đến viên mãn trong mỗi cảnh giới. Ngô Bình nói, ông Lạc, ông có biết sư phụ của Oda Tamura không? Lạc Trường Sinh nghiêm mặt nói, người này trẻ hơn tôi từng gặp một lần vào 10 năm trước. Lúc đó, ông ta mới là một thượng nhẫn còn con, không ngờ giờ đã thành võ thánh rồi. Võ thánh là cảnh giới nhân tiên tầng thứ 3, thông minh sáng suốt, thực lực mạnh mẽ. Ngô Bình, chờ tôi mở thần khiếu xong sẽ đến gặp người đó. Lạc Trường Sinh cười nói, giờ chủ nhân cũng có thể đánh bại ông ta mà. Ngô Bình, không vội, giờ chưa phải lúc. Trên đường trở về, Lạc Trường Sinh nhận được một tin nhắn, ông ta biến sắc mặt nói, chủ nhân, giờ chưa ai biết chúng ta đã giết Oda Tamura nên đang phát lệnh truy nã bằng diện mạo giả của mình này. Ngô Bình liếc nhìn hình ảnh trong điện thoại của Lạc Trường Sinh rồi nói, chúng ta thay đổi gương mặt rồi thì họ khó mà tra ra được. Lạc Trường Sinh, Oda Tamura chết rồi, chúng ta sẽ được lợi nên kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Ngô Bình, không sao, cùng lắm thì trở mặt thôi. Nói rồi, anh lấy cái túi lấy được của Oda Tamura ra, nó được làm từ một chất liệu kỳ lạ, không ảnh hưởng bởi nước với lửa. Ngô Bình mở ra xong thì thấy có 7 viên đá ngũ sắc to như hạt lạc ở bên trong. Ngô Bình cầm lên thì thấy có một luồng sức mạnh ấp áp tỏa ra, sau đó chui vào kinh lạc của anh, khiến anh thấy rất dễ chịu. Anh ngẩn ra rồi hô lên, dị biến thạch. Lạc Trường Sinh tò mò hỏi, chủ nhân, dị biến thạch gì cơ? Ngô Bình, vào thời Tiên Quốc, có người phát hiện ra một loại đá thần kỳ, sức mạnh mà nó sinh ra có thể khiến người ta tiến bộ nhanh chóng. Lạc Trường Sinh chấn động, có thứ ấy ư? Chương 610, Đại Vu Sư. Ngô Bình nói, có điều. Không phải ai cũng có thể sử dụng loại thạch này, nếu không điều khiển được nó sẽ biến thành quái nhân dị dạng. Lạc Trường Sinh đáp, Oda Tamura để nó trong người, chắc hẳn đã biết tác dụng của nó. Ngô Bình cười khẩy, lão ta thì biết quái gì, dị biến thạch không được dùng như thế, nếu không thì lão ta đã đột phá từ lâu rồi. Nói xong, anh cất dị biến thạch vào. Nửa giờ sau, cả hai trở về nơi ở. Vừa đến nhà, họ đã thấy rất nhiều ô tô sang trọng đỗ trước cửa. Hoshi vội ra đón họ, nhỏ giọng nói, thưa ông chủ và cậu chủ, trưởng tộc và chủ nhân đang cãi nhau ạ. Ngô Bình biết đám con cháu của Lạc Trường Sinh đã đến rồi. Hiển nhiên họ không muốn từ bỏ quyền lợi của mình, cứ cãi vã không thôi. Ngô Bình hứng thú hỏi Lạc Trường Sinh, ông Lạc, ông không đi khuyên họ à? Sắc mặt của Lạc Trường Sinh rất khó coi, cứ để bọn nó cãi nhau đi. Dứt lời, Lạc Trường Sinh bực mình quay người rời đi. Ngô Bình nhún vai nói với Hoshi, dẫn tôi đi hóng chuyện xem sao. Trong đại sảnh, gương mặt thanh tú của Hanami Tsukihime cực kỳ nghiêm túc. Ngồi đối diện cô ấy là một đám đàn ông, già trẻ đủ cả, tất cả đều là con cháu của Lạc Trường Sinh, bao gồm trưởng tộc hiện tại Hanami Sawago.
Hanami Sawago gần 60 tuổi, nhưng chỉ trông như mới ngoài 40, vô cùng sung sức. Ông ta không cao, để đầu chọc, mặt tròn, mắt to mày rậm rất khí khái. Ông ta vừa nhìn Hanami Tsukihime vừa nói, Tsukihime, cháu bảo ông tổ muốn cháu tiếp quản vị trí trưởng tộc, có chứng cứ gì không? Hóa ra, việc Lạc Trường Sinh không muốn gặp mặt đám con cháu này đã khiến họ nghi ngờ ông ta không còn sống. Trên thực tế, Lạc Trường Sinh hiện chỉ giữ liên lạc với cháu cố Hanami Tsukihime. Nếu không vì Ngô Bình sống ở đây, ông ta tuyệt đối không dọn đến nơi này sinh sống. Hanami Tsukihime nói, thưa chú, nếu ông cố không ra tay, vậy tại sao phái Genzura lại bị hủy diệt? Tại sao phái Chizu lại bị đánh bại? Một người phụ nữ nhỏ bé như cháu làm sao có thể làm được những chuyện này? Lúc này, Ngô Bình đã bước vào. Anh ngồi cách Hanami Tsukihime không xa lắm, và giữ im lặng. Nào ngờ có kẻ trong đám người kia hét lên, cậu là ai vậy hả? Người cất tiếng là một thanh niên ngoài 20, vẻ hầm hầm giận dữ, giọng nói rất lớn. Ngô Bình vẫn im lặng. Hanami Tsukihime trả lời, đây là anh Ngô, khách quý của ông cố. Thanh niên nọ cười khẩy, một người tuổi tác còn chẳng lớn bằng tôi mà là khách quý của ông cố, đùa nhau chắc. Tất nhiên là cậu ta không tin. Hanami Tsukihime cau mày nói, Hanami Seki, cậu đang nghi ngờ tôi sao? Địa vị của Hanami Tsukihime chỉ xếp sau trưởng tộc, lại được Lạc Trường Sinh hết mực xem trọng. Cô ấy vừa nổi cáu, thanh niên kia liền không dám hó hé nữa. Hanami Sawago nói, Tsukihime, dù sao anh Ngô cũng không phải người trong tộc, cậu ta không thích hợp ngồi đây. Hanami Tsukihime nhẹ nhàng đáp, trưởng tộc à, ngược lại đấy, anh Ngô hoàn toàn có tư cách tham gia buổi họp này. Hanami Sawago sa sầm mặt, xem ra cháu đã bắt đầu không nghe lời của trưởng tộc này rồi. Được thôi, Hanami Tsukihime, với tư cách trưởng tộc, chú ra lệnh đuổi cháu ra khỏi nhà Hanami. Từ nay về sau, gia tộc và cháu không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Hanami Tsukihime không đổi sắc mặt, trưởng tộc, chú không có quyền đuổi cháu. Ông cố từng có lệnh, ngoại trừ ông cố ra, không ai có quyền đuổi cháu hoặc tước quyền hạn của cháu. Hanami Sawago cười khẩy, Tsukihime, đó là trước đây. Bây giờ ông nội đã tạ thế, lời của ông ấy không còn giá trị nữa. Hanami Tsukihime nói, ai bảo ông cố tạ thế? Ông cố là địa tiên, có thọ mệnh 800 tuổi. Làm sao ông ấy có thể tạ thế chứ? Trưởng tộc à, nhớ câu nói này của chú bị ông cố nghe được, liệu ông cố sẽ nghĩ thế nào đây? Hanami Sawago đáp nhẹ tênh, ông ấy đã không còn trên đời. Nếu chú không nắm được đầy đủ thông tin thì sẽ không đưa ra phán đoán này. Ông ta vỗ tay, một bà lão mặc áo choàng đen tím bèn chậm chậm bước ra từ phía sau. Nhìn thấy bà lão, Hanami Tsukihime kinh ngạc, đại vô sư. Hanami Sawago nói, chú đã mời đại vu sư xem bói. Ông nội không còn trên đời nữa, đã vào luân hồi từ lâu. Hanami Tsukihime lắc đầu bảo, trưởng tộc, nếu ông cố không còn, chú cảm thấy chúng ta có thể chống lại sự xâm phạm của Genzura và Chizu ư. Hanami Sawago trả lời, không nên coi thường lực lượng mà ông nội đã để lại. Có họ giúp đỡ, việc đánh lui kẻ thù không có gì lạ. Ngô Bình đột nhiên cất lời. Vừa nhìn vị đại vu sư kia vừa nói, trình độ xem bói của bà quá kém, chỉ xem được một kiếp, nên kết quả không chuẩn. Bà lão đột nhiên nhìn sang Ngô Bình, cười quái dị, cậu bảo tôi xem không chuẩn. Tiếng viêm long của bà lão này rất rõ ràng, còn là giọng giang nam. Ngô Bình giật mình, bà là người viêm long. Bà lão không đáp, chỉ lạnh lùng hỏi, cậu nhóc, cậu có tư cách gì mà chất vấn tôi? Ngô Bình nói, trước đó không lâu tôi vừa gặp Lạc Trường Sinh. Giờ bà lại bảo Lạc Trường Sinh đã chết. Chuyện này không lạ sao? Bà lão lạnh giọng, Lạc Trường Sinh mà cậu nhìn thấy chắc chắn là giả mạo. Ngô Bình ngẩn ra, giả mạo. Bà lão đáp, đúng thế. Lạc Trường Sinh thật sự đã chết từ lâu. Ngô Bình lắc đầu, bà quá tự tin rồi. Bà lão cười khẩy, nghi ngờ quẻ bói của tôi, cậu sẽ phải trả giá. Ngô Bình cau mày, ô, bà muốn thế nào? Bà lão bảo, tự tát vào miệng 100 cái đi. Tôi sẽ tha chết cho cậu. Ngô Bình nhướng mày nói, tôi lại muốn xem thử bà sẽ giết tôi bằng cách nào đấy. Bà lão bèn giơ tay lên, một luồng khí đen bay về phía Ngô Bình nhanh như chớp. Khí đen này là bùa chú, khi đánh vào cơ thể một người sẽ khiến người đó trúng chú. Đối mặt với khí đen ấy, Ngô Bình bèn vung trưởng đáp trả. Lòng bàn tay anh ngập tràn tiên lực thuần dương, một tiếng ầm vang lên, khí đen nổ tung, hóa thành cho bụi,
Bà lão cả kinh, không ngờ cậu lại phá được bùa chú của tôi. Ngô Bình nổi giận, anh đứng dậy, lạnh lùng nói, chú thuật của bà quá kém. Tôi sẽ cho bà thấy thế nào là chú thuật thật sự. Miệng anh phát ra một tràng âm tiết cổ quái, hai tay kết ấn. Bà lão cảm thấy rất khó chịu, toàn thân như có hàng trăm nghìn con côn trùng đang bò, ngứa ngáy vô cùng. Rồi bà lão ngã xuống đất mà gào thét thảm thương, đôi tay không ngừng cào cấu cơ thể. Một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra, khi đôi tay bà lão đang cào lung tung, một lớp da nhăn nheo đã bị bóc ra. Dưới lớp da già nua ấy là một làn da nõn nà trắng muốt. Tóc của bà lão ấy cũng là giả, bên dưới mái tóc bạc là làn tóc đen mượt óng ả. Chẳng mấy chốc, một cô gái xinh đẹp đã xuất hiện trước mắt mọi người. Hanami Sawago kinh ngạc kêu lên, đại vu sư, sao thế này? Ngô Bình nhẹ nhàng nói, đại vu sư này là một cô gái trẻ. Cô ta vẫn luôn ngụy trang. Nếu tôi đoán không sai, đại vu sư thật đã chết. Cô gái kia không ngừng la hét, giết tôi đi. Ngô Bình tiến đến một bước, nói, tại sao cô phải giả làm đại vu sư? Cô gái giận dữ đáp, tôi sẽ không nói gì cả. Ngô Bình bảo, cô không nói, tôi sẽ khiến cô phải chịu nỗi đau đớn kinh khủng nhất trên đời này. Anh tiếp tục niệm chú. Cô gái nọ bắt đầu nảy sinh ảo tưởng, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đang thối rữa, như bị vô số con côn trùng gặm cắn, không ngừng gào thét thê lương. Kỹ năng của Ngô Bình khiến tất cả đều sững sờ, anh cũng là vô sư sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.